chương 1940, thống khổ 2. Người mặc chính là cái gì? Là phệ huyết trùng làm áo giáp đi, các ngươi là bằng vào cái này, xông vào phệ huyết sát trận chỗ sâu. Âm dương tiên nhân là ngươi giết, không không không, theo ta thấy không phải ngươi, hẳn là tiên miêu miêu, thành thật mà nói, tiên miêu miêu có thể mạnh mẽ hơn ngươi hơn nhiều, cứ việc ngươi có cùng điện chủ đại nhân đồng dạng lực lược, thế nhưng ngươi nhưng liền tiên miêu miêu cũng không bằng, ngươi lại lấy cái gì cùng điện chủ đại nhân so. Diệt thế tiên nhân, theo bầu trời phi lạc mà xuống, rơi vào sở phong bên cạnh. Mà giờ khắc này sở phong, lại không nói chuyện, chỉ là hung tợn nhìn diệt thế tiên nhân, ánh mắt kia chi đáng sợ, nhìn diệt thế tiên nhân rất không tự tại. Ngươi nhìn cái gì vậy, không được xem, diệt thế tiên nhân một cước hạ xuống, hung hăng dẫm nát sở phong cánh tay trái phía trên, lại cứng rắn đem sở phong đầu khớp xương đạp gãy. Nhưng mà, sở phong ánh mắt vẫn như cũ không chịu rời đi nửa lần, cứ như vậy hung tợn nhìn chằm chằm diệt thế tiên nhân, hắn phải nhớ kỹ người kia, chỉ cần mình bất tử, ngày sau nhất định phải để cho hắn vì hôm nay làm gây nên trả giá thật lớn. Ta cho ngươi xem, ta cho ngươi xem, mà diệt thế tiên nhân còn lại là dùng chân của hắn, không ngừng dẫm đạp sở phong, đem sở phong trên người đầu khớp xương tất cả đều đạp thành nát bấy, nhưng vẫn vô pháp cải biến sở phong ánh mắt. Hừ, một bãi đỡ không hơn tường nát vụn bùn, hiện tại ngươi mới thật sự là ngươi. Diệt thế tiên nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bồng bình rời đi. Thời khắc này, nơi này liền chỉ còn lại có sở phong một cái, trên người không có một tấc đầu khớp xương là tốt, toàn bộ bị đạp vỡ, cũng miễn bản ngũ tạng lục phủ cùng mặt ngoài thân thể. Sở phong, thực sự giống như là một đống máu thịt thân thể, toàn thân đều là máu, chỉ là kia trong máu có thể thấy nát bấy đầu khớp xương. Đau nhức, này tự nhiên rất đau, có thể kém xa sở phong trong lòng đau. Chờ mắt nhìn người nhiều như vậy chết đi, bản thân lại không có bất kỳ biện pháp nào, cái loại cảm giác này, đích xác rất là lo lắng. Sở phong, là nam nhân liền đứng lên, đừng làm cho bọn họ quỷ kế được như ý, chớ thực sự bị bọn họ đánh ngã. Người bây giờ đích xác không bằng bọn họ, đó là bởi vì ngươi còn không có lớn lên, bọn họ tu võ đều tu luyện mấy nghìn năm, thậm chí hơn vạn năm, mà ngươi mới ngắn ngủi mười mấy năm mà thôi. Nếu là bọn họ tu luyện lâu như vậy, đều không thể áp chế ngươi, vậy bọn họ mới là thật mất mặt. Nhưng tương tự, nếu là ngươi thời gian tu luyện cùng bọn chúng giống nhau lâu, vậy bọn họ liền tuyệt đối vô pháp áp chế ngươi. Thời khắc này, nữ vương đại thanh âm của người vang lên, giọng nói rất là nghiêm khắc, nhưng kỳ thực càng nhiều hơn chính là cổ vũ. Đàn đàn, yên tâm, ta có thể bị đánh nằm xuống, ta nhất định sẽ đứng lên, bọn họ cướp đi tôn nghiêm, ta sớm muộn sẽ đoạt lại, mà bọn họ dành cho thống khổ của ta, ta muốn thập bội, gấp trăm lần, ngàn lần xin trả. Sở phong đang khi nói chuyện, kết giới chi lực liền thi triển mà ra, cùng lúc đó, chu tức phục hòa thuật cũng là bao phủ toàn thân, hai người phía dưới, Sở Phong thân thể chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục thành nguyên trạng. Sở Phong đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, càng xem càng đau nhức, nhưng hắn vẫn như cũ muốn xem, hắn phải nhớ cái cái này đau nhức, muốn cho hôm nay đau khắc cốt minh tâm. Ta sớm muộn sẽ làm bọn họ biết, hôm nay nhục ta, mà không giết ta, chính là bọn họ lớn nhất sai lầm. Sở Phong trong mắt sát cơ tất lộ, hắn phát thể hôm nay sỉ nhục, nhất định phải gấp bội xin trả. Bành nhưng mà, vào thời khắc này, xa xa mặt đất lại bỗng nhiên đá vụn quay cuồng, một đạo hồng sắc quang mang cũng là phóng lên trời. Là tiểu hồng, đại gia, đại gia, tiểu hồng trực tiếp chạy về phía sở phong, tiểu ánh mắt, đúng là nước mắt quay cuồng. Tiểu hồng, người làm sao sống được, sở phong rất là kinh ngạc, tiểu hồng rõ ràng tại tiên miêu miêu trên người, tiên miêu miêu chết, nàng cũng không phải sống mới là. Nàng tất nhiên muốn sống xuống, nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái thanh âm này, sở phong nhất thời thân thể run lên, bởi vì kia đúng là tiên miêu miêu thanh âm. Thời khắc này, sở phong lập tức ngẩng đầu ngắm nhìn, lúc này mới phát hiện, tiên miêu miêu dĩ nhiên đứng ở hắn cách đó không xa, chính tại hướng hắn đi tới. Thời khắc này tiên miêu miêu, ngoại trừ đổi một kiện làn váy ở ngoài, cùng với trước dĩ nhiên không có bất kỳ khác biệt gì, nàng xác thực sống, nàng dĩ nhiên không có chết. Miêu miêu, người không chết, điều này sao có thể? Sở phong kích động chạy tới, thế nhưng nhưng trong lòng thì tràn đầy giật mình. Rất kinh ngạc đi, ta có thể không dễ như vậy chết, lặng lẽ nói cho người biết, ta có tổng cộng có 9 cái mạng. Tiên Miêu Miêu nói, 9 cái mạng, sở phong rất là không giải thích được, đúng vậy, chính là cái này, không tin người xem. Tiên Miêu Miêu đang khi nói chuyện, lần thứ hai lấy xuống trên cổ dây chuyền, mở ra cái kia dây chuyền. Chuyện này, nhìn kia dây chuyền bên trong hạt châu, sở phong nhất thời mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy đều là chấn kinh. Oa ha ha, sở phong, Nhà đầu này lại có như vậy Bảo Bối, đây tuyệt đối là bản nữ vương hiện nay mới thôi, trông thấy qua lợi hại nhất Bảo Bối. Thích khách, ngay cả nữ vương đại nhân cũng là vô cùng giật mình. Bảo Bối, vậy dĩ nhiên là Bảo Bối, đơn dùng nhìn cũng có thể nhìn ra đây là Bảo Bối. Lợi hại không, mạng của ta không tại người trên, tất cả hạt châu này trong, nguyên do ta cho dù hồn phi phách tán cũng không quan hệ, hạt châu này có thể để cho ta phục sinh. Không chỉ có như vậy, Hạt châu này còn có thể ta sinh mệnh bị uy hiếp thời gian, mang ta rời đi địa phương. Hội này khiến người khác cảm thấy ta bị đánh thành cặn, kỳ thực ta là mang theo sở hữu bảo bối đào thoát, cũng chính là dựa vào cái này lực lượng mới để cho tiểu hồng cũng còn sống. Tiên Miêu Miêu cười híp mắt nói, nhìn như vậy Tiên Miêu Miêu, Sở Phong trong lòng rất đau, nhà đầu này vừa mới thừa nhận rồi tang thân đau, nàng so với chính mình còn muốn thống khổ. Thế nhưng, dưới loại tình huống này nàng thế nào cười ra tiếng nàng là cố ý, nàng sợ sở phong có gánh nặng, nguyên do tại miễn cưỡng hoan tiếu. Thế nhưng, người thật sự vẫn là không có một cái mạng đúng không? Sở phong nhìn hạt châu kia bên trong, thần kỳ bảy đạo quang mang, hắn biết, tiên miêu miêu chỉ còn lại có bảy cái mạng, nếu như nàng thực sự có chín cái mạng, bây giờ đã không hai cái. Không sao rồi, cho dù không một cái mạng, có thể ta còn có thể chết lại bảy hồi, chỉ cần điểm này, thì không phải là những người khác có thể so. Tiên miêu miêu đắc y nói, nha nha nha, Mỹ nữ, kia nói như vậy, người lúc trước vì cứu đại gia, dĩ nhiên dùng cái mạng của mình. Tiểu Hồng rất là kinh ngạc nói. Tiểu Hồng câm miệng, thấy thế, tiên miêu miêu lập tức quát bảo ngưng lại. Tiểu Hồng ngươi nói cái gì, mà sở phong còn lại là lập tức truy vấn, hắn đã nghe được không đúng. Đại gia, trước ngươi lúc hôn mê, thương rất nặng, Mỹ nữ vì cứu ngươi, sẽ dùng hạt châu này, ta tận mắt đến, một luồng quang mang tự trong hạt châu. Tiến nhập trong cơ thể của ngươi, nguyên do thương thế của ngươi mới lấy ổn định. Nếu như nói, quang mang kia đại biểu cho mỹ nữ một cái mạng, như vậy nàng chính là dùng cái mạng của mình cứu ngươi. Tiểu Hồng cũng không để ý tới tiên miêu miêu mà là như thật nói cho Sở Phong. miêu miêu ngươi lại có thể biết được chân tướng, Sở Phong cảm giác toàn thân tê dại, không ngờ không biết nói cái gì là tốt. Tiên miêu miêu vì cứu hắn, dĩ nhiên dùng cái mạng của mình. Trường 1941, mở ra phong ấn. Ba, ai nha, dù sao bản công chúa mạng nhiều, ngươi liền không cần để ý rồi. Tiên Miêu Miêu rất là không sao cả nói, nhưng mà, thời khắc này Sở Phong trong lòng, nhưng là không nói ra được tư vị. Giả như Tiên Miêu Miêu không có 9 cái mạng, mà là một cái mạng, như vậy hiện tại nàng đã sớm chết rồi. Nguyên do Sở Phong không thể bởi vì Tiên Miêu Miêu có chín cái mạng, liền làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, bởi vì Tiên Miêu Miêu đã chết qua hai hồi. Lần đầu tiên là tự sát, vì mình mà tự sát. Lần thứ hai bị sát hại bởi vì sở phong mà bị người khác giết chết tiên miêu miêu vứt đi hai cái mạng đều cùng sở phong có quan hệ sở phong vô pháp cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra thế nhưng bọn họ mới nhận thức bao lâu tiên miêu miêu dựa vào cái gì như vậy giúp hắn chính là bởi vì không nên thế nhưng tiên miêu miêu lại làm mới để cho sở phong cảm kích cho nàng thấy thẹn đối với nàng miêu miêu từ nay về sau ta sở phong cái mạng này sẽ là của ngươi sở phong nói với tiên miêu miêu nói cái gì mê sảng mạng của người bản công chúa cũng không hiếm lạ, cấp ta cũng không cần. Tiên miêu miêu bĩu môi nói, nhưng rất nhanh lại nói với sở phong, sở phong, nói cho người biết chuyện này, này phệ huyết sát trận trong, không chỉ có phòng ấn viễn cổ hung thú, lại thật sự có bảo tàng. Bảo tàng, nghe được bảo tàng hai chữ, sở phong cũng là trong lòng hơi động. Thật sự có, chỉ là này bảo tàng không giống người thường, người bình thường vô dụng, ta cảm thấy đối người có lẽ chỉ có dùng, nói chung người đi theo ta. Tiên miêu miêu đang khi nói chuyện, liên lướt vào lúc trước tiểu hồng chui ra địa phương, thấy thế sở phong cũng là đi theo tiến nhập cái kia từ tiểu hồng mở thông đạo sở phong mới phát hiện lối đi này rất sâu thực sự rất sâu sâu đến vượt quá tưởng tượng tới đạt tình trạng sau sở phong càng là thần sắc đại biến gương mặt cuồng hỉ tại chỗ sâu lại có một mảng lớn kim sán sán thủy này thủy như là vàng chế tạo thành chừng một cái cỡ nhỏ hồ nước nhiều như vậy này cũng không phải là hòa tan kim thủy mà là đặc thù thủy là kết giới trí bảo sở phong người biết đây tột cùng là cái gì không tuy rằng ta không phải giới linh sư ta cũng nhìn ra tới mấy thứ này rất lợi hại nơi này phong ấn trận pháp phải là dựa vào mấy thứ này duy trì tiên miêu miêu nói đích xác nơi này phong ấn trận pháp thật là dựa vào thứ này duy trì may mà thứ này giấu sâu không bị ám điện người phát hiện sở phong là giới linh sư tự nhiên nhìn ra đây mới là vệ huyết sát trận chỗ hạch tâm là lớn nhất mắt trận miêu miêu lần này ngươi thế nhưng giúp ta một đại ân. Tiên Miêu Miêu rất là cảm kích nói với Tiên Miêu Miêu. Cũng là may mà ta đây mệnh châu, đem ta đưa đến nơi này, không phải ta cũng sẽ không phát hiện. Thế nào, vật này thực sự đối ngươi hữu dụng? Tiên Miêu Miêu hỏi, hữu dụng, đơn giản là quá hữu dụng. Sở phong thời khắc này vừa mới trải qua loại chuyện đó, nhưng có thể kích động như thế, không phải là không có nguyên nhân. Sở phong đã có biện pháp, giúp đỡ nữ vương đại nhân, phá vỡ mẫu thân lưu lại phong ấn, nhưng là tự thân năng lực không đủ, cũng không có cung cấp đầy đủ phá vỡ kia trận pháp năng lượng thiên tài địa bảo, nguyên do sở phong mới phát giác được, phá vỡ nữ vương trên người đại nhân trận pháp, xa xa khó vời. Bất quá dưới mắt, cái này sở phong không biết là cái gì kim sắc chi thủy, lại giải quyết rồi sở hữu sở phong bản không thể có thể giải quyết vấn đề. Này kim thủy bên trong, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ kết giới chi lực, sở phong bằng vào nó, cho dù vô pháp triệt để phá vỡ mẫu thân trói buộc đản đản phong ấn kết giới. Nhưng cũng được, mở ra đản đản tu vi nhất định. Đến tột cùng có cái gì hữu dụng đường, tiên miêu miêu tò mò hỏi tới, bản tới nàng chỉ là muốn dùng cái này để an ủi sở phong, bởi vì coi như là trí bảo, cũng chỉ có thể bố trí trận pháp, trừ lần đó ra có thể có cái gì trọng dụng đường đây. Này căn bản sau ra kém chân chính bảo tàng, nhưng nàng lại không nghĩ tới, thấy mấy thứ này sau, sở phong sẽ như vậy vui vẻ, này liền nhượng tiên miêu miêu thật tò mò, hiếu kỳ mấy thứ này đến tột cùng là cái gì, đến cùng có thể giúp sở phong cái gì nó có thể giúp ta phóng ra một cái tiểu ác ma sở phong nói tiểu ác ma nghe được này lời nói tiên miêu miêu càng là không giải thích được nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là tràn đầy mong đợi thời khắc này đản đản kỳ thực cũng là dường như tiên miêu miêu giống nhau tương tự rất là không giải thích được có chút nghe không hiểu sở phong theo lời lời nói nói đúng ra là tu la sở phong nói bổ sung mà lại trong lúc nói chuyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem giới linh đại môn mở ra mà giới linh đại môn mở ra sau, Tiểu Hồng cùng Tiên Miêu Miêu đều là đưa mắt quang vào giới linh đại môn. Tại hai vị nhìn soi mói, nữ vương đại nhân cũng là hóa thành một đảo hắc ảnh, từ kia giới linh đại môn bay vút mà ra sau, đi thẳng tới sở phong trước mặt. Oa, wow, mỹ nữ nhà mỹ nữ, người mỹ nữ này quả thực quá đẹp. Nhìn thấy nữ vương đại nhân, Tiểu Hồng nhất thời kinh hô lên. Cũng không phải Tiểu Hồng phản ứng khoa trương, thời khắc này thấy nữ vương đại nhân ngay cả Tiên Miêu Miêu cũng là một mặt kinh ngạc bởi vì nữ vương đại nhân dung mạo, đủ để khác các nàng như vậy. Sở phong, đây chẳng lẽ là người giới linh, là trong truyền thuyết tu la giới linh. Tiên miêu miêu tò mò hỏi, ân, nàng kêu nữ vương đại nhân, sở phong giới thiệu, miêu miêu, nếu như người đồng ý nhượng ta là người miêu miêu muội muội kia bản nữ vương không ngại, để cho người kêu ta đản đản tỷ tỷ. Đản đản nói với tiên miêu miêu, được rồi, đản đản tỷ tỷ. tiên miêu miêu còn chưa lên tiếng, tiểu hồng liền cười hì hì kêu lên. Không, Đản Đản không phải ngươi có thể gọi. Đản Đản lắc đầu nói, nhân gia này cần phải gọi ngươi là gì nha, mỹ nữ? Tiểu Hồng hỏi, ngươi chỉ có thể gọi là ta nữ vương đại nhân. Đản Đản nói, được rồi nữ vương đại nhân. Không tiếc tháo tiểu Hồng, sảng khoái kêu lên, ngoan. Đản Đản hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Tiên Miêu Miêu, cười híp mắt nói, Miêu Miêu muội muội, mau gọi Đản Đản tỉ tỉ. Được rồi, Đản Đản muội muội. Tiên Miêu Miêu không chút do dự nói, gọi sai là tỷ tỷ, không phải muội muội. Đàn đàn cải chính nói, thế nhưng ngươi rõ ràng không ta lớn, phải làm muội muội ta. Tiên miêu miêu khi dễ nói, cái gì, bản nữ vương rõ ràng lớn hơn ngươi hơn nhiều. Đàn đàn nói, thiếu kéo, người non nất dung mạo đã bán đứng ngươi. Tiên miêu miêu gương mặt không tin, ta đây cũng so ngươi thành thục. Đàn đàn nói, ngươi nơi nào so ta thành thục, rõ ràng ta so ngươi thành thục. Tiên miêu miêu phản bác, mà nhìn hai cái, đều là thiếu nữ bộ dáng tiểu nha đầu, ở nơi nào gọi mình thành thục, sở phong còn lại là một chán hắc tuyến. Bất quá đừng xem hai cái tiểu nha đầu tại cãi nhau, nhưng là một bộ phi thường hòa hài giạc. đây là sở phong lần đầu tiên thấy, đản đản trừ hắn ra, đối với một người nhiệt tình như vậy, xem ra đản đản thực sự rất ưa thích tiên miêu miêu nha đầu này. Tiên miêu miêu cùng nữ vương đại nhân, chỉ cần là tại ai là tỷ tỷ ai là muội muội vấn đề trên, liền tranh luận đã lâu, hai cái nha đầu ai cũng không phục người nào. Tốt ta nữ vương đại nhân, ta miêu công chúa, hai người các ngươi trước chớ ồn ào chúng ta nói điểm chính sự đi rơi vào đường cùng sở phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng ngăn lại sở phong người chẳng lẽ là nói dựa vào mấy thứ này có thể giúp ta mở ra phong ấn nghe được này lời nói đản đản mới chạy đến sở phong phụ cận đương sở phong nói tiểu ác ma thời gian nàng còn có chút mơ hồ thế nhưng nghe được tu la thời gian nàng đã đã hiểu sở phong ý tứ mở ra phong ấn chuyện gì xảy ra nghe được này lời nói Tiên Miêu Miêu cũng là một mặt tò mò hỏi. "Đúng rồi, đúng rồi, nói mau." Tiểu Hồng càng là vô cùng hiếu kỳ. Chương 1942, bố trí trận pháp 4. "Ta nữ vương đại nhân, thế nhưng phi thường lợi hại, chỉ là tu vi của nàng bị phong ấn. Nhưng là cái này kim sắc thủy, có lẽ có thể giúp ta mở ra nữ vương đại nhân phong ấn." Sở Phong nói với Tiên Miêu Miêu, "A, à, kia đàn đàn muội muội lợi hại bao nhiêu, nàng có ta lợi hại sao?" Tiên Miêu Miêu hỏi, "Ta cũng không tin tưởng." bất quá ta cảm thấy, có thể là sau ngươi lợi hại. Sở Phong vừa cười vừa nói, nữ vương tu vi của đại nhân, đến tột cùng tại cảnh giới gì, Sở Phong cũng không biết, nhưng có thể xác định chính là, nữ vương đại nhân là võ đế cảnh, mà lại so trước thả ra con kia tu là ác linh mạnh hơn. Lúc này thế cục rất bất lợi, bởi vì ám điện điện chủ đã theo dõi Sở Phong, hắn tuy rằng hiện nay không tính toán giết Sở Phong, nhưng Sở Phong biết, hắn kỳ thực cũng là nhìn kỹ bản thân vì uy hiếp, sớm muộn sẽ giết bản thân. Loại thời điểm này, nếu là có thể mở ra nữ vương tu vi của đại nhân, kia đối sở phong tới nói, không thể nghi ngờ là nghịch cảnh trọng sinh. Ai nha nha, vậy phải làm sao bây giờ nha, vốn còn muốn bao bọc ta đản đản muội muội đây, lẽ nào hiện tại ta muốn cho muội muội bao bọc ta? Mà biết được nữ vương tu vi của đại nhân rất mạnh sau, tiên miêu miêu một mặt phiền muộn, bất quá sau đó vừa nhìn về phía đản đản. Nói, bất quá không quan hệ, suy cho cùng ngươi là muội muội cho dù bao bọc tỷ tỷ ta, cũng là thiên kinh địa nghĩa, Hắc hắc, tốt, chờ ta khôi phục tu vi, sẽ thật tốt tận tỉ tỉ nghĩa vụ, thật tốt quản giáo ngươi một chút." Nữ vương đại nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác. Thấy nữ vương đại nhân nụ cười như thế, Tiên Miêu Miêu nhất thời sướng sờ, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là nói với Sở Phong, "Sở Phong, mau quản quản đản đản, nàng muốn khi dễ ta." "Ha ha, Sở Phong chỉ là bản nữ vương người hầu, người cảm thấy hắn có thể quản được ta sao?" Nữ vương đại nhân hai tay chống nạnh, cười ha ha nhưng rất là đáng yêu sở phong mau nói cho ta biết nàng nói không phải thực sự mà tiên miêu miêu còn lại là nhìn về phía sở phong không miêu miêu nữ vương đại nhân nói là sự thật sở phong bất đắc dĩ nói a à, không tiên miêu miêu cực độ phiền muộn hô to một tiếng bất quá rất nhanh tiên miêu miêu lại là xoay chuyển ánh mắt dĩ nhiên biến sắc tựa như nghĩ tới điều gì ý kiến hay giống nhau sau đó lại cười híp mắt nhìn đản đản nói đản đản kỳ tỷ. Sau này cũng là người bao bọc ta đi, hai chúng ta có thể cùng nhau khi phụ Sở Phong, nhưng tỷ tỷ không muốn khi dễ ta có được hay không? Ta lao, nghe được này lời nói, Sở Phong nhất thời không còn gì để nói. Nhà đầu này thật không có tiết tháo, dĩ nhiên cái này chịu thua, bất quá chịu thua còn chưa tính, tại sao phải đem mình liên lụy vào? Đây thật là hạ thương. Sở Phong, người thực sự có thể giúp ta mở ra phong ấn sao? Nữ Vương đại nhân, nhưng có hoài nghi lo lắng, phong ấn đó trận pháp làm bạn nàng lâu như vậy nàng thật sâu biết này phong ấn trận pháp lợi hại. Ta có 50% nắm chặt, bất quá này 50% nắm chặt, chỉ là có thể giải mở một bộ phận tu vi, ta vô pháp triệt để phá vỡ mẫu thân ta lưu lại phong ấn. Sở phong nói, vậy lúc nào thì thử xem, nữ vương đại nhân hỏi, việc này không nên chậm trễ, chính là hiện tại. Sở phong nói, hiện tại, nghe được này lời nói, nữ vương đại nhân cùng tiên miêu miêu đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Yên tâm, ám điện người sớm đã đi, bằng không sẽ không đến bây giờ còn không hiện ra. Đồng thời, nơi này kim thủy, ta mang không đi, nguyên do mặc kệ lúc nào, cũng chỉ có thể ở chỗ này mở ra ngươi phong ấn. Nhưng mà, cái này phế huyết sát trận đã bị phá, tin tức này truyền ra lời nói, sẽ có vô số cường giả tới chỗ này, nghĩ thu thập một chút bảo bối. Nguyên do này kim thủy để ở chỗ này cũng không an toàn, như cần nó, đó chính là thích hợp sớm không thích hợp muộn. Sở phong nói, ta đây phải làm gì? Nữ vương đại nhân hỏi, Phá vỡ người phong ấn, cần cùng người mặt đối mặt, nguyên do phá giải phong ấn thời điểm, người cần phải ở bên ngoài. Mà trận pháp bày trận xong xuôi sau, người sẽ rơi vào nửa trạng thái hôn mê, ý thức của ngươi là thanh tỉnh, có thể tiếp tục cùng ta cùng chung nghe nhìn, nhưng vô pháp nói chuyện, thẳng đến trận pháp vận chuyển xong xuôi, người khả năng khôi phục tự do. Đến tột cùng có thể thành công hay không mở ra người phong ấn, cũng chỉ có kia trận pháp vận chuyển xong xuôi sau, khả năng biết được kết quả. Sở phong nói, như vậy cần bao lâu? nữ vương đại nhân hỏi không rõ sở phong nói bất kể đã quyết định vậy liền bắt đầu đi nữ vương đại nhân nói nói sau đó sở phong liền nhượng nữ vương đại nhân ngồi xếp bằng ở kia kim thủy phía trên song sau lại lấy kim thủy vi mắt trận bắt đầu bố trí trận pháp tuy rằng này kim thủy là trận pháp chỗ mấu chốt thế nhưng vì bố trí này tòa trận pháp sở phong hầu như lấy ra bản thân bây giờ sở hữu chân quý nhất kết giới trí bảo cùng bảy trận tài liệu đồng thời vì bố trí này tòa trận pháp, sở phong dùng đầy đủ hơn một tháng thời gian, sở phong bày trận cho tới bây giờ chưa dùng qua lâu như vậy, đây là hắn tiêu hao một lần lâu nhất. Trong lúc ở chỗ này, tiên miêu miêu cùng tiểu hồng, một mực thủ hộ ở chỗ này, liền một chữ cũng không dám nói. Thẳng đến, sở phong đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm, tiên miêu miêu mới dám góp đi lên. Thành công, nhìn thời khắc này nữ vương đại nhân, tiên miêu miêu đối với sở phong hỏi. Thời khắc này nữ vương đại nhân, còn vẫn duy trì ngồi xếp bằng ở giữa không trung tư thế, chỉ là trên người của nàng nhưng là kim sán sán, giống như là hóa thành một cái kim tượng. Bởi vì, này chỗ những thứ kia bao hàm đặc thù năng lượng kim thủy, một giọt không dư thừa, đều bị sở phong ngưng tụ tại đản đản trên người. Kia kim thủy, không chỉ có bao trùm đản đản toàn thân, càng là sáp nhập vào đản đản thể nội, thời khắc này chính tại phân giải đản đản trong cơ thể phong ấn trận pháp, chỉ là ai cũng không biết, lúc này phải bao lâu. Trận pháp là bố trí, chỉ là không biết có thể thành công hay không mở ra đàn đàn phong ấn. Sở phong đang khi nói chuyện, lần thứ hai mở ra giới linh đại môn, đem đàn đàn đưa về bản thân giới linh không gian bên trong. Sở phong, ta xem người thật là mệt muốn chết rồi, mau đưa cái này phục dụng. Tiên miêu miêu tay nhỏ bé mở ra, 10 viên đặc thù đan dược, hiện lên ở sở phong trong lòng bàn tay. Sở phong liếc mắt liền nhìn ra, này 10 viên đan dược, chính là khôi phục vũ lực cùng tinh thần lực trí bảo. Mà trên thực tế, Hắn vì bố trí này tòa trận pháp, cũng xác thực tiêu hao cực lớn lực lượng, tinh thần lực của hắn rất mạnh, nguyên do có thể sử dụng kết giới chi lực cũng liền rất nhiều. Nhưng mà, vì bố trí này tòa trận pháp, hắn gần như sắp muốn đã tiêu hao hết bản thân có khả năng sử dụng kết giới chi lực. Cho dù khôi phục, cũng phải cần một khoảng thời gian. Nguyên do, dù cho biết này 10 viên đan dược rất là thật quý, nhưng sở phong ngược lại không có cực tuyệt, mà là đem này 10 viên đan dược, một ngụm nuốt vào bởi vì trên người của hắn cũng không có như tiên miêu miêu tốt như vậy đan dược miêu miêu cảm tạ sở phong nói theo ta còn khách khí tiên miêu miêu cười híp mắt nói đi ta đưa ngươi hồi tinh linh vương quốc sở phong nói không cần tiên miêu miêu lắc đầu nói làm sao vậy sở phong không hiểu hỏi đã có người tới đón ta tiên miêu miêu đang khi nói chuyện liền hướng lối ra bay vút mà đi sở phong cũng là theo sát phía sau đi theo ra ngoài mà tự động khẩu lướt ra sau sở phong mới phát hiện bên ngoài lại có một đội tinh linh vương quốc đại quân chỉnh tề đứng tại động khẩu ở ngoài đó là tinh linh vương quốc bộ đội tinh nhuệ chớ nói cái khác cao thủ ngay cả hộ pháp đều tới bốn vị nguyên lão cũng là tới hai vị cầm đầu vị kia càng là khí thế cực cường thân xuyên lục sắc chiến giáp áo khoác ngắn tay mỏng hồng sắc đấu bồng vị này đúng là viễn cổ tinh linh quốc vương sở phong tiểu hữu xem ra ngươi là thành công tinh linh quốc vương thấy sở phong đi ra hướng sở phong đã đi tới chương 1943, xưa đầu bằng nay năm. Nguyên lai, đường về huyết sát trận bị phá một khắc kia, viễn cổ tinh linh cũng đã phát ra cầu trợ tin tức. Tinh linh quốc vương nhận được tin tức sau, liền tự mình xuất lính đại quân chạy tới này chỗ, khi đó, tin tức bên trong không có nói tới ám điện, thế nhưng hắn lại mơ hồ đoán đến, này sự tình sẽ cùng ám điện có quan hệ. Chỉ là, dù cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất đến, nhưng vẫn là đã tới chậm một bước. May là, sở phong cùng tiên miêu miêu cũng còn sống mà tìm được tiên miêu miêu sau, viễn cổ tinh linh đại quân, cũng là biết sở phong vi đản đản mở ra phong ấn truyệt, nguyên do bọn họ không chỉ có không có quấy giày sở phong, trái lại một mực canh giữ ở này chỗ. Sở phong tiểu hiếu, chuyện đã xảy ra ta đã biết. Ta hy vọng ngươi không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng, bởi vì chiến đấu chính là tàn khốc như vậy. Đồng thời này vốn không phải lỗi của ngươi, mà là ám điện sai. Tinh linh quốc vương nói với sở phong, chỉ là quốc vương đại nhân, kia ám điện điện chủ hắn, Sở phong vốn là muốn nói, ám điện điện chủ có cùng hắn đồng dạng truyền thừa huyết mạch, rất có thể là tộc nhân của hắn, nguyên do chuyện này, xét đến cùng vẫn là cùng hắn có quan hệ. Sở phong, ta đều biết, mỗi người có mỗi ý của cá nhân, bất luận kẻ nào làm chuyện sai lầm, cũng không cần ngươi tới gánh chịu. Nhưng ám điện lần này hành vi, chính là chủ động hướng ta viễn cổ tinh linh tuyên chiến, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà sở phong tiểu hữu ngươi, hẳn là đứng tại chúng ta bên này chứ. Tinh linh quốc phương hỏi, Thời khắc này, viễn cổ tinh linh sở hữu cường giả, đều là đưa mắt đặt ở sở phong trên người. Ta sở phong cùng ám điện mối thù, bất cộng đái thiên, nếu là có thể, ta muốn thân thủ giết ám điện điện chủ. Sở phong một chữ một cái, cắn răng nghiến lợi nói. Được, tinh linh quốc vương tiếu cười, sau đó lại hỏi, người bây giờ có tính toán gì không? Ta nghĩ trước hồi thanh mộc sơn một chuyến, sở phong nói, ân, tinh linh quốc vương gật đầu, sau đó đối với sau lưng một vị dáng người rất cao, nhưng rất gầy nguyên lão nói, lương hoa đại nhân, phiền phức ngài, giúp ta thủ hộ thanh mộc sơn một trận. Tuân mệnh, vị nguyên lão kia đáp, quốc vương đại nhân, ngài đây là, sở phong rất là kinh ngạc, sở phong, về chuyện của ngươi ta đã nghe nói, thanh mộc sơn tụ tập ngươi người thân cận nhất, nơi đó đúng là người uy hiếp. Tuy rằng, nam cung long kiếm cùng la bàn tiên nhân cũng ở đó, nhưng tin tưởng ám điện thực lực, ngươi là rõ ràng. Liên diệt thế tiên nhân đều ở đây vì ám điện làm việc, chỉ cần là nam cung long kiếm, căn bản là không có cách bảo hộ Thanh Mộc Sơn, còn nếu là Thanh Mộc Sơn đã xảy ra chuyện gì, tin tưởng ngươi sẽ ăn ngủ không yên. Này vị là lương hoa đại nhân, chính là bát phẩm võ đế. Coi như là diệt thế tiên nhân, tại lão nhân ra ông ta trước mặt, cũng không dám quá mức càn dở, có hắn chấn thủ Thanh Mộc Sơn, ta cũng sẽ yên tâm một chút. Tinh linh quốc vương nói, quốc vương đại nhân đối với ta sở phong giúp đỡ, ta sở phong chắc chắn sẽ không quên. Sở phong rất là cảm kích nói, hắn không có cự tuyệt, hắn tìm không được lý do cự tuyệt bởi vì tinh linh quốc vương theo như lời những câu có lý thanh mộc sơn thật là sở phong tối nhớ mong một trong những địa phương nơi đó cũng thật là hắn uy hiếp thế nhưng bây giờ viễn cổ tinh linh đối mặt chính là ám điện bọn họ là có trận đánh ác liệt muốn đánh có thể dưới loại tình huống này tinh linh quốc vương lại đem lương hoa đại nhân cao thủ như vậy phái qua đây bảo hộ thanh mộc sơn đây thật là nhượng sở phong vô pháp không cảm kích ân huệ sở phong tiểu hiếu, chúng ta đi thôi lương hoa đại nhân nói nói đừng xem vị này trong ngày thường cao cao tại thượng, liền viễn cổ tinh linh thấy hắn, đều là run rẩy nơm nớp, có thể vị nguyên lão này cấp cường giả, đối với sở phong nhưng là một điểm cái cũng không có. Phiền phức lương hoa đại nhân, sở phong cung kính nói, sau đó, sở phong liền cùng lương hoa đại nhân, cùng đi trước tử diễm hắc sơn, tuy rằng mục đích của bọn họ là thanh mộc sơn, thế nhưng sở phong lại cần trước đem bạch nhược trần mẫu nữ, cùng với khương vô thương cùng tiếp nhận đi. Phụ vương, nhưng mà, tại sở phong đi rồi, Tiên Miêu Miêu chợt nhào vào Tinh Linh Quốc Vương trong ngực, thất thanh khóc lớn. "Ba ba chết, ba ba hắn bị diệt thế tiên nhân giết. Ta muốn báo thù, ta nhất định phải giết diệt thế tiên nhân." Tiên Miêu Miêu rất là thống khổ, óng ánh nước mắt hiện đầy điểm mỹ gò má. Sở Phong đã đoán đúng, Tiên Miêu Miêu trước hết thảy đều là giả bộ, nàng là tại miễn cưỡng vui cười, vì chính là không cho Sở Phong có gánh nặng. Nhưng trên thực tế nàng thống khổ cực, suy cho cùng vì kia Kim Phát lão giả, từ nhỏ bồi bạn nàng nàng đối với kim phát lão giả cảm tình cực sâu có thể nào không thống khổ chỉ là sự đau khổ này chỉ có tại sở phong sau khi rời đi nàng mới dám biểu hiện ra ngoài ngoan người bá bá sẽ không chết vô ích ta viễn cổ tinh linh không có người nào sẽ chết vô ích ta sẽ nhường ám điện nợ máu trả bằng máu ôm ấp nữ nhi tinh linh quốc vương đau lòng không ngớt tương tự hắn cũng tức giận không thôi nhiều như vậy tộc nhân chết đi thân là quốc vương không ai so hắn khó chịu Kinh qua một đoạn thời gian chạy đi, Sở Phong cùng Lương Hoa Đại Nhân không chỉ có thành công nhận được Bạch Nhược Trần mẫu nữ cùng với Thanh Mộc Sơn. Hiện nay, cũng rốt cuộc tiến nhập Thanh Mộc lĩnh vực mà lại bây giờ đã đi tới Thanh Mộc Sơn ở ngoài. Wow, hôm nay Thanh Mộc Sơn, náo nhiệt như thế. Nhìn thời khắc này Thanh Mộc Sơn, Bạch Nhược Trần rất là ngoài ý muốn. Bởi vì hôm nay Thanh Mộc Sơn, quả nhiên là xưa đâu bằng nay, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là bóng người, có thể nói phi thường náo nhiệt này phồn thịnh chi cảnh tượng, tuyệt đối là lúc trước sở phong tiến nhập Thanh Mộc Sơn gấp bội không thôi. Bây giờ Thanh Mộc Sơn, không chỉ có là Thanh Mộc lĩnh vực chi nhân muốn bái nhập Tông Môn, mà là vũ chi thánh thổ rất nhiều người muốn bái nhập Tông Môn. Bởi vì, Nam Cung Long Kiếm, là bàn tiên nhân, trở thành Thanh Mộc Sơn khách khanh trưởng lão tin tức. Cùng với, yêu giao vương tộc cùng Thanh Mộc Sơn liên minh tin tức, đều là truyền ra ngoài. Bây giờ ở bên ngoài xem ra, Thanh Mộc Sơn không chỉ có là chín thế đứng đầu, đây là muốn áp đảo tứ đại đế tộc phía trên siêu nhiên thế lực vật khổng lồ như vậy dĩ nhiên quảng thu đệ tử ưu tú tự nhiên có vô số người muốn bái nhập môn hạ chớ nói nam cung long kiếm bọn họ gia nhập thanh mộc sơn chỉ cần là sở phong tiểu hữu một người tên tuổi cũng đủ để cho thanh mộc sơn phồn thịnh tới đỉnh phong lương hoa đại nhân nói nói đích xác sở phong hôm nay xác thực nổi tiếng bên ngoài nam cung long kiếm cùng la bản tiên nhân càng là đại danh đỉnh đỉnh nhưng nếu là nhượng thế nhân biết Hiện nay viễn cổ tinh linh cũng cùng sở phong liên minh, mà lại có lương hoa đại nhân chấn thủ thanh mộc sơn, không biết thế nhân lại sẽ là làm sao chấn kinh. Bạch Nhược Trần một mặt mong đợi nói, ta chỗ này, không thể truyền ra ngoài, không thể để cho thế nhân biết, ta tại chấn thủ thanh mộc sơn. Lương hoa đại nhân nói nói, vì sao, Khương vô thương không hiểu hỏi, nếu để cho thế nhân biết lương hoa đại nhân cũng ở đây thanh mộc sơn, không phải sẽ làm người nhiều hơn, gia nhập thanh mộc sơn, nhượng thanh mộc sơn trở nên càng mạnh mẽ hơn sao. Bây giờ Thanh Mộc Sơn đối đầu, có thể không là cái khác mấy thế, cũng không phải tứ đại đế tộc, càng không phải là tam phủ, chính là Ám Điện. Ám Điện là Thanh Mộc Sơn làm sao phát triển, cũng vô pháp siêu việt thế lực. Nguyên do không thể để cho Ám Điện chi nhân biết, Lương Hoa đại nhân đang này. Nếu để cho bọn họ biết, kia ngày sau Ám Điện nếu quả như thật tấn công Thanh Mộc Sơn, tất nhiên cũng sẽ có chuẩn bị, gây bất lợi cho Thanh Mộc Sơn, đối với Lương Hoa đại nhân cũng bất lợi. Sở Phong giải thích, nguyên lai là như vậy. Nghe được này lời nói, Khương vô thương cùng Bạch Nhược Trần, còn lại là bừng tỉnh đại ngộ. Sở phong tiểu hiếu, theo như lời cực là lương hoa đại nhân hài lòng gật đầu. Tới Bạch Tố Yên, còn lại là cười híp mắt nhìn sở phong. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, sở phong trưởng thành đến giờ này ngày này tình trạng, tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn đích xác có thường nhân không có năng lực. chương 1944, Phúc Hỏa cùng hưởng thụ một Thời khắc này thanh mộc sơn bên trong, các vị các đệ tử trọng yếu, toàn bộ tại hướng thanh mục sơn tỏa đàm đại điện bước nhanh trên mặt của bọn họ đều học nhiều hoặc ít treo vẻ hưng phấn thậm chí có người kích động đều khóc lên không bởi vì khác chỉ vì ngày gần đây đang tỏa đàm đại điện tỏa đàm truyền đạo chính là danh chấn vũ tri thánh thổ đại nhân vật là bản tiên nhân lý thanh triệu tuyết hai người các ngươi nhanh lên một chút là bản tiên nhân lập tức liền phải nói khóa một vị thể tráng thanh niên đối với sau lưng một nam một nữ vội vã la lên mã hổ Người gấp làm gì, là bản tiên nhân tuy rằng lợi hại, thế nhưng ta cũng không phải giới linh sư, so với việc hắn giảng bài, ta càng mong đợi nam cung long kiếm đại nhân tọa đàm. Được kêu là làm triệu tuyết nữ tử, đang khi nói chuyện nhìn về phía bên cạnh nam tử, nói, Lý Thanh, người nói ta nói có đúng không? Này tên là làm Lý Thanh nam tử, không chỉ có mi thanh mục tú, tu vi càng là không sai, rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng lại đã một vị thất phẩm võ vương, cái này tu vi, dù cho phóng mắt cả cái thanh mộc sơn đệ tử, vậy cũng coi như là cực cường triệu tuyết người lời nói này không đúng cho dù chúng ta không phải giới linh sư có thể là bàn tiên nhân dù sao cũng là vũ chi thánh thổ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong ngày thường muốn gặp lão nhân gia ông ta đều khó khăn bây giờ có thể có cơ hội nghe lão nhân gia ông ta giảng bài là là vinh hạnh của chúng ta lý thanh nói kia ngược lại cũng đúng là chỉ là ta không rõ thanh Mộc sơn đến cùng dùng cái gì đại giới mới mời tới là bàn tiên nhân cũng nam cung long kiếm đại nhân như vậy đại nhân vật vả chấn triệu tuyết rất là không hiểu hỏi thanh mộc sơn lấy cái gì đại giới cũng không mời được hai vị đại nhân này vật lý thanh nói a à, kia bây giờ là bản tiên nhân cùng nam cung long kiếm đại nhân làm sao sẽ làm thanh mộc sơn khách khanh trưởng lão triệu tuyết càng hiếu kỳ hơn người nhà đầu kia thật đúng là đần này còn cần hỏi sao tự nhiên là bởi vì sở phong lý thanh nói sở phong là sở phong sở phong thật sự có mặt mũi lớn như vậy nghe được này lời nói triệu tuyết nhất thời thần tình kích động Đương nhiên là có, lẽ nào ngươi cho rằng Tây môn đế tộc kia đỉnh phong đánh một trận sự tình là giả sao? Còn nữa nói, ba người chúng ta vạn dặm xa xôi gia nhập này Thanh Mộc Sơn, vì lúc đó chẳng phải Sở Phong sao? Lý Thanh nói, đúng đúng đúng, Sở Phong có thể là thần tượng của ta đây. Triệu Tuyết thời khắc này gương mặt hoa si, ngươi nha, mà kia Lý Thanh còn lại là cười nhạt, sau đó mới lên tiếng, Sở Phong cũng không chỉ là thần tượng của ngươi, mà là vô số tiểu bối thần tượng. Lời nói ở đây Lý Thanh đưa mắt, quét về phía chung quanh rất nhiều khuôn mặt. Kia rất nhiều đều là khuôn mặt mới, là gần nhất mới gia nhập Thanh Mộc Sơn. Nhưng đều không ngoại lệ, thiên phú đều tốt, những đệ tử này gia nhập, làm cho Thanh Mộc Sơn đệ tử hạch tâm trình độ, chiếm được chất đề thăng. Mà những đệ tử này bên trong, có ít nhất một nửa, đều là hướng về phía sở phong danh hào mà gia nhập Thanh Mộc Sơn. Lý Thanh, Triệu Tuyết, các người mau nhìn bên kia, là tu la bộ người. Bỗng nhiên, đi tuốt ở đàng trước cái kia mã hồ kích động chạy trở về. Mà theo mã hổ chỉ phương hướng, một đội nhân mã hiện lên ở trong tầm mắt, những người đó xuất hiện sau, người chung quanh đều là mắt lộ ra lại ước ao lại kính nể thần tình Thậm chí có chút đệ tử phản ứng, căn bản không như là thấy được đồng môn, mà như là thấy được thần giống nhau, khuôn mặt tôn kính cùng sùng bái. Tu la bộ, bây giờ thanh mục sơn hot nhất bộ môn, cũng là thanh mục sơn mạnh nhất bộ môn, thanh mục bảng trên sở hữu đệ tử, hầu như đều gia nhập tu la bộ cũng tỷ như Khương Phù Dung, Bạch Vân Tiêu các đệ tử, cũng đều bỏ qua mình nguyên lai like bộ môn, lựa chọn gia nhập Tu La Bộ. Thậm chí Tu La Bộ thành viên, tại Thanh Mộc Sơn bên trong đều là được hưởng đặc quyền, đó là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, tự mình ra lệnh, nghe nói. Vậy hay là Thanh Mộc Sơn lão tổ cấp nhân vật, Bách Lý Huyền không đồng ý. Mà Tu La Bộ sở dĩ lợi hại như vậy, chỉ vì một người, đó chính là Tu La Bộ người khai sáng, sở phong. Nguyên do hiện nay Tu La Bộ là sở hữu đệ tử muốn gia nhập địa phương, chỉ là bây giờ muốn muốn gia nhập Tu La Bộ cũng không có đơn giản như vậy, trừ phi là đệ tử Hạch Tâm Trung Tinh anh, bằng không căn bản không đùa giỡn. Không đúng vậy, không phải nói Sở Phong khai sáng Tu La Bộ bên trong, đều là Thanh Mộc Sơn đệ tử Hạch Tâm Trung Tinh anh sao? Người xem hai người kia, tốt yếu a, à, tu vi của bọn họ rõ ràng yếu như vậy, thế nào cũng mang theo Tu La Bộ tiêu chí. Còn có, bên cạnh bọn họ mấy vị kia, tu vi rất mạnh Tu La Bộ thành viên tại sao phải đối với hai người bọn họ cung kính đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra triệu tuyết nhìn tu la bộ đội nhân mã kia chung cầm đầu một nam một nữ sau rất là không giải thích được là a à, đây là có chuyện gì lấy hai người bọn họ tu vi là căn bản là không có cách tiến nhập tu la bộ chứ lý thanh cùng kia mã hổ thời khắc này cũng rất là không giải thích được ba vị sư đệ sư muội các ngươi là mới tới bỗng nhiên một đạo thanh âm ôn uyển sau lưng các nàng vang lên khương khương sư tỷ thấy phía sau vị này khí chất mỹ nữ lý thanh ba người đều là lấy làm kinh hãi mà người chung quanh cũng đều lộ ra ánh mắt kính sợ bởi vì giờ khác này già bọn hắn bây giờ trong tầm mắt chính là thanh mộc sơn mạnh nhất đệ tử chi nhất thanh mộc bảng sắp xếp thứ hai khương phù dung tới bài danh đệ nhất tự nhiên chính là sở phong cứ việc mã hổ triệu tuyết lý thanh ba vị này tân tú thực lực đều rất tốt hãy nhìn đến khương phù dung vẫn là rất kích động Trước không nói Khương Phù Dung tại Thanh Mộc Sơn địa vị, chỉ nói thực lực cá nhân cũng là cực cường bây giờ chính là một vị bán đế cường giả. Là trừ sở phong ở ngoài, Thanh Mộc Sơn trong hàng đệ tử, hiện nay mạnh nhất một cái. Khương sư tỷ, chúng ta thật là mới tới, chúng ta đều muốn gia nhập tu La bộ. Thế nhưng nghe nói, muốn gia nhập tu La bộ, cần đi qua khảo hạch, này khảo hạch rất khó. Nhưng là vì sao hai vị kia sư huynh sư tỷ tu vi yếu như vậy, thế nào cũng có thể trở thành tu La bộ thành viên? lý thanh rất là tò mò hỏi chuyện này nói rất dài dòng muốn theo sở phong sáng lập tu la bộ ngày đó bắt đầu sở phong sáng lập tu la bộ thời gian hắn tại thanh mộc sơn cũng chỉ là một vị người mới đệ tử đương tiến nhập thanh mộc sơn sau hắn liền thụ địch vô số thậm chí có không ít người đố kỵ tài ba của hắn cùng thiên phú muốn đẩy hắn vào chỗ chết về sau thanh mộc sơn mạnh nhất mấy cái phân bộ càng là liên thủ đối phó chưa lớn lên tu la bộ khi đó tu la bộ năm bè bảy mảng mắt thấy đại quân tới tập kích, vô số người đều chạy. Có thể tại nguy nan bước ngoặt, nhưng có người nguyện ý lưu lại, cùng sở phong cùng sông vào cửa ải khó khăn, sở phong cho dù đuổi đều đuổi không đi. Nguyên do những tu la này bộ nguyên lão, cứ việc tu vi rất yếu, lại cũng đáng tôn trọng. Khương Phù Dung giảng thuật nói, nguyên lai là như vậy, biết được chuyện đã xảy ra, Lý Thanh ba người, lần thứ hai nhìn hai vị kia sư huynh sư tỷ thời điểm, trong con mắt cũng là xuất hiện nồng nặc vẻ kính sợ. Khương Sư Tỷ, ta nghĩ biết hai vị kia sư huynh sư tỷ gọi là gì. Triệu tuyết hỏi, bọn họ nam nhân kêu phương thác hải, nữ tên là Vương Vi, là tu la bộ chân chính nguyên lão, nghe nói tu la bộ khai sáng ngày đầu tiên, bọn họ đã có ở đó rồi. Khương Phù Dung nói, oa, dĩ nhiên lợi hại như vậy, biết được này sự tình, Lý Thanh ba người nhìn Vương Vi cùng phương thác hải ánh mắt, trở nên càng thêm tôn kính, không chỉ có như vậy, còn rất là ước ao. Bọn họ thật rất ước ao, cái này tại sở phong còn chưa lớn lên trước, liền cùng Sở Phong đánh giang sơn người. Bọn họ tuy rằng tu vi rất yếu, nhưng lại là hôm nay Thanh Mộc Sơn bên trong, không người dám đắc tội tồn tại, mà chuyện này tất cả đều là dựa vào bọn họ ánh mắt được, năm đó có thể không sợ cường địch, cùng Sở Phong cùng chung hoạn nạn. Nguyên do, Lý Thanh ba người cũng biết, đối với Phương Thác Hải cùng Vương Vi đám người hôm nay địa vị, bọn họ là ước ao không đến, bởi vì tại lúc trước, Sở Phong còn chưa trưởng thành lúc thức dậy, ít có người có thể giống như bọn họ tại nguy nan bước ngoặt, bồi sở phong bên cạnh. Cứ việc không có trải qua thời kỳ đó, nhưng bọn họ cũng có thể nghĩ đến, lúc trước Phương Thác Hải cùng Vương Vi chịu cực khổ, nhưng là bây giờ hết thảy đều là đáng giá. Lúc trước, bọn họ cùng sở phong cộng đồng đối mặt họa, mà bây giờ rốt cục có thể bởi vì sở phong, mà hưởng thụ được phúc. Phúc họa cùng hưởng thụ, bây giờ bọn họ có hết thảy, cũng có thể gọi là là hoàn toàn xứng đáng. chương 1945, ta đi thử một chút hai. Kỳ thực, lúc trước sở phong giải tán tu la bộ trước, tu la bộ đã có gần vạn người, giải tán trước sở phong cũng đã nói, ngày sau tu la bộ nếu như trùng kiến, mỗi cái thành viên đều có thể trở về, không cần đi qua khảo hạch. Về sau tu la bộ xây lại, đích xác có rất nhiều người lựa chọn trở về, nhưng có vài người không mặt rồi trở về, bất quá nói cho cùng, có thể mọi người tôn trọng, cũng chỉ có 187 người. Này 187 người, toàn bộ đều là lúc đầu, sở phong thế nào đuổi đều đuổi không đi người. Khương Phù Dung lần thứ hai nói, bọn họ ánh mắt thật tốt, tại người nhiều như vậy đều bỏ rơi sở phong thời gian, bọn họ dĩ nhiên thể chết theo. Mặc dù biết hứa ao không đến, nhưng mã hổ trong mắt vẻ hâm mộ lại vẫn như cũ không giảm. Mà Lý Thanh cùng Triệu Tuyết, còn lại là đối với kia cái gọi 187 người, càng thêm kính phục. Sau đó, Lý Thanh ba người liền cùng Khương Phù Dung cùng hướng tọa đàm đại điện đi đến, càng là truy vấn lên, kia 187 người đến tột cùng là người nào. Mà Khương Phù Dung cũng là thần kỳ, hắn dĩ nhiên nhớ cái kia 187 người danh tự, mà lại nhất nhất nói cho Lý Thanh ba người. Bởi vì tại Khương Phù Dung là người từng trải, hắn chính mắt thấy qua Sở Phong tu la bộ bị Bạch Vân tiêu cùng Đào Hương Vũ đám người đẩy vào tuyệt cảnh thời gian. Nguyên do, trong lòng hắn đối với kia 187 người cũng là phi thường tôn trọng. Khương sư tỷ, ta nghĩ biết, lúc trước cùng Sở Phong là địch đến tột cùng là người nào? Bỗng nhiên, Lý Thanh hỏi rất nhiều người, Bạch Vân Tiêu, Đào Hương Vũ, Triệu Kim Cương, Bôn Lôi Hổ, Tề Viêm Vũ, lúc trước đều là sở phong địch nhân. Khương Phù Dung nói, bọn họ, bọn họ không phải tu la bộ người sao, Mã Hổ rất là giật mình, này còn không đơn giản, xem sở phong quật khởi, lại lựa chọn đầu nhập vào sở phong chứ. Sở phong thật đúng là rộng lượng, không chỉ không tính toán với bọn họ, trái lại thu lưu bọn họ. Triệu Tuyết Khí bĩu môi nói, đối với lúc trước hãm hại sở phong, bây giờ rồi lại đầu nhập vào sở phong người, nàng thật sự là chán ghét cực kỳ. Không, cũng không phải là thấy sở phong quật khởi, bọn họ mới gia nhập tu la bộ, mà là bởi vì sở phong cứu qua bọn họ mạng, đã cứu mạng của ta, chúng ta là xuất phát từ cảm ơn sở phong, mới gia nhập tu la bộ. Khương Phù Dung nói, cái gì, nghe được này lời nói, Lý Thanh ba người càng là giật mình, bọn họ cũng không nghĩ tới, sở phong lúc trước bị bạch phân tiêu đám người làm khó dễ. Không chỉ có không báo thù, trái lại còn cứu bọn họ, rất kinh ngạc sao lúc trước ta cũng rất kinh ngạc bất quá đây là cái gọi lấy đại cục làm trọng đi sở phong sư đệ nói qua đồng môn như thế nào đi nữa đấu đều là đồng môn đối mặt ngoại nhân còn là muốn một lòng khương phù dung nói nghe được này lời nói lý thanh ba người lẫn nhau nhìn nhau một cái có ít thứ bọn họ còn vô pháp lĩnh ngộ chỉ là đối với sở phong nhưng là càng vì kính phục chỉ ít lòng giả như vậy bọn họ cũng không có khương sư tỷ nghe nói sở phong sư huynh hắn vốn là thanh mộc nam lâm đệ tử đúng không, ta nghĩ biết, bây giờ thanh mộc nam lâm, vậy là cái gì dạng? Triệu tuyết lần thứ hai hỏi, bây giờ, hầu như cùng sở phong có liên quan người, đều chiếm được to lớn chỗ tốt, mà triệu tuyết nghe nói sở phong xuất từ thanh mộc nam lâm, nhưng thanh mộc nam lâm làm thanh mộc sơn phụ thuộc thế lực, trước lại không được tốt lắm, nàng rất muốn biết, bây giờ thanh mộc nam lâm đến cùng làm sao? Thanh mộc nam lâm sao, bây giờ thanh mộc nam lâm đã không tồn tại. Khương Phù Dung nói, không tồn tại, nghe được này lời nói ba người lần thứ hai thất kinh bây giờ thanh mộc nam lâm đã chỉnh thể di chuyển đến thanh mộc sơn mặc kệ tu vi làm sao thanh mộc nam lâm trưởng lão đều trở thành thanh mộc sơn trưởng lão mà thanh mộc nam lâm đệ tử cũng đều trở thành thanh mộc sơn đệ tử khương phù dung vừa cười vừa nói oa ha ha dĩ nhiên theo phụ thuộc thế lực trực tiếp đề thăng vì thanh mộc sơn một thành viên biết được này sự tình lý thanh ba người rất là kinh thán bọn họ biết Thanh mục Nam Lâm có thể có hôm nay, dựa vào là cũng là Sở Phong. Bá nhưng mà, liền tại Khương Phù Dung đám người, gần đến tòa Đàm Đại Điện lúc, bỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, sau cùng oanh một tiếng, nện xuống đất. Cường đại lực đạo, lại đem kia đặc thù chế tạo nham thạch, bắn cho thành nát bấy. Bạch Vân Tiêu, nhìn thấy này người, sở hữu đệ tử đều là thất kinh, bởi vì kia từ trên trời giáng xuống chính là Bạch Vân Tiêu. Thời khắc này, Bạch Vân Tiêu miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đã thân chịu trọng thương người nào dám tại thanh mộc sơn bên trong đả thương bạch phân tiêu trước không nói bạch phân tiêu thực lực của tự thân hắn thế nhưng tu la bộ cán bộ cấp tồn tại có người dám đả thương hắn đây không phải là cùng tu la bộ đối kháng sao chớ nói đệ tử loại chuyện này cho dù liền trưởng lão cũng không dám làm đủ loại không giải thích được lúc mọi người đưa mắt quăng vào trên đường chân trời đứng nơi đó năm thân ảnh mà bọn họ cũng là đem bạch phân tiêu đả thương đầu sỏ gây nên thanh mộc sơn liền một cái có thể đánh đệ tử cũng không có sao. Trong năm người, dẫn đầu là một vị đầu trọc, thời khắc này chính khinh miệt nhìn quét phía dưới. Dĩ nhiên bọn họ, nhìn thấy trên đường chân trời năm vị, Lý Thanh ba người thất kinh. Ngươi biết bọn hắn?" Khương Phù Dung hỏi, nhận thức bọn họ là Thiên Đạo phủ đệ tử Hạch Tâm, bây giờ thế nào? Thế nào cũng chạy tới Thanh Mộc Sơn, lại vẫn làm Thanh Mộc Sơn đệ tử. Lý Thanh ba người bọn hắn, tới từ Vũ Chi Thánh thổ Đế Vương lĩnh vực, nhân duyên vừa khớp phía dưới, ngược lại thấy qua trên đường chân trời này năm vị nghe được lý thanh lời nói sau khương phù dung cũng là trao mày năm người này đều là khuôn mặt mới trước đó chưa từng thấy qua không làm được là hôm nay mới vừa gia nhập thanh mộc sơn mà tu vi của bọn họ rất mạnh dù cho khương phù dung đã nhất phẩm bán đế nhưng lại vẫn như cũng nhìn không thấu đối phương tu vi điều này nói rõ đối phương tu vi cao hơn nàng các ngươi là tới quấy dối sao khương phù dung tức giận quát lên dưới cái nhìn của nàng này năm vị ly khai thiên đạo phủ gia nhập thanh mộc sơn, tuyệt đối là tâm tổn gây rối có mục đích khác. Suy cho cùng thiên hạ to lớn, loại người gì cũng có, rất nhiều cùng thế hệ nghe nói sở phong sự tích sau, đều sẽ sùng bái sở phong, lấy sở phong làm vinh. Nhưng lại lại có như vậy một phần nhỏ người, nghe nói sở phong sự tích sau, hoài nghi sở phong, chất vấn sở phong, không tin sở phong làm hết thảy là thật, thế là liền tới thanh mộc sơn tìm hiểu ngọn ngành. Nguyên do trong ngày thường giống như bọn họ loại này, tới quấy rối ra hỏa, cũng là thời gian thường ra hiện, cũng không hiếm lạ, bất quá phần lớn sẽ bị Thanh Mộc Sơn đệ tử hung hăng dạy dỗ một trận sau, lại để cho bọn họ lăn chứng. Chỉ là thời khắc này, Khương Phù Dung cũng là cho mày, nhờ vào lần này tới quấy rối cùng dĩ vãng người bất đồng, thời khắc này trên đường chân trời năm vị đích xác rất cường. Làm loạn, không không không, chúng ta có thể không là tới quấy rối Chỉ là nghe nói nơi này là sở phong chỗ ở thế lực, mà kia sở phong càng là uy danh lan xa, giống như có người nói, sở phong mới là vũ trì thánh thổ mạnh nhất tiểu bối đi, mặc dù đang cung phách bình nguyên, mạnh nhất tiểu bối tranh đoạt chiến trên, hắn rút lui. Nhưng vẫn là có rất nhiều người nói, sở phong mới là vũ trì thánh thổ mạnh nhất tiểu bối. Ngoại giới đối với sở phong nghe đồn nhiều như vậy, làm ta liền cảm giác, này thanh mộc sơn đệ tử cần phải đều rất lợi hại, bằng không làm sao sẽ xuất hiện sở phong người như vậy đây. Nguyên do sẽ nhìn một chút, chỉ là không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, kết quả này thật đúng là làm cho ta thất vọng a. À. Xem ra thanh mộc sơn, không gì hơn cái này. Tới kia sở phong, ta nghĩ cũng chỉ là nghe đồn mà thôi đi, ha ha ha. Cầm đầu nam tử đầu chọc châm chọc nói. Đáng chết, cũng dám đối với sở phong sư huynh châm chọc khiêu khích, đây tuyệt đối chính là tới tìm phiền toái. Thời khắc này, rất nhiều đệ tử nhịn không được chửi bới lên. Trên thực tế, không ít trưởng lão cũng đều là chạy ra, nhưng là thời khắc này tình huống, bọn họ nhưng cũng không tiện nhúng tay. Trước không nói, đệ tử trong lúc đó tranh đấu là thường có chuyện đã xảy ra nhất là tranh đoạt thanh mộc bảng sắp xếp thời gian thường thường biết đánh rất hung trưởng lão vốn cũng không tốt quản huống chi thanh mộc sơn trưởng lão phổ biến thực lực kỳ thực cũng không phải rất mạnh nếu là thanh mộc sơn đệ tử bị làm loạn đánh bại còn nói được nhưng nếu như liền bọn họ những trưởng lão này đều bị làm loạn đánh bại vậy coi như thật mất hết thanh mộc sơn mặt mũi nguyên do bọn họ không thể xuất thủ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn chờ đợi thanh mộc sơn cao thủ đứng ra giải vây Người có thể vũ nhục bọn ta đệ tử, người cũng có thể vũ nhục ta thanh mộc sơn, ta tuyệt đối không cho phép người vũ nhục sở phong. Mà giờ khắc này, Khương Phù Dung còn lại là giận tím mặt, lấy ra nửa thành đế binh sau, nàng bạt không mà lên, lấy hung mãnh thế công, hướng trên đường chân trời năm vị công đi. Bộp nhưng mà, chỉ thấy kia nam tử đầu chọc, dương tay vồ một cái, lại đem Khương Phù Dung đế binh nắm ở trong tay, cùng lúc đó một cỗ uy áp, cũng là quét ngang mà xuống, lại trói buộc trụ Khương Phù Dung lực lượng tứ phẩm bán đế, hắn đúng là một vị tứ phẩm bán đế. Mọi người thất kinh, ai cũng không nghĩ tới, vị này đúng là tứ phẩm bán đế. Tứ phẩm bán đế, tại tiểu bối bên trong, đây chính là cực mạnh tồn tại. Cảm thụ được đối phương thời khắc này tán phát tu vi, thanh mộc sơn ở đây các vị trưởng lão cùng đệ tử, đều là sầm mặt lại. Đối phương quá mạnh mẽ, thanh mộc sơn hôm nay đệ tử, đích xác không người là đối thủ của hắn, lẽ nào hôm nay thanh mộc sơn, thật cũng bị người vẽ mặt. Đàn bà thúi, ta nói cho người biết, người thanh mộc sơn đệ tử muốn dạy dỗ ta, còn chưa đủ tư cách. Vị kia lạnh giọng nói, là sao, kia để cho ta tới thử xem. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo thanh âm, bỗng nhiên ở trong hư không tạc nổ tiếng vang. chương 1946, Sở Phong trở về một. Đương âm thanh kia tạc nổ vang lên đồng thời, một bóng người cũng là tự hư không bước ra, đứng ở Khương Phù Dung bên cạnh. Mà thấy vị này sau, ở đây bên trong, bất kể là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều là trợn mắt hốc mồm, thất kinh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lại cũng như cùng hóa đá một loại sướng sở ở nơi đó. Sở phong, các người mau nhìn, là sở phong, là sở phong đã về rồi. Qua một hồi lâu, mọi người mới phản ứng được, này nhất khắc, vùng thế giới này khắp nơi đều tràn đầy hưng phấn vô cùng kích động. Sở phong, là thanh mộc sơn linh hồn nhân vật. Sở phong, là thanh mộc sơn một đời truyền kỳ. Sở phong, là thanh mộc sơn chúng đệ tử, thậm chí tất cả trưởng lão trong lòng kiêu ngạo. Bởi vì, Thanh Mộc Sơn có thể có giờ này ngày này, mọi người đều biết, này tất cả đều là lại gần Sở Phong. Sở Phong, ngươi, ngươi chính là Sở Phong. Thời khắc này, kia nam tử đầu chọc, cùng với sau người bốn vị, thấy Sở Phong sau cũng là thần tình khẩn trương, thậm chí lúc trước còn nói lời khiêu khích nam tử đầu chọc, lại không tự chủ được lui về phía sau. Cứ việc, lúc này bọn họ còn vô pháp nhận thấy được Sở Phong tu vi, nhưng là chỉ nhìn Sở Phong này người, bọn họ liền cảm giác không giống người thường. Cố khí thế này, không phải người bình thường có thể có dù cho hắn thiên đạo phủ cũng chỉ có đứng đầu nhất đệ tử mới có thậm chí những thứ kia đứng đầu nhất đệ tử cùng sở phong so sánh với còn kém rất nhiều chính là tại hạ người không phải nói ta thanh mộc sơn không người sao kia không phương lãnh giáo một chút ta thủ đoạn sở phong vừa cười vừa nói tới thì tới không ngại nói cho người biết chúng ta thật xa đã chạy tới chính là muốn đánh nát đủ loại lời đồn làm cho thế nhân biết người sở phong đủ loại nghe đồn đều là giả nam tử đầu chọc trong lúc nói chuyện đã thả khương phù dung trong tay nửa thành đế binh đồng thời tự mình còn lấy ra nửa thành đế binh chuẩn bị hướng sở phong xuất thủ cùng lúc đó phía sau hắn bốn vị lại cũng nhao nhao lấy ra nửa thành đế binh mà lại tản mát ra hung mẽ nguy áp nguyên lai kia bốn vị lại cũng đều là tứ phẩm bán đế thiên đạo phủ đệ tử lần này thật đúng là đến có chuẩn bị bất quá đáng tiếc bọn họ đối mặt thế nhưng sở phong một vị nhất phẩm võ đế o o n, -N g Đột nhiên, sở phong trong mắt chợt lóe sáng, nhất thời một cỗ bàng bạc uy áp quét ngang mà ra, bao trùm vùng thế giới này. Kia uy áp vừa ra, thiên đạo phủ năm vị đệ tử uy áp, nháy mắt liền bị thôn phệ, giống năm cái dòng suối nhỏ chảy vào biển rộng. Thậm chí, ngay cả bản bầu trời trong xanh, nhất thời cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, mà kia năm vị tới từ thiên đạo phủ đệ tử, càng là dường như hóa đá một loại bị dừng lại ở đó. Thời khắc này, bọn họ chưa nói động một cái, ngay cả hô hấp đều không thể làm được đã bị sở phong áp chế gắt gao. Cỗ hơi thở này, tốt là đáng sợ, sở phong sư đệ hắn, đến tột cùng là tu vi thế nào. Khương Phù Dung trở thành Mộc Sơn chúng đệ tử, cũng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ mặc dù không cách nào phân biệt ra được, sở phong hôm nay tu vi, nhưng lại có thể cảm thụ được, sở phong kiêu uy áp cường đại. Kia năm vị thiên đạo phủ đệ tử, tại sở phong trước mặt, liền xuất thủ tư cách cũng không có. Nhất phẩm võ đế, cỗ hơi thở này là nhất phẩm võ đế, Sở Phong hắn đã nhất phẩm võ đế. Bỗng nhiên, một vị nam tử mở miệng nói, nhìn thấy vị này, các vị đệ tử lại là thất kinh, bởi vì vị kia chính là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, Độc Cô Tinh Phong. Nhất phẩm võ đế, trưởng giáo đại nhân chính miệng nói, Sở Phong hắn dĩ nhiên đã nhất phẩm võ đế, trời ạ, à, chẳng phải là kia Sở Phong chẳng phải là cùng trưởng giáo đại nhân giống nhau mạnh mẽ. Ngươi thấy ngu chưa, Sở Phong thế nhưng bằng vào sức một mình, liền đối với chiến tứ đại đế tộc tộc trưởng Đồng thời chém giết tây môn tộc trưởng người. Sở Phong sớm liền vượt qua trưởng giáo đại nhân, nói vậy hiện tại, chớ nói tứ đại đế tộc tộc trưởng, coi như là tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão, cũng đều không phải là đối thủ của hắn đi. O o n g, nhưng mà, mọi người ở đây chấn kinh Sở Phong cường đại lúc, Sở Phong nhưng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi kia uy áp. Bản phong vân biến hóa chân trời, trong chớp mắt lại khôi phục thành trước tường hòa bộ dạng, ngay cả thời tiết là âm là tình. Cũng chỉ quyết định bởi sở phong một ý niệm. Phu phu, phu phu, phu phu, phu phu, phu phù, mà đang ở sở phong thu hồi uy áp một khắc kia, lấy đầu chọc cầm đầu, năm vị tới từ thiên đạo phủ đệ tử, dĩ nhiên nhao nhao quỳ sở phong trước mặt. Sở phong sư đệ, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, chúng ta ngu xuẩn, lại hoài nghi thực lực của ngươi, cầu ngươi cho chúng ta một cái cơ hội, cầu ngươi xem tại chúng ta bây giờ, cũng là thanh mộc sơn đệ tử phần trên, cho chúng ta một cái đổi qua cơ hội làm lại cuộc đời kia năm vị đệ tử, không ngừng xin tha, bọn họ thật là cực sợ, cứ việc sở phong còn không có ra tay với bọn họ, thế nhưng ở trước đó, bọn họ lại cảm nhận được sở phong cường đại, đó là một ý niệm, liền có thể cướp đi tính mạng của bọn họ cường giả siêu cấp. Bọn họ cùng sở phong tranh lệch, chính là cách biệt một trời, đừng nói là bọn họ, coi như là hắn thiên đạo phủ mạnh nhất đệ tử, cũng tuyệt đối không thể nào là sở phong đối thủ. Sở phong này mạnh nhất tiểu bối tên, chính là thực chí danh quy các ngươi cũng xứng tự xưng thanh mộc sơn đệ tử cốt cho ta sở phong đang khi nói chuyện phất ống tay áo một cái nhất thời một trận cuồng phong ở trên hư không quét ngang ra a à, ở đó cuồng phong phía dưới kia năm vị bản tới từ thiên đạo phủ đệ tử trong chớp mắt liền bị thổi bay đến bên ngoài mấy ngàn dặm lưu lại chỉ có một trận tiếng kêu thảm thiết a à, sở phong sư huynh vạn tuế sở phong sư đệ người thực sự quá tuyệt vời đánh được đơn giản là quá hết giận xem ai còn dám tới ta thanh mộc sơn gây sự trong khoảng thời gian ngắn những người ở chỗ này đều xôi trào chính gọi là chăm nghe không bằng một thấy hôm nay nhìn thấy sở phong bọn họ mới biết được sở phong cường hãn nhưng mà tại phần lớn người đều vì sở phong cường hãn mà hoan hô lúc nhưng cũng có một số ít người sắc mặt khó coi rất không tự nhiên vậy cũng là từng kinh làm khó dễ qua sở phong vũ nhục qua sở phong khinh thường qua sở phong người hiện tại lại hồi tưởng một chút tự mình lúc trước làm gây nên bọn họ mới biết mình là ngu xuẩn cỡ nào Chớ để bên cạnh người nghị luận, riêng là chính bọn hắn, cũng biết mình lúc trước làm gây nên là như vậy buồn cười. Khương Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Sở Phong nói với Khương Phù Dung, không sự tình, sớm biết rằng ngươi trở lại rồi, ta sẽ không xuất thủ rồi. Khương Phù Dung vừa cười vừa nói, Khương Sư tỷ, còn nhớ kỹ ta, vào thời khắc này, Bạch Nhược Trần Lăng không mà hiệt, xuất hiện ở Sở Phong bên cạnh. Bạch sư muội, ngươi cũng quay về rồi, đây thật là song hỷ lâm môn a thấy bạch nhược trần khương phù dung càng là mặt lộ vẻ vui mừng tuy rằng nàng không cùng bạch nhược trần đánh nhau liên hệ gì nhưng vẫn là biết bạch nhược trần suy cho cùng bạch nhược trần thế nhưng tại lúc trước chân chính cùng sở phong đánh người trong thiên hạ xem ra nhược trần còn đầy được hoan nghênh sao chỉ là không biết có người hay không hoan nghênh ta theo sát phía sau bạch tố yên cũng là xuất hiện đúng là bọn họ hai mẹ con thời khắc này rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đã nhận ra bạch nhược trần cùng bạch tố yên hai mẹ con Nhớ lúc đầu, Bạch Tố Yên xông vào Thanh Mộc Sơn, mang đi sở phong cùng Bạch Nhược Trần, khi đó thế nhưng chấn động một thời, cho đến ngày nay, cũng không có thiếu người sẽ nhắc tới, lúc trước việc. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, thời khắc này, độc cô tinh phong tự mình ninh đón. Phu nhân, Nam Cung Long kiếm trưởng lão, một mực chờ đợi các người thì sao? Độc cô tinh phong vừa cười vừa nói, tuy rằng hắn quý vi Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, thế nhưng đối mặt Bạch Tố Yên mẫu nữ, nhưng cũng không dám thất lễ, suy cho cùng hắn biết bạch tố yên mẫu nữ thân phận chân thật vậy liền đi thôi bạch tố yên gật đầu sau đó độc cô tinh phong cùng sở phong đám người liền ẩn vào hư không đi trước thanh mục thánh hội trời ạ à, chẳng lẽ kia bạch nhược trần thật là nam cung long kiếm đại nhân nữ nhi mà nghe được độc cô tinh phong lúc trước mấy câu nói sau những thứ kia nhận thức bạch nhược trần mẫu nữ trưởng lão cùng đệ tử càng là gương mặt ngốc trệ nguyên lai like, bọn họ có mắt như mù không chỉ có là đối với sở phong đối Bạch Nhược Trần, cũng là như vậy. chương 1947, Tái hội Long Lân 2 Sở phong đám người đi tới Thanh Mộc Thánh hội sau, trực tiếp đi trước Bách Lý Huyền Không, nghỉ ngơi địa phương. Thời khắc này, ngoại trừ la bàn tiên nhân muốn giảng bài ở ngoài, sở hữu các đại nhân vật đều là tề tụ nơi này. Sở phong cũng là cùng bọn chúng giảng thuật, tại phệ huyết sát trận bên trong trải qua hết thảy, làm cho tất cả mọi người cũng giải ám điện cường đại, cùng với ám điện nguy hiểm. Cái gì, ám điện điện chủ, dĩ nhiên có cùng người giống nhau huyết mạch. Diệt thế tiên nhân, dĩ nhiên gia nhập ám điện, biết được hết thảy sau, mọi người đều không thể bình tĩnh, dù cho Nam Cung Long Kiếm cũng là cho mày. Ám điện cường đại như vậy, nếu là muốn đối phó Thanh Mộc Sơn, kia chỉ sợ bọn họ cũng là không đỡ được. Chỉ là, bọn họ tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không thể nói, bởi vì sở phong thừa nhận đã đủ nhiều, bọn họ không thể lại để cho sở phong có gánh nặng. Lão Tổ, viễn cổ tinh linh quốc vương bệ hạ, đã cùng ta Thanh Mộc Sơn liên minh, vì phòng ngựa ám điện chi nhân tập kích Thanh Mộc Sơn, đặc ý tinh linh quốc vương bên trong nguyên lão, Lương Hoa Đại Nhân giúp đỡ ta Thanh Mộc Sơn. Sở Phong nói, Lương Hoa Đại Nhân, Sở Phong ngươi nói là sự thật, nghe được này lời nói, Nam Cung Long kiếm nhất thời sáng mắt lên, không khỏi truy vấn. Thiên chân vạn xác Sở Phong gật đầu, Lương Hoa Đại Nhân lúc nào qua đây, Nam Cung Long kiếm tiếp tục hỏi, trong này, kiến thức rộng rãi nhất, cũng chính là Nam Cung Long kiếm. Đối với viễn cổ tinh linh Lương Hoa Đại Nhân, hắn vẫn biết được. Lương Hoa Đại Nhân thực lực cực cường hắn thấy, Lương Hoa Đại Nhân nếu là tới này, coi như là ám điện, cũng không dám dễ dàng tấn công Thanh Mộc Sơn, kia đúng là Thanh Mộc Sơn bảo đảm. Lão Phu đã tới, vào thời khắc này, Lương Hoa Đại Nhân bỗng nhiên tự hư không đi ra. Trời ạ, à, ngài, nhìn thấy Lương Hoa Đại Nhân, ngoại trừ sở phong, bạch nhược trần mẫu nữ, cùng với Khương vô thương bên ngoài, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, dù cho Nam Cung Long Kiếm cũng là như vậy. Không thể không nói, Lương Hoa Đại Nhân xuất hiện, có thể nói là cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ, để cho bọn họ bất an tâm, trong nháy mắt liền an tĩnh kéo tới. Lương Hoa Đại Nhân xuất hiện, hơn nữa sở phong trở về, cùng với Nam Cung Long kiếm người một nhà đoàn tụ, có thể nói việc vui liên tục, mọi người cũng rất cao hứng. Bách Lý Huyền không, bản là muốn chuẩn bị tiệc rượu, cử tông vui mừng. Nhưng mà, sở phong nhưng là nhất khắc cũng đứng ngồi không yên, bởi vì hắn cấp thiết như vậy trở lại thanh mộc sơn, kỳ thực vì chính là dược nhi, khi biết sở phong tính toán sau, Bách Lý Huyền không quyết định thật nhanh quyết định, theo sở phong lại vào viễn cổ di tích, tái hội một hồi được kêu là làm long lân ra hỏa. Đồng thời lúc này đây, ngay cả Lương Hoa Đại Nhân cũng là cùng theo qua đây. Mà Lương Hoa Đại Nhân thực lực đặt ở nơi đó, đường đường bát phẩm võ đế, gần tiếp cận võ đế đỉnh phong tồn tại, có hắn tại, dù cho lần nữa đối mặt kia long lân, bọn họ cũng là có vài phần sức mạnh. Mà đi qua trước sông trận, sở phong lại sông di tích, có thể nói là quen việc dễ làm rất nhanh, sở phong đoàn người, liền lần thứ hai xuất hiện ở Long Lân địa phương sở tại. Đường sở phong thấy dược nhi một khắc kia, bản đè nén tâm tình, nhất thời hóa giải không ít. Bởi vì hôm nay dược nhi, không chỉ có chút nào phát không tổn hại, thậm chí ngay cả tu vi cũng có tăng lên, không còn là nhất phẩm võ đế, mà là một vị nhị phẩm võ đế. Sở phong, bách lý đại nhân, nhìn thấy sở phong đám người, dược nhi càng là cuồng hỉ, chạy vội liền hướng sở phong chạy tới. Mà khác sở phong bất ngờ là, lúc này đây cái kia tự xưng long lân ra hỏa, dĩ nhiên không có ngăn Dược Nhi, mà là tùy ý Dược Nhi chạy tới sở phong bên này. Không sai, người đột phá tốc độ so ta dự đoán phải nhanh, xem ra người có thể giúp ta. Thời khắc này, Long Lân cũng rất là vui vẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sở phong. Mà Long Lân ánh mắt như vậy, làm cho Nam Cung Long kiếm đám người rất không tự tại, thậm chí rất là khó chịu. Bởi vì, Long Lân trong con mắt chỉ có sở phong một người, Nam Cung Long kiếm, Bách Lý Huyền không, cho dù là lương hoa đại nhân này một đám cao thủ đều bị hắn không thấy không sai không để ý đây mới thực là không để ý rõ ràng liền ở trong tầm mắt lại làm bộ nhìn không thấy hoàn toàn chưa đem nam cung long kiếm đám người để vào mắt thời khắc này nam cung long kiếm rất là bất mãn bản muốn mở miệng nói cái gì đó bộp nhưng mà liền tại nam cung long kiếm vừa muốn mở miệng lúc một con già nua mà hữu lực tay lại bắt được cánh tay hắn phía trên nghiêng đầu nhìn một cái đúng là lương hoa đại nhân lương hoa đại nhân nhìn nam cung long kiếm lại cũng không nói gì chỉ là hướng về phía nam cung long kiếm lắc đầu nhưng mà chỉ là này một cái động tác đơn giản lại làm cho nam cung long kiếm rất là giật mình lương hoa ý của đại nhân rất đơn giản gọi hắn không cần loạn tới đối phương rất là nguy hiểm liền lương hoa đại nhân đều cho rằng đối phương nguy hiểm vậy hắn nam cung long kiếm có có tài đức gì cùng đối phương kêu gào nguyên do cứ việc rất không cam lòng nguyện có thể thời khắc này cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng không lên tiếng lần thứ hai nhìn long lân ánh mắt nhiều một tia cẩn thận tiền bối ta đúng hẹn tới ngươi có thể phóng dược nhi đi sao sở phong nói đương nhiên có thể bất quá tiền đề là ngươi phải giúp ta làm một chuyện long lân nói tiền bối mời nói sở phong nói đối mặt vị này kêu long lân ra hỏa hắn cũng là không dám thất lễ dù cho bây giờ đã võ đế thậm chí thấy qua như tinh linh quốc phương ám điện điện chủ, lương hoa đại nhân, diệt thế tiên nhân trở rất nhiều. Vũ chi thánh thổ tối cường giả đứng đầu, thế nhưng long lân cho hắn khí thức nguy hiểm, vẫn là cường thịnh như vậy, người kia quá nguy hiểm, thậm chí so ám điện điện chủ còn nguy hiểm hơn nhiều lắm, làm cho sở phong không dám thất lễ. Rất đơn giản, long lân đang khi nói chuyện, lấy ra hai loại đồ vật. Đó là một cánh cửa, cùng một thanh kiếm, cửa, vi trong suốt chi sắc, như là pha lê làm bằng, cao hai thước, rộng một thước. Kiếm, thì hồng quang lập loè, thậm chí tán phát trận trận sóng nhiệt, tựa như hỏa thiết chế tạo thành, trường có bảy thước, một bả hỏa hồng trường kiếm. Đây là, thấy này môn cùng kiếm, chưa nói sở phong, người ở tại chàng đều là sáng mắt lên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửa kia, cùng kiếm, đều không phải nửa thành đế binh, càng không phải là đế binh. Thế nhưng, nhưng là giá trị có lẽ so đế binh còn muốn quý trọng, kia. Tựa hồ cũng không phải là vũ trì thánh thổ sở hữu chi vật. Tới kia long lân, tựa hồ sớm liền liệu đến sở phong đám người kia ánh mắt kinh ngạc nguyên do hắn cũng không để ý tới sở phong đám người mà là trực tiếp đi tới cây đại thụ kia trước đem cửa kia đặt ở trên cây to sau đó hắn liền bắt đầu một tay nặn ra pháp ấn trong miệng cũng là không ngừng phun ra kỳ lạ khẩu quyết o o n g bỗng nhiên cửa kia cùng cây dung hợp bản là trong suốt cửa dĩ nhiên ánh sáng nhạt lập lòe ở trong đó chính là vạn vẹo không gian sạc sau đó kia Long Lân đem trong tay kiếm điều chuyển, tay mình nắm mũi kiếm, đem chuôi kiếm nhắm ngay sở phong, nói cầm trong tay này kiếm, tiến vào bên trong, chảm đoạn sở hữu buộc chặt ta dây leo, người có thể mang dược nhi nha đầu kia đi. Buộc chặt ngươi dây leo, nghe được này lời nói, sở phong cũng là mắt sáng lên. Chính là ta, Long Lân mặt mỉm cười, ngược lại chút nào không che lấp. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể làm được, lúc này đây, ta liền tuyệt đối nói lời giữ lời. Long Lân lại bổ sung, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Sở phong đi ra phía trước, bắt lại chuôi kiếm, trực tiếp hướng đi cánh cửa kia. Sở phong, thời khắc này, Bách Lý Huyền không la lên một tiếng, hắn rất không yên tâm, luôn cảm thấy Long Lân kêu sở phong làm sự tình, không đơn giản như vậy, bằng không sẽ không để cho sở phong trở thành võ đế sau, lại tới này chỗ. Chư vị tiền bối xin yên tâm, ta sẽ bình yên trở về. Sở phong quay đầu lại tới nhàn nhạt cười, sau đó liền tay cầm trường kiếm, bước chân vào trong cửa kia chương 1948, thiên cấp huyết mạch 1. Đường sở phong xuyên qua cánh cửa kia sau, tầm mắt đầu tiên là một trận mơ hồ. Mà khi tầm mắt khôi phục lúc, sở phong phát hiện, hắn đã thân ở một không gian khác. Nơi này, tự thành một vùng thế giới, đồng thời phi thường bao la, so sở phong dự đoán còn muốn lớn hơn. Chỉ bất quá dưới mắt, này không gian bát ngát bên trong, rậm rạp tất cả đều là thụ đằng, kia thụ đằng phong tỏa sở phong lối đi. Mà lại tại thụ đằng phía trên còn khắc đầy bùa chú, đó là bùa chú thời khắc này chính lóe lên lóe lên lóe ra ánh sáng nhạt mà kia bùa chú là cây này đằng càng vi bất phàm dị thường kiên cố chủ yếu nhất là tiến nhập nơi này một khắc kia sở phong liền cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực kia áp lực không chỉ có áp bách thân thể của hắn thậm chí còn áp bách đan điền của hắn cùng linh hồn tại cỗ này dưới áp lực sở phong liền hô hấp đều rất cực khổ thân tại này chỗ sở phong lực lượng bị trói buộc rất nhiều hắn không chỉ có mất đi ngự không chi lực Càng là bước đi duy gian Chẳng lẽ đây là một tòa phong ấn trận pháp Ở chỗ này phong ấn cái gì Kia Long Lân nói Chảm đoạn sở hữu buộc chặt hắn thụ đằng Chẳng lẽ nói Nơi này phong ấn chính là hắn Sở phong dù sao cũng là Long Văn Giới Linh Sư Liếc mắt một cái thấy ngay này chỗ không đơn giản Nơi này thật là một tòa phong ấn trận pháp Nguyên lai này Long Lân Là muốn lợi dụng ta mở ra phong ấn Thế nhưng Hắn tại sao phải bị phong ấn ở đây Nơi này không phải viễn cổ di tích sao Hắn ở chỗ này đến tột cùng đã bao lâu? Chẳng lẽ nói, hắn không phải cây đại thụ kia biến thành, hắn chỉ là bị Phong ấn ở cây đại thụ này bên trong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, này chỗ đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Thời khắc này, Sở Phong rơi vào trầm tư, hắn luôn cảm giác mình là bị kia Long Lân lợi dụng. Không quản được nhiều như vậy, vì cứu Dược Nhi, chỉ có thể buông tay đánh một trận. Cứ việc, Sở Phong đã xem thấu Long Lân ý đồ, cứ việc trong lòng còn đầy là nghi vấn. Nhưng Sở Phong lại không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Long Lân theo lời đi làm, dù cho biết rõ hắn là lợi dụng tự mình mở ra phong ấn, có thể Sở Phong cũng chỉ có thể bị lợi dụng. Xoạt 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 sau đó, Sở Phong liền bắt đầu vung vẩy trong tay kiếm, dùng kiếm kia đi chảm đoạn trước mắt Sở Hữu dây leo. Chỉ là, kia dây leo thật lợi hại, kiếm khí vô dụng, chỉ có kia kiếm thể khả năng chảm đoạn kia dây leo. Mà này chỗ lớn như vậy, Sở Phong lại là bước đi duy gian, muốn chảm đoạn này nơi trốn có dây leo thật đúng là một cái cố sức chuyện. Nhưng sở phong chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi, hắn có thể nhìn ra, cái này dây leo tuy rằng rất nhiều, có thể kỳ thực đều có một cái phương hướng. Hắn cảm thấy, theo cái hướng kia, liền có thể tìm được long lân theo lời hắn. Nhưng mà, khác sở phong bất đắc dĩ là, hắn này vung chém, dĩ nhiên chém đầy đủ một năm lâu. Thời gian một năm, đối với hôm nay sở phong tới nói, thật sự là quá lâu, suy cho cùng ám điện này đại địch trước mặt, trong vòng một năm sẽ phát sinh rất nhiều biến cố nhưng sở phong nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn phải thành công, nếu là thất bại, sợ là liền cứu không đi dược nhi, nguyên do hắn không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Rốt cục, tại qua đầy đủ một năm linh hai tháng sau, sở phong rốt cục thấy được kia long lân. Long lân, tại to lớn lao lung bên trong, mà kia lao lung bên ngoài, chính là sở hữu thụ đằng liên kết phần cuối. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, đầy đủ vung chém một năm linh hai tháng, sở phong không uống một giọt nước, không tận một hạt gạo, thậm chí không ngủ qua nhất khắc biết, trong tay kiếm càng là không có đỉnh chỉ vung chém qua. Hắn giờ phút này, sớm đã tình trạng kiệt sức, gần không chịu nổi. Nhưng là, thấy được kia lao lung bên trong long lân sau, sở phong nhất thời động lực 10 phần, trong tay kiếm căn bản là không dừng được. Xoạt, xoạt 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 sở phong trong tay kiếm, trở nên cực nhanh, so mới vào này chỗ thời điểm còn nhanh hơn, ở tại cấp tốc vung chảm phía dưới, rất nhanh liền chảm đoạn sở hữu thụ đăng. Chỉ nghe oanh một tiếng, kia bản treo ở giữa không trung rất lớn lao lung, liền rơi ở trên mặt đất. Chỉ là, thời khắc này kia lao lung bên trong long lân, vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, không có một chút phản ứng, giống như là người chết giống nhau. Xem ra, còn phải chảm đoạn này lao lung mới được. Sở phong huy động trong tay chi kiếm, liền đâm về phía kia lao lung, muốn triệt để làm cho kia long lân thoát khốn. Ao ao nhưng mà, liền tại sở phong kiếm, sắp sửa đâm chúng kia lão long lúc, kia lao lung dĩ nhiên sản sinh biến hóa vô số đạo dây leo tự lão long bên trong tách ra mà ra lại hóa thành một bàn tay lớn bắt lại sở phong kiếm uống a à, thấy thế sở phong còn lại là hét lớn một tiếng sau đó lôi đình áo giáp lôi đình cánh chim cùng thi triển mà ra đương tu vi đề thăng sau sở phong lực lượng cũng là đề thăng không ít dù cho kia thụ đằng biên chế mà thành đại thủ lực lượng rất lớn có thể thời khắc này nhưng cũng không đỡ được sở phong thiên gia huyết mạch ngươi là người phương nào như thế nào tới chỗ này đột nhiên kia lao lung lại phát ra âm thanh nhìn kỹ sở phong cũng là cả kinh kia lao lung không chỉ có một bàn tay lớn tại ngăn hắn kia lao lung phía trên vẫn còn có một đôi con mắt nhìn mình thiên cấp huyết mạch ngươi nói ta đây là thiên cấp huyết mạch nghe được này lời nói sở phong không khỏi cả kinh lập tức hỏi tới ngươi là ai làm sao ngươi biết ta là thiên cấp huyết mạch không muốn cứu hắn bằng không ngươi sẽ hối hận không muốn cứu hắn bằng không ngươi sẽ hối hận không muốn cứu hắn, bằng không ngươi sẽ hối hận." Nhưng mà, kia lao lung nhưng không trả lời Sở Phong theo lời lời nói, mà là tái diễn nói qua một câu nói như vậy. Giờ khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, đầu đều nhanh muốn tạc nổ rớt, lại bị câu nói kia quấy nhiễu. Đó không phải là lời đơn giản, mà là ẩn chứa đặc thù lực lượng, nếu là tiếp tục nghe tiếp, Sở Phong sợ là sẽ phải tẩu hỏa nhập ma, chết ở chỗ này. "Xin lỗi, ta phải cứu hắn." Sở Phong nói ra lời này lúc, hai tay nắm chặt chuôi kiếm sau đó bỗng nhiên xuống phía dưới một đâm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong tay kiếm, liền đâm vào kia lao lung bên trong. Răng rắc răng rắc, đương kiếm đâm vào trong đó sau, vô số đạo vết rách, liền tự kiếm thể đâm vào địa phương lan tràn ra, mà lại vết rách càng lúc càng lớn, rất nhanh liền bao trùm kia lao lung các nơi. Bá mà vào thời khắc này, kia ngồi xếp bằng ở lao lung bên trong, nhắm chặt hai mắt long lân, lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngao, o, o đương hai mắt mở ra lúc, giống một đầu ngủ say mãnh long thức tỉnh rồi một loại một cỗ khó mà hình dung khí tức liền quét ngang ra ầm ầm long tại kia cỗ khí tức phía dưới bản liền vết rách vô số lao lung trong nháy mắt hóa thành nát bấy mọi nơi bay tán loạn tiền bối thấy thế sở phong cẩn thận từng ly từng tí hô hoán một tiếng kia rõ ràng chính là long lân lúc này khí tức lại so long lân còn muốn đáng sợ hắn ở đó vị trên người cảm nhận được uy hiếp chí mạng cứ việc vị kia không có tận lực có thể sở phong lại có thể cảm giác được nồng đậm sát ý thì dường như hắn là vi giết người mà tồn tại giống nhau thành thật mà nói đối mặt như vậy long lân sở phong cũng có chút sợ hãi hắn không biết cái này long lân nhận không biết mình nếu như không biết rất có thể sẽ giết tự mình nhưng mà đường kia long lân chậm rãi đứng lên sau nhưng là nhìn liền cũng không có xem sở phong một cái mà là nhảy lên một cái trong nháy mắt liền tiêu thất chỉ chảy xuống từng đạo bàng bạc khí lãng cùng với vạn vẹo không gian sở phong biết kia long lân là hướng sở phong tới thời gian phương hướng bay vút mà đi, hắn đoán chừng là phải ly khai chỗ này. Kia rốt cuộc là có phải hay không long lân, vẫn là, đơn thuần chỉ là long lân bị phong ấn lực lượng, nhìn vị kia biến mất phương hướng, sở phong rơi vào trầm tư. Ô, ô, n, g mà vào thời khắc này, sở phong chỉ cảm thấy, cô kia trói buộc áp lực của mình, chợt bắt đầu tiêu giảm, đồng thời tiêu giảm tốc độ cũng là cực nhanh. Tại dưới tình huống này, sở phong lực lượng cũng bắt đầu khôi phục, hắn cục không hề bị này chỗ áp lực trói buộc, chương 1949, hợp 2 là 1 2. Thanh Long tật hành thuật, thời khắc này, hắn thử thi triển ra Thanh Long tật hành thuật. Mà lần này, hắn dĩ nhiên thành công, đang thi triển ra Thanh Long tật hành thuật sau, sở phong liền chân đạp Thanh Long, nhanh chóng từ trước đến nay thời gian địa phương bay vút mà đi. Thời khắc này sở phong tâm tình là phi thường sung sướng, hao phí đầy đủ một năm linh hai tháng, sở phong cuối cùng là thành công, loại tâm tình này chỉ có sở phong hiểu. Âm 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 nhưng mà, liền tại sở phong không gì sánh được vui vẻ lúc, trận trận cổ quái nổ vang chi âm, lại bắt đầu từ bốn phương tám hướng, truyền vào sở phong trong tai. Không xong, nơi này gần sụp đổ, ta phải ở chỗ này đổ nát trước, ly khai này chỗ. Sở phong đã nhận ra không ổn, thế là chỉ có thể cắn chặt răng, tập trung toàn bộ lực lượng, tới thôi động thanh long tật hành thuật, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai này chỗ. Nơi này, một cái độc lập không gian, tuy rằng không biết là người phương nào chế tạo nhưng sở phong biết này không gian chế tạo người đều rất mạnh mấu chốt nhất là sở phong nếu vô pháp tại không gian đổ nát trước thoát đi nơi này rất có thể sẽ bị không gian đổ nát lực lượng phá hủy này không gian người sáng tạo thực lực càng mạnh kia phá hủy lực lượng thì càng lớn chớ nói bị thương sở phong cho dù chết tại đây phá hủy dưới cũng là rất có thể sự tình bất quá tại sở phong một phen nỗ lực phía dưới rốt cục thấy được trước tiến nhập này chỗ cánh cửa kia lần thứ hai thấy cánh cửa này sở phong trong lòng rất là phức tạp bởi vì hắn là cỡ nào hoài niệm cánh cửa này thời khắc này hắn không do dự một hơi liền xông ra ngoài đương sở phong từ kia không gian chạy ra cảm thụ được này quen thuộc tràng cảnh thấy kia người quen sau nhất thời có một loại rộng mở trong sáng cảm giác sở phong người thế nào thấy sở phong đi ra bách lý huyền không nam cung long kiếm đám người còn lại là sắc mặt đại biến nhao nhao chạy tới cẩn thận quan sát sở phong gương mặt lo lắng thậm chí lương hoa đại nhân còn đưa cho sở phong một quả đan dược chữa thương. Nhưng mà, thời khắc này sở phong nhìn trước mắt đám này người quen, nhưng là không khỏi sửng sốt. Đầy đủ một năm linh hai tháng, thế nào những người này một điểm biến hóa cũng không có. liền cùng mình tiến nhập cửa kia trước giống nhau như đúc. Thậm chí này chỗ tràng cảnh, cũng là không có một tia biến hóa, thế nhưng đầy đủ một năm linh hai tháng A, làm sao có thể không có một chút biến hóa. Không đúng, này không thích hợp, Sở Phong tại đây một năm linh hai tháng trong vốn dĩ là dài da tròm dâu tóc cũng rất lộn xộn. Thế nhưng thời khắc này tóc tuy rằng vẫn là ngổn ngang nhưng là kiểm tra cầm tròm dâu nhưng không thấy đã dài da tròng dâu. Sở Phong vừa không có đi quát làm sao sẽ tốt tiêu thất. Đây tuyệt đối không thích hợp. Chẳng lẽ nói tự mình trải qua hết thảy cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Ta tiến vào bao lâu phát giác không đúng. Sở Phong đối với mọi người hỏi. A à, mà Sở Phong này vừa hỏi. Nam Cung Long kiếm đám người còn lại là sướng sờ, có chút không biết rõ tình trạng. Không cần hỏi, người cũng không có đi vào bao lâu, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Long Lân nói, trong nháy mắt, nghe được này lời nói sở phong nhất thời cả kinh. Mà nhìn Long Lân, sở phong lại là cả kinh, thời khắc này Long Lân nhìn từ ngoài, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là cả người hàn ánh mắt, cả người tư tưởng, cùng với từ trong ra ngoài khí tức tất cả đều biến hóa. Giờ khắc này ở Long Lân trên người, Sở phong đã nhận ra, kia không gian bên trong vị kia khí tức. Sở phong biết, hai cái long lân đã hợp hai làm một. Chuẩn xác mà nói, thời khắc này long lân, mới là hoàn chỉnh long lân, mới thật sự là long lân. Ta hiểu, sở phong cười cười, hắn là thật đã hiểu. Nguyên lai, trước tiến vào không gian, so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Nơi đó, không chỉ có tự thành một vùng thế giới, đồng thời còn có thể cải biến thời gian. Sở phong trở ra, rõ ràng đã trải qua một năm linh hai tháng nhưng trên thực tế sở phong chỉ là tiến vào trong nháy mắt mà thôi một năm kia linh hai tháng chỉ là kia không gian bên trong phát sinh mà thôi cùng này cái thế giới hiện thật cũng không có bất cứ quan hệ gì tuy rằng sở phong cũng không làm rõ ràng được kia không gian rốt cuộc là nguyên lý gì là lợi dụng bản thân tinh thần lực hay là thật tiến nhập trong đó nhưng nói chung sở phong vẫn là cảm thấy phi thường chấn động một cái có thể cải biến thời gian không gian là biết bao tuyệt vời nếu là có người tiến vào bên trong tu luyện tu luyện cái mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm. Khi hắn sau khi ra ngoài, độ chân thật qua thời gian, khả năng chỉ có mấy năm, thậm chí vài ngày. Quá ghê gớm, kia không gian thật sự là quá mức lợi hại, chớ nói đối với bình thường người, cho dù đối với Sở Phong cũng có trọng dụng, Sở Phong có thể tiến vào bên trong tu luyện võ kỹ, lấy thiên phú của hắn, cho dù ở bên trong tu luyện thời gian mấy năm, mới tu luyện thành một cái võ kỹ, nhưng sau khi ra ngoài, kỳ thực chỉ qua trong nháy mắt mà thôi. Suy nghĩ một chút, trong nháy mắt tu luyện thành một cái cần thời gian mấy năm, khả năng tu luyện võ kỹ là biết bao lợi hại. Chuyện gì xảy ra, cây này thế nào bắt đầu khô héo, rõ ràng mới vừa rồi còn thật tốt đây. Bỗng nhiên, Dược Nhi đầy mặt giật mình, thậm chí rất là đau lòng vuốt ve cây đại thụ kia. Nguyên lai, like, cây đại thụ kia chính tại khô héo. Long lân đại thúc, người mau nghĩ một chút biện pháp, cây này muốn chết. Dược Nhi lại khẩn trương chảy ra nước mắt, tu vi của nàng có thể có tiến bộ, kỳ thực toàn dựa vào này đại thụ lực lượng, nàng cùng này đại thụ có rất sâu cảm tình. Dược nhi, ta cứu không được nó, chứ nói ta cứu không được nó, không có bất kỳ người nào có thể cứu nó. Long lân nói, đại thụ kia chết, hắn không có một tia đau lòng. Quả nhiên là hủy sao, thấy thế, sở phong còn lại là khẽ cao mày. Xong, sở phong muốn tiến vào kia không gian tu luyện nghĩ cách, nhất định là vô pháp thực hiện. Kia không gian tựa hồ cùng này đại thụ tương liên, không gian tại đổ nát, đại thụ liền bắt đầu khô héo. Xem ra, này đại thủ tất nhiên muốn tiêu tan vong, mà kia không gian cũng tất nhiên muốn hủy diệt, cây không, không gian cũng liền không. Chủ yếu nhất là, liền Long lân đều không thể ngăn cản kia không gian hủy diệt, này liền nói rõ, Sở Phong trước nghĩ cách vô pháp thực hiện. Thời khắc này Sở Phong, tuy rằng hơi có tiếc nuối, nhưng cũng không khó thụ, bởi vì kia không gian hoàn hảo thời gian, áp lực cực đại. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trừ hắn ra, có lẽ những người khác tiến vào bên trong liền chết. Nói chung kia không gian hẳn không phải là dễ dàng như vậy là có thể tiến vào, bằng không này long lân, vì sao phóng nhiều cường giả như vậy mà không quản, chỉ để cho mình trợ giúp đây. Tiền bối, xem ra ngươi giao cho ta nhiệm vụ, ta đã hoàn thành. Sở phong nói với long lân, cái gì, hoàn thành, sở phong rõ ràng mới vừa đi vào liền đi ra, đến cùng làm cái gì. Nhưng mà, nghe được sở phong lời nói sau, Bách Lý Huyền không đám người còn lại là một mặt không giải thích được. Sở phong mặc dù đang kia không gian bên trong, vượt qua đầy đủ một năm linh hai tháng, nhưng trên thực tế đi qua thời gian, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tại Bách Lý Huyền không đám người xem ra, sở phong là mới vừa đi vào, liền đi ra, sở phong lúc đi ra, tóc lộn xộn sắc mặt tái nhợt, giống như là đã trải qua to lớn đau khổ giống nhau, nguyên do bọn họ mới rất là lo lắng sở phong. Nhưng không có nghĩ đến, sở phong chỉ là đi vào trong nháy mắt, liền hoàn thành long lân giao cho hắn nhiệm vụ, thật chẳng lẽ hoàn thành. Bách Lý Huyền không đám người rất là giật mình hoàn thành, không chỉ có hoàn thành, hơn nữa hoàn thành rất là xinh đẹp, dược nhi tự do. Long lân gật đầu nói, mà lại trong lúc nói chuyện, còn lấy ra một quyển sách, đưa cho sở phong. Ngươi giúp ta, ta sẽ không để cho ngươi trắng trợ giúp, đây là một quyển thiên cấm võ kỹ, chính thích hợp hiện tại ngươi. Long lân nói, đa tạ tiền bối, sở phong cũng không có cự tuyệt, một quyển thiên cấm võ kỹ, chính là có giá trị không nhỏ chi vật. Đồng thời sở phong nhìn ra, này bản thiên cấm võ kỹ, là nguyên vẹn bản, không chỉ có mình có thể tu luyện, thanh mộc sơn bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, như vậy thiên cấm võ kỹ, giá trị thì càng cao. Đã đối phương nguyện ý đưa cho hắn, kia sở phong cũng là không có không cần lý do, suy cho cùng vì giúp đỡ Long Lân thoát khốn, sở phong cũng xác thực bỏ ra rất nhiều. chương 1950, khiêu chiến kỳ lân 3 Sở phong, ta phải đi, này từ biệt, khả năng chính là sau này không gặp lại, người còn có yêu cầu gì không? Nếu có, Ta ngược lại thật ra có thể giúp giúp ngươi, nhưng là ta thời gian có hạn, nguyên do chỉ có thể giúp ngươi một chút chuyện nhỏ. Ngươi nếu là nghĩ làm cho ta thay ngươi diệt trừ này Vũ Trì Thánh thổ, cái gì đại địch, vậy không nên mở miệng. Cái loại này bận rộn ta là sẽ không giúp, bởi vì ta cảm thấy nam tử Hán đại trượng phu, địch nhân của mình cần phải tự mình đối phó. Long Lân lại cười híp mắt nói, kỳ thực ý tứ của hắn rất đơn giản, hắn có thể giúp Sở Phong một chuyện, nhưng chỉ là ơn huệ nhỏ, bận rộn hắn cũng sẽ không bang tiền bối, có thể không lấy thêm ra tòa kia cung điện, làm cho ta lại sông một lần. Sở phong nói, lại sông một lần, Long lần đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, hỏi, ngươi là muốn khiêu chiến đệ tam trọng điện. Chính là, ta nghĩ gặp gỡ một lần con kia kỳ lân. Sở phong nói, con kia kỳ lân, thật không đơn giản, chỉ là ngươi cái này tu vi lời nói, sợ là có chút khó khăn. Long lân nói, xin tiền bối thành toàn. Sở phong ôm quyền nói, được, Ngươi đã có như vậy dũng khí, ta đây liền thỏa mãn cho ngươi. Bất quá thời gian có hạn, chỉ có nửa canh giờ, được là được, không được, ngươi phải nhanh lui ra ngoài, bằng không ta cũng sẽ không quản ngươi, ngươi chết ở bên trong, ta cũng không quản. Long lân nói, không thành vấn đề, sở phong nụ cười nhạt nhòa đạo, trên mặt dương tràn đầy nhưng là tràn đầy tự tin. Vậy liền bắt đầu đi, Long lân đang khi nói chuyện, liền đem kia kim sắc cung điện lấy ra, hắn tay trái nặn ra pháp quyết, tay phải ngăn chặn cung điện, trong miệng cũng là không ngừng nói ra kỳ dị khẩu quyết chi pháp. Tại đây khẩu quyết cùng pháp quyết phía dưới, Long Lân trên tay phải kim sắc cung điện, bắt đầu hơi hơi rung động, đồng thời rung động càng ngày càng vi kịch liệt, cùng lúc đó, trận trận uy áp, nhưng vẫn bên trong cung điện kia lan ra. Đi, bỗng nhiên, kia Long Lân đưa tay dương lên, tòa kia kim sắc cung điện liền bắn về phía trên không, sau đó bắt đầu cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt, hóa thành cao tới 150 mét, dài đến 1,500 mét rất lớn cung điện, Tọa lạc ở giữa không trung phía trên, cung điện mở rộng sau, hết thảy nhìn càng vi tinh tường, kim mang bắn ra bốn phía, khí thế bàng bạc, quả thực không gì sánh kịp. Đây là, nhìn thấy hết thảy trước mắt, dù cho Nam cung Long kiếm cùng Lương Hoa đại nhân, cũng là vì thế mà kinh ngạc, mắt lộ ra vẻ chấn động. Thần kỳ như vậy bảo bối, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ càng là giật mình không thôi, giống Sở Phong đám người, lần đầu tiên thấy này kim sắc cung điện giống nhau bởi vì đường kia kim sắc cung điện đại môn mở ra sau đầy đủ nhìn vị cầm trong tay trường thương người khoác kim giáp kim giáp binh sĩ chỉnh đề tự điện bên trong đi ra đồng thời bọn chúng đều là võ đế cường giả đây là võ đế đại quân giết kim giáp đại quân vừa ra liền thương chỉ phía trước hình thành một tòa đại trận che ở kim sắc cung điện đại môn đây hết thảy hết thảy cùng với trước có thể nói giống nhau như đúc đây là cái gì bảo bối dù cho nam cung long kiếm cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng hết thảy trước mắt thật sự là quá thần kỳ. Nhớ hắn Nam Cung Long Kiếm, tại Vũ Tri Thánh Thổ cũng là hiển hách nhân vật nổi danh, xông qua nhiều ít di tích, thấy qua bao nhiêu sự đời, có thể nhưng chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy bảo bối. Tới sở phong, sớm liền thấy nhưng không thể trách, hắn lòng bàn tay một phen, liền lấy ra một cái lệnh bài, đó là trước Long Lân cấp lệnh bài của hắn. Mà thấy tấm lệnh bài kia, những kim đó giáp binh sĩ còn lại là địch ý toàn bộ tiêu tan, nhao nhao vì sở phong nhường đường, sở phong lần thứ hai bước chân vào kim sắc trong cung điện. Này chỗ cấp sở phong cảm giác trước sau như một, vẫn là như vậy thần thánh, như vậy không thể khinh nhờn. Sở phong một đường về phía trước, bây giờ đệ nhất trọng điện cùng đệ nhị trọng điện, vẫn đang có thể mang cho sở phong rất lớn cảm giác áp bách, nhưng sở phong lại dĩ nhiên có thể ngăn chặn, không hề giống như trước khó khăn như vậy ngao. Suốt cục, sở phong đi tới đệ tam trọng điện trước đại môn, đường đệ tam trọng điện đại môn từ từ mở ra lúc, con kia kỳ lân lần thứ hai xuất hiện ở sở phong phụ cận. Con này kỳ lân, vẫn là như vậy tuấn mỹ, khí phách, chỉ là nhìn sở phong ánh mắt, lại có biến hóa, không hề giống như trước như vậy khinh miệt, nó quả nhiên có linh trí. Mà sở phong, như trước nhìn không thấu này kỳ lân tu vi, nhưng sở phong đã có tự tin, có thể đánh với nó một trận. Ta nói rồi, đợi ta trở thành võ đế, sẽ trở về tìm ngươi chơi, tiểu tử kia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở phong cười híp mắt nói, hống, kỳ lân phát ra gầm lên giận dữ như là đối với sở phong đáp lại nhưng càng như là đối với sở phong khiêu khích kết lạp lạp sở phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim thi triển mà ra đương tu vi theo nhất phẩm võ đế để thăng tới tam phẩm võ đế sau sở phong mới đột nhiên nhảy một cái bước chân vào kia đệ tam trọng điện tiến nhập đệ tam trọng điện sở phong nhất thời cảm nhận được một cô áp lực này cô áp lực cùng đệ nhất trọng điện cùng đệ nhị trọng điện áp lực bất đồng không phải tới từ đại điện bản thân, mà là tới từ con này kỳ lân, là con này kỳ lân mang cho Sở Phong áp lực. Tứ phẩm võ đế, Sở Phong nhíu mày, thời khắc này, hắn rốt cục có thể cảm thụ được, con này kỳ lân tu vi. Tứ phẩm võ đế, nhưng có nghịch chiến tứ phẩm chiến lực, so bình thường võ đế phải nhiều ra nhất phẩm chiến lực, nguyên do nói đúng ra. Con này kỳ lân, căn bản cũng không có thể lấy tứ phẩm võ đế tới định luật, mà là ngũ phẩm võ đế mới đúng. Hơn nữa, hắn mang cho Sở Phong cảm giác áp bách làm cho sở phong lực lượng yếu bớt, nguyên do con này kỳ lân hẳn là sở phong hiện nay mới thôi, đối mặt, mạnh nhất ngũ phẩm võ đế mới đúng. Hống, thấy sở phong tiến vào bên trong, kia kỳ lân cũng không có lập tức phát động công kích, ngược lại là phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như là tại nói cho sở phong, nó muốn phát động công kích, làm cho sở phong chuẩn bị sẵn sàng giống nhau. Người ngược lại có lễ phép, sở phong cười nhạt, len keng sau đó lòng bàn tay từ túi càn khôn xẹt qua, một đạo hàn mang hiện lên, thiên tiên kiếm đã giữ tại trong tay. Tới đi, làm cho ta kiến thức một chút, thực lực của ngươi. Sở phong tay cầm thiên tiên kiếm nói, ngao, o, o lại là gầm lên giận dữ, con kia kỳ lân xuất chiêu, chỉ thấy trên người quang mang lập lè, sau đó mỗi cái lân phiến, đều phóng xạ ra một vệt kim quang. Bá 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 vô số đạo kim quang cùng bay vụt, dường như vô số đạo mũi tên phá không mà qua, dậm dạp tấn công về phía sở phong, lớn như vậy gom góp, sở phong căn bản là tránh cũng không thể tránh. Thiên tiên kiếm pháp, bất quá, sở phong vẫn chưa bối rối, thiên tiên kiếm pháp trực tiếp thi triển mà ra, vô số đạo kiếm ảnh lăng không mà sinh. Không mấy đạo kiếm quang cùng kim quang kia đối tràng, trong sát na hỏa hoa bay tán loạn, quang mang bắn ra bốn phía. Siêu đương kim quang kia đều là bị đỡ lúc, sở phong cánh tay về phía trước tìm tòi, một đạo hàn quang hiện lên, thẳng đến kỳ lân yết hầu. Không nhưng mà, chỉ thấy kia kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng kéo ra lúc, nhưng vẫn không chung, phun ra một đạo kim sắc quang cầu. Kia kim sắc quang cầu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến sở phong phụ cận. Không ổn, thấy thế, sở phong chân mày lại là vừa nhíu, hắn có thể nhận thấy được, quang cầu này lực lượng đáng sợ dường nào, hắn không thể dùng kiếm đi chặn, phải né tránh mới được. Thế nhưng ai có thể nghĩ, sở phong vừa muốn né tránh, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kia quang cầu lại muốn nổ tung lên kim sắc quang cầu bạo tạc, nhất thời hóa thành cuộn trào mãnh liệt sóng lửa, sóng lửa mạnh, liền hư không đều bị đốt nát bấy, mà sở phong từ lâu bị kia sóng lửa thôn phệ. a à, trong khoảng thời gian ngắn, sóng lửa bên trong, truyền đến sở phong tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hống 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 nhưng mà, kia kỳ kì lân vẫn chưa dừng tay như vậy, liên tục gầm thét bốn lần, chỉ thấy bốn đạo quang cầu liên tục oanh ra, liên tục ở đó sóng lửa bên trong bạo tạc, mà kia sóng lửa cũng là càng ngày càng mạnh, sớm liền tràn ngập cả cái đại điện. Thế nhưng, mặc cho kia hỏa lang cường thịnh trở lại, nhưng căn bản không đả thương được kỳ lân. Mà sở phong, tại một phen kêu thảm thiết sau, cũng là không có động tính. chương 1951, Thông Thiên Chi Lộ 4 Ngao, o, o, thấy sở phong trì trệ không có phản ứng, kia kỳ lân ánh mắt mới có thả lòng, mà lại phát ra một tiếng cùng người khác bất đồng tiếng gầm gừ, giống như là tại tuyên thệ bản thân thắng lợi. Lên keng nhưng mà, vào thời khắc này, bỗng nhiên một đạo hàn mang, từ kia hỏa lang bên trong bắn ra. Thấy thế, kỳ lân cũng là thất kinh, há mồm liền muốn lần thứ hai phun ra hỏa diễm quang cầu. Nhưng mà, hàn mang kia tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền điểm vào kỳ lân yết hầu phía trên, ngăn lại kỳ lân động tác, căn bản không có dành cho kỳ lân lần thứ hai phun lửa cơ hội. Là sở phong, là sở phong cầm trong tay thiên tiên kiếm, đột phá sóng lửa, lấy thiên tiên kiếm điểm vào kia kỳ lân yết hầu phía trên. Thời khắc này sở phong chút nào phát không tổn hại, nhưng là dựa vào huyền vũ độn giáp thuật, cùng chu tước phục hòa thuật hai đại vô thượng bí kỹ lực lượng, khả năng ngăn cản kỳ lân phát bạo tạc quang cầu. Nguyên lai like trước kêu thảm thiết, là sở phong cố ý phát ra, hắn chính là muốn làm cho con này kỳ lân phất lờ. Tiểu tử kia, binh bất yếm trá, lần sau nhớ kỹ giải cái trí nhớ. Sở phong cười híp mắt nói với kỳ lân, tuy rằng đã chế trụ kỳ lân, có thể sở phong nhưng không thương tổn kỳ lân. Chẳng biết tại sao, đối mặt như vậy một cái tiểu tử kia, sở phong thật không hạ thủ, trên thực tế, hắn tới chỗ này, cũng chỉ là muốn khiêu chiến một cái này kỳ lân mà thôi, vẫn chưa tính toán thương tổn này kỳ lân. Ngao, o, o nhưng mà, vào thời khắc này, kia kỳ lân lại phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, sau đó thân thể bắt đầu nở rộ quang mang, trong nháy mắt, kia kỳ lân liền bắt đầu thu nhỏ lại, sau cùng tại sở phong trước mặt, hóa thành một căn mũi tên. Căn mũi tên này, đây là lân phiến văn lộ, thậm chí còn có cùng kỳ lân giống nhau khí tức, này là có linh trí kỳ lân, lại cũng là một cây mũi tên biến thành. Nguyên lai, like, người cũng là mũi tên sao? Sở phong giật mình, hắn nghĩ tới qua, này kỳ lân có thể cùng kia kim giáp binh sĩ giống nhau, tuy rằng có linh trí, nhưng cũng không phải là là chân chính thần thú kỳ lân. Có thể sở phong không nghĩ tới, này kỳ lân dĩ nhiên cũng là một căn mũi tên, đơn giản tới nói, kỳ lân chỉ là một kiện trí bảo mà thôi, cũng không phải là chân chính sinh mạng thể, thế nhưng, nó lại lừa gạt được sở phong thiên nhãn đến tột cùng là hạng người gì, có thể chế tạo ra người bảo bối như vậy. Hẳn là chế tạo này kim sắc cung điện chi nhân chứ. Sở phong thời khắc này, cảm thán liên tục, dù cho bây giờ hắn tại vũ trì thánh thổ, đã có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng tại đây kim sắc trong cung điện, hắn thật cảm giác mình nhỏ bé cực kỳ, đủ loại thủ đoạn, đều là không phải sử dụng đến. Âm 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 mà đang ở sở phong cảm thán lúc, kia đóng chặt để tứ trọng điện điện cửa, cũng là tại một trận nổ vang chi âm dưới, chậm rãi mở ra. Đệ tứ trọng điện vừa mới bắt đầu mở ra, sở phong liền nhíu mày, cẩn thận lui về phía sau, cách xa kia đệ tứ trọng điện đại môn. Bởi vì hắn tại đệ tứ trọng điện chung, cảm nhận được khí thức cực kỳ nguy hiểm, đệ tứ trọng điện, cùng trước mặt ba tầng điện đều là bất đồng, trong này tản ra nồng nặc sát khí, phi thường kinh khủng sát khí. Mà khi đệ tứ trọng điện điện cửa mở ra sau, sở phong kia vi nhíu chân mày, đã biến thành nhíu chặt. Đệ tứ trọng điện bên trong, đúng là nồng nặc xương mù màu xám, nếu như nói kia sương mù nói là màu xám chẳng bằng nói là màu xám cho chủ yếu nhất là dù cho sở phong thiên nhãn cũng nhìn không thấu kia màu xám cho sương mù hắn không biết kia đệ tứ trọng điện bên trong đến tột cùng ẩn tàng cái gì ba bá ba bá ba bá bá, mà nhưng vào lúc này kia màu xám cho trong sương mù dĩ nhiên xuất hiện từng đạo huyết hồng sắc con mắt kia huyết hồng sắc con mắt cũng không lớn cùng người không sai biệt lắm có thể đếm được lượng nhưng là cực nhiều rậm rạp hầu như trải rộng cung điện kia thấy kia ngàn vạn song huyết hồng sắc con mắt, sở phong nhất thời trong lòng căng thẳng, cảm giác một trận rợn cả tóc gáy. Quái vật, nếu là không nên nói, như vậy sở phong cảm thấy, này đệ tứ trọng điện bên trong, tất nhiên có một cái chân chính quái vật. Không có chói tai rít gào, không có kinh khủng uy áp, thế nhưng chỉ dùng nhìn, cũng có thể làm cho sở phong rợn cả tóc gáy, ý thức được nó nguy hiểm. Sở phong cũng không tiếp tục đi về phía trước, hắn không tính toán bước vào đệ tứ trọng điện, ngược lại không phải là sở phong nhát gan, mà là sở phong có một loại trực giác, tiến nhập đệ tứ trọng biệt, lấy hắn hôm nay tu vi, sợ là muốn chắc chắn phải chết. Sau đó, sở phong bắt được cái kia kỳ lân biến thành kỳ lân mũi tên, liền rời đi cái này kim sắc cung biệt. Xem ra sở phong tiểu hữu ngươi là thành công. Không sai không sai, đương sở phong từ đó đi ra sau, long lân nhìn sở phong trong tay kỳ lân mũi tên, không khỏi vỗ cả hai tay. Tiền bối, sở phong đem kỳ lân mũi tên, đưa cho long lân. Không, người đã chinh phục nó, vậy nó liền trở về ngươi sở hữu này kỳ lân mũi tên cùng với trước mũi tên phương pháp sử dụng giống nhau nhưng là uy lực của nó đủ để chém giết bình thường thất phẩm võ đế đối với ngươi mà nói có lẽ chỉ có dùng long lân nói thất phẩm võ đế phải dựa vào này cùng mũi tên nhìn cái kia kỳ lân mũi tên nghe long lân theo như lời lời nói mọi người có chút giật mình nhưng là như nam cung long kiếm cùng lương hoa đại nhân rồi lại không khỏi nhớ lại trước sở phong tại cung phách bình nguyên lấy mũi tên bắn chết phó đế nghe đồn, nghĩ đến nơi đó, bọn họ bỗng nhiên hiểu. Bọn họ bắt đầu tin tưởng Long Lân theo như lời là thật, cũng biết sở phong trước những thứ kia mũi tên, là đến từ đâu, nói vậy đồng dạng tới từ tòa kia thần kỳ kim sắc cung điện. Long Lân tiền bối, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngài. Sở phong nói, nếu là một vấn đề, liền thỉnh hỏi đi. Long Lân nói, người từ vừa mới bắt đầu chỉ biết, truyền thừa của ta huyết mạch, gọi là thiên cấp huyết mạch đúng không? Sở phong hỏi, đương nhiên nếu không có chân trời huyết mạch người cũng vô pháp giúp ta thoát khốn hủy viên kia cây long lân lời nói ở đây nhìn về phía viên kia cây sở phong theo ánh mắt nhìn mới phát hiện viên kia cây đã triệt để khô héo không có một con đường sống quả nhiên là chết thấy như vậy một gốc cây chết đi sở phong trong lòng cũng là tràn đầy tiếc nuối bất quá sở phong còn có một câu ta muốn nói cho ngươi coi như là thiên cấp huyết mạch sở hữu giả cũng không phải mọi người đều có thể xuống tự viên kia cây bên trong không gian đi ra, càng không phải là mọi người đều có thể giúp ta. Người so bình thường thiên cấp huyết mạch người hiếu thắng, nói không chừng ngày sau thiên ngoại, cũng sẽ có người một chỗ ngồi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi ngày sau thật tiến nhập thiên ngoại, tuyệt đối không nên trước bất kỳ ai nhắc tới, ngươi cùng ta quan hệ, bằng không đối ngươi chăm hại mà không một lợi. Coi như làm chưa từng thấy qua ta đi, ta ngươi duyên phận, dừng bước nơi này. Long lân nói xong lời nói này sau, bỗng nhiên đem tòa kia kim sắc cung điện ném về phía chân trời ầm ầm long trong sát na mây đen trận trận lôi minh cuồn cuộn thế nhưng kia kim sắc cung điện lại hóa thành kim quang xông thẳng tới chân trời dường như tốc hành cuối chân trời o o -n, n g rất nhanh trên đường chân trời ngoại trừ kim quang vẫn còn hết thảy tất cả dĩ nhiên hóa thành vòng xoáy khổng lồ vây quanh kim quang chỗ cuối cùng xoay trầm chậm, chậm thông thiên chi lộ kia kim sắc quang mang nghiễm nhiên chính là một tòa thông thiên chi lộ. Cùng Đông Phương Hải vực tiến nhập vũ chi thánh thổ thiên lộ không thông, đây mới thật sự là thông thiên chi lộ, có thể tiến nhập thiên ngoại thông thiên chi lộ. chương 1952, vết nứt không gian 5. Sở phong, tuyệt đối không nên theo tới, lấy tu vi của ngươi không thể chịu đựng trong này áp lực, nếu là theo tới, đem chắc chắn phải chết. Nhớ kỹ, ngươi như muốn tiến vào thiên ngoại, còn muốn nghĩ biện pháp khác. Long lần nói với sở phong, bá lời nói ở đây, hắn đã bạt không mà lên, theo kia kim sắc cung điện mở thông thiên chi lộ, lướt vào chân trời bên trong. Tuy rằng Long Lân đi, thế nhưng kia kim sắc cung điện mở thông thiên chi lộ, vẫn là dừng lại một hồi lâu mới bắt đầu tiêu tán. Nhưng, dù cho kia thông thiên chi lộ triệt để tiêu tán, vùng thế giới này đều khôi phục an bình sau, mọi người tâm tình vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh. Thiên ngoại, thiên ngoại quả nhiên có võ giả, vừa mới cái kia gọi là Long Lân, chính là thiên ngoại võ giả. Lương Hoa Đại Nhân kinh ngạc nói, thời khắc này, từ trước đến nay chấn định hắn, dĩ nhiên kích động liền già nua thủ trưởng đều đang run rẩy. Lương Hoa Đại Nhân, ngài là nói, ở đó vũ trụ minh mông bên trong, cũng có võ giả. Bách Lý Huyền không rất là giật mình hỏi, bởi vì chuyện này sự quan trọng đại, không phải chuyện đùa. Có, đương nhiên là có, vừa mới các ngươi không đều thấy được sao, cái kia kêu long lân, liền tiến vào thiên ngoại A, hắn là tới từ thiên ngoại võ giả. Võ giả, cũng không có cực hạn với ta vũ trì thánh thổ, ở đó mênh mông chân trời còn có. Lương Hoa đại nhân thời khắc này rất là kích động, liền giọng nói đều là như vậy kích động. Nói như vậy, Sở Phong hắn, thời khắc này, mọi người đều nhìn về Sở Phong, tựa như muốn từ Sở Phong trên người lý giải càng nhiều về thiên ngoại việc. Bởi vì mặc kệ bọn họ tại Vũ Trì Thánh Thổ là như thế nào đại nhân vật, nhưng khi Long Lân mở ra Thông Thiên Chi Lộ sau, bọn họ đều có một loại tự mình chính là ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Cứ việc xuyên qua kia Thông Thiên Chi Lộ, bọn họ cái gì đều nhìn không thấy, nhưng bọn họ lại đều thấy qua vô biên vô tận bầu trời, sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, biết kia minh mông thế giới, là biết bao đồ sộ, là biết bao hảo hán, là biết bao hùng vĩ. Chư vị tiền bối, ta đích xác là đến từ thiên ngoại, nhưng thiên ngoại việc ta hoàn toàn không biết gì cả, từ ta ghi chép tới nay, đã tại thế giới này, ta lúc đó ký ức toàn bộ phát sinh ở đông phương hải vực. Sở phong nói, nguyên lai là như vậy, thấy sở phong nói như vậy, Nam Cung Long kiếm bọn người không hỏi tới nữa, nhưng trên mặt của bọn họ, lại nhưng hoặc nhiều hoặc hiếm có chút thất vọng cùng tiếc nuối, bọn họ là cỡ nào muốn biết, về thiên ngoại càng nhiều chuyện hơn. Sở phong là đến từ thiên ngoại, nói như vậy, ám điện điện chủ, chẳng phải là cũng là tới từ thiên ngoại võ giả. Bỗng nhiên, Lương Hoa Đại Nhân nói nói, nghe được này lời nói, ngoại trừ sở phong ở ngoài mọi người đều trầm mặc, bọn họ thời khắc này mới ý thức được, ám điện điện chủ cường đại. Quên đi, mặc kệ ám điện làm sao, nhưng còn muốn bàn bạc kỹ hơn bây giờ thành công cứu dược nhi chính là chuyện tốt ta cảm thấy chúng ta cần phải chúc mừng một phen suy cho cùng lương hoa đại nhân thật xa chạy tới ta thanh mộc sơn còn không có tận một cái người chủ địa phương ngược lại bách lý huyền không mở miệng trước ai không cần như vậy phô trương lương hoa đại nhân cười lắc đầu nhưng là có thể thấy được hắn bị thanh mộc sơn coi trọng như vậy hắn vẫn rất cao hứng lão tổ nói rất đúng bất kể nói thế nào lương hoa đại nhân xa như vậy qua đây luôn luôn nên vì lương hoa đại nhân đón gió tẩy trần. Sở phong tán đồng nói, sau đó những người khác cũng là nhao nhao tỏ vẻ tán thành. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, lương hoa đại nhân cũng là không tiện cự tuyệt, huống chi, kỳ thực hắn cũng không thật tính toán cự tuyệt. Thời khắc này, sở phong nhìn về phía dược nhi, phát hiện dược nhi kiến long lân đi rồi, thần tình lại có một chút tịch mịch. Này cũng không được dược nhi, tuy rằng long lân mệt nhọc nàng rất lâu, có thể long lân cần phải đợi nàng không tệ, này theo Dược Nhi tăng lên tu vi, liền có thể thấy được. Dược Nhi, bỗng nhiên, sở phong bắt được Dược Nhi tay nhỏ bé. Cảm thụ được sở phong lòng bàn tay truyền tới độ ấm, Dược Nhi đầu tiên là sững sở, lúc này mới có chút xấu hổ nhìn về phía sở phong. Đi, ta mang ngươi về nhà. Sở phong nói, ân, nghe được này lời nói, Dược Nhi trên mặt, tài dương tràn đầy nổi lên nụ cười sáng lạn. Sau, Bách Lý Huyền không tự mình hạ lệnh, đại bầy rượu yến, thanh mộc sơn từ trên xuống dưới, cử tông đồng khánh. Này cái cử tông đồng khánh lý do, chỉ là bởi vì sở phong trở về mà thôi. Sở dĩ như vậy, đầu tiên là hiển hiện ra, sở phong đối với thanh mộc sơn tầm quan trọng. Nhưng kỳ thực trọng yếu nhất, là bởi vì lương hoa đại nhân, tỏa chấn thanh mộc sơn tin tức không thể lộ ra ngoài, phải bảo mật. Chư vị tiền bối, xin hỏi các ngươi ai biết, thế nào theo vũ tri thánh thổ, phản hồi đông phương hải vực. Tiệc rượu phía trên, sở phong đột nhiên hỏi, này, là sở phong vẫn muốn biết đến nan đề. Hắn nhất định phải hồi Đông Phương Hải vực một chuyến, đầu tiên là nhớ Đông Phương Hải vực người nhà cùng bằng hữu, thứ hai là bởi vì Thanh Huyền Thiên Đế Táng còn đang cửu châu đại lục. Thanh Huyền Thiên Đế Táng, Sở Phong cũng không có toàn bộ mở ra, chỉ ít món đó đế binh hắn còn không có bắt được. Sở Phong tính một lần, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, dù sao mình đã võ đế cường giả, bây giờ đi về có ít nhất 50% cơ hội thành công. Huống chi, lúc này đối mặt ám điện cái này đại địch, Sở Phong thực lực cũng cần phải mau sớm đề thăng nhưng là sở phong nhưng cũng biết thiên lộ từ trước đến nay là đơn hướng chỉ có thể theo tứ phương hải vực tới đến vũ tri thánh thổ nhưng không cách nào theo vũ tri thánh thổ phản hồi tứ phương hải vực kỳ thực đây cũng là bình thường bằng không nếu là vũ tri thánh thổ người có thể tùy ý đi tứ phương hải vực kia tứ phương hải vực sớm liền lộn xộn suy cho cùng vũ tri thánh thổ bình quân thực lực vượt qua xa tứ phương hải vực nhưng vấn đề là sở phong nhất định phải hồi đông phương hải vực vì thế Sở Phong còn từng đặc ý hỏi qua đạm đài tuyết, lúc trước nàng là thế nào cùng chú thổ môn mấy vị kia đệ tử, là thế nào chạy đến đông phương hải vực. Nhưng là lấy được đáp án nhưng là, nàng chính mình cũng không biết thế nào liền chạy tới đông phương hải vực. Chỉ nhớ rõ khi đó, chú thổ môn đệ tử đuổi giết hắn, nàng hoàng không trạch lộ thời gian, trọt phát hiện phát hiện một cái không gian khe hở, liền chạy thoát đi vào. Không hề nghĩ rằng, từ kia vết nứt không gian lúc đi ra, đã thân ở đông phương hải vực, nhưng nghĩ trở lại vũ tri thánh thổ, liền chỉ có thông qua thiên lộ mới có thể trở về đi. Tới kia vết nứt không gian, nàng nghĩ tìm, nhưng là tìm không được. Nguyên Do Sở Phong biết, nghĩ trở lại Đông Phương Hải vực không có đơn giản như vậy, mà ở ngồi, có thể nói đều là Vũ Trì Thánh Thổ đại nhân vật, kiến thức rộng rãi, Nguyên Do Sở Phong mới hỏi thăm bọn họ, có biết hay không phương pháp. Theo ta được biết, thiên lộ là đơn hướng, chỉ có thể tứ phương hải vực người tới Vũ Trì Thánh Thổ, Vũ Trì Thánh Thổ người là mơ tưởng thông qua thiên lộ đi trước tứ phương hải vực kia bản thân liền là một tòa lợi hại trận pháp cùng với trước giới hạn năng lượng rất giống là bọn ta lực lượng không cách nào cãi lời bất quá chỉ cần là trận pháp sẽ có sơ hở giới hạn năng lượng có sơ hở thiên lộ đồng dạng có sơ hở nhưng là giới hạn năng lượng sơ hở chỉ cần thực lực cường có thể phá vỡ ngược lại đơn giản thế nhưng thiên lộ sơ hở quyết định bởi bản thân chỉ có thể tìm kiếm lại không thể chế tạo là bàn tiên nhân nói là bàn tiền bối ngài theo lời sơ hở nhưng là một cái vết nứt không gian. Sở phong hỏi, không sai, thiên lộ sơ hở, chính là vết nứt không gian, ví như người nghĩ đi đông phương hải vực, nên tại đông phương hải vực lối ra tìm kiếm vết nứt không gian, chỉ cần tìm được vết nứt không gian, như vậy người tiến vào bên trong, có thể đến đông phương hải vực. Là bản tiên nhân nói, chỉ là, này vết nứt không gian là có thể gặp mà không thể cầu, rất khó tìm a. Là bản tiên nhân nói, chương 1953, phải trở về 6 không chỉ có khó tìm, vết nứt không gian, cũng là có lành cùng xấu, lành có thể đến nghĩ địa phương muốn đi, nhưng là xấu tiến vào bên trong, sẽ phi hôi yên diệt. Lương Hoa Đại Nhân nói nói, ngược lại đích xác có thuyết pháp này, là bản tiên nhân gật đầu nói, sở phong, người vì sao phải đi đông phương hải vực. Bách Lý Huyền không hỏi, hắn đã nghe được đi đông phương hải vực đủ loại nguy hiểm, nguyên do hắn nhưng thật ra là nghĩ khuyên sở phong, nếu như không phải nếu cần, còn chưa phải muốn mạo hiểm như vậy cho thỏa đáng không dối gạt chưa vì tiền bối, Đông Phương Hải vực ta là nhất định phải đi, ta tuy rằng tới từ thiên ngoại, nhưng lại là tại Đông Phương Hải vực lớn lên, nơi đó có nhà của ta người bằng hữu, ta không thể thả bọn họ mặc kệ. Sở Phong nói, ai, Sở Phong A, không phải ta nói ngươi, Nam Nhi Chí ở bốn phương, có thể nào bị người nhà vướng chân. Còn nữa nói, nếu là người nhà của ngươi bằng hữu biết, ngươi vì trở về xem bọn hắn, mà đi bốc lên nguy hiểm tánh mạng, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không đồng ý là bản tiên nhân khuyên nhủ, là bản tiên nhân theo như lời có lý. Bách Lý Huyền không đám người, nhao nhao tỏ vẻ tán thành, kỳ thực. Bọn hắn cũng đều là vì muốn tốt cho Sở Phong, đây chỉ là thứ nhất, kỳ thực còn có thứ hai. Sở Phong nói, thứ hai, người còn có lý do thứ hai. Bách Lý Huyền không hỏi, ân, Sở Phong nói, lý do gì, sẽ làm người cam nguyện bốc lên này phiêu lưu. Lương Hoa Đại Nhân hỏi, thanh đế thanh huyền thiên di tích, Sở Phong nói, cái gì, Nghe được này lời nói, người ở tại chàng đều là thần tình đại biến, thậm chí bản ngồi ở trên ghế bọn họ, tất cả đều bỗng nhiên đứng dậy, tâm tình kích động dị thường. Sở phong, người vừa mới nói cái gì, người là nói thanh đế thanh huyền thiên di tích. Nam Cung Long kiếm hỏi tới, thời khắc này mọi người đều nhìn sở phong, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Suy cho cùng thanh huyền thiên danh tiếng thực sự quá lớn, danh hào thực sự quá vang dội, huống chi hắn di tích, tại vũ chi thánh thổ tới một mực bí mật. Bao nhiêu người từng đi tìm, ngay cả Nam cung Long kiếm, Lương Hoa đại nhân, La bản tiên nhân cũng đều đi tìm, thế nhưng lại không người có thể tìm tới. Mà bây giờ, Sở Phong dĩ nhiên nói hắn biết Thanh Huyền Thiên di tích ở đâu, mọi người có thể nào không sợ hãi? Thanh đế Thanh Huyền Thiên di tích, liền tại Đông Phương Hải vực Cửu Châu đại lục, nơi đó là hắn ra đời địa phương, nói cách khác, ta và Thanh Huyền Thiên tiền bối cũng là đồng hương. Sở Phong vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy, chuyện cho tới bây giờ đã không có đối với người ở tại chàng cần thiết giấu giếm, suy cho cùng những người này, đều đáng hắn tin cậy. a à, nghe được sở phong lời nói sau, mọi người càng vì giật mình, phân biệt dẫn dắt hai cái thời đại thiên tài tuyệt thế, dĩ nhiên đồng hương. Cửu châu đại lục là địa phương nào? Chẳng lẽ là thừa thải thiên tài địa phương? Chư vị tiền bối mời xem, chuyện này, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Sở phong đang khi nói chuyện, đem tứ đại vô thượng bí kỹ, toàn bộ thi triển mà ra, đây là không hề che giấu chút nào thi triển làm cho tứ đại vô thượng bí kỹ bày biện ra đầy đủ nhất dạng đây là thanh huyền thiên bốn chỉ thủ hộ thú không sai được tuy rằng biến thành bí kỹ nhưng này cái khí tức không sai được sở phong nguyên lai ngươi là thanh huyền thiên truyền nhân lương hoa đại nhân tuổi tác rất lớn sống trải qua vạn năm lâu hắn từng thấy tận mắt thanh huyền thiên cũng thấy tận mắt thanh huyền thiên bốn chỉ thủ hộ thú nguyên do liếc mắt một cái liền nhận ra sở phong này nguyên vẹn bản tứ đại bí kỹ chính là thanh huyền thiên năm đó bốn chỉ thủ hộ thú. Ta cũng không phải là thanh huyền thiên tiền bối truyền nhân, chỉ là nhân duyên vừa khớp dưới, chiếm được hắn lưu lại tứ đại bí kỹ. Sở phong nói, thanh huyền thiên bốn chỉ thủ hộ thú biến thành bí kỹ, nói như vậy, thanh huyền thiên thật đã chết rồi. Thời khắc này, người ở tại tràng, đều là không rõ cảm thấy có chút bi thương. Cứ việc, thanh huyền thiên tiêu thất nhiều năm, mọi người đều cảm thấy hắn đã chết, nhưng kỳ thực mọi người trong lòng đều có một tia hy vọng, ảo tưởng Thanh Huyền Thiên còn sống. Thanh Huyền Thiên tiền bối sinh tử không biết, dù cho hắn lưu lại cũng chỉ là di tích, mà cũng không phải là táng địa. Sở Phong nói, nói như vậy, Thanh Huyền Thiên khả năng không chết. Nghe được này lời nói, Nam Cung Long kiếm đám người, nhất thời lại tinh thần tỉnh táo. Không biết, ta chỉ biết Thanh Huyền Thiên tiền bối bốn chỉ thủ hộ thú, cũng không có thật chết. Ta có biện pháp có thể phục sinh bọn họ, nhưng là này tiền đề là. Ta phải hồi một chuyến đông phương hải vực cửu châu đại lục. Sở Phong nói, Thanh Huyền Thiên bốn chỉ thủ hộ thú phục sinh sao? Kia bốn chỉ thủ hộ thú, thế nhưng phi thường lợi hại, nếu là có thể phục sinh lời nói. Lương Hoa Đại Nhân lời nói ở đây, lại cảm thán nói, xem ra Sở Phong tiểu hiếu, là nhất định phải hồi kia đông phương hải vực. Lương Hoa Đại Nhân, Thanh Huyền Thiên Đại Nhân bốn chỉ thủ hộ thú, rất lợi hại phải không? Bách Lý Huyền không hỏi, chớ nói bốn chỉ, riêng là một con thực lực, cũng muốn tại trên ta. Lương Hoa Đại Nhân nói nói, lại so lương hoa đại nhân còn nghe được này lời nói mọi người lần thứ hai rơi vào trong khiếp sợ bốn chỉ thủ hộ thú đã lợi hại như vậy như vậy thanh huyền thiên đến tột cùng cường đại giường nào trong khoảng thời gian ngắn mọi người dường như lại có thể tưởng tượng đến thanh huyền thiên năm đó cũng bị lực lượng nếu là thanh huyền thiên vẫn còn nói vậy cũng không tới phiên ám điện tại vũ tri thánh thổ ngang ngược sau khi khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ cũng đều trầm mặc đã bốn chỉ thủ hộ thú lợi hại như vậy như vậy sở phong nói ra lý do thứ hai, bọn họ cũng nghĩ không ra phủ quyết lý do. Nhất là tại bọn họ, đều đối mặt ám điện cái này đại địch tình huống dưới, nếu là có thể phục sinh thanh huyền thiên truyền thuyết kia chung bốn chỉ thủ hộ thú, đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Thậm chí có thể bởi vậy, mà xoay chuyển chiến cuộc. Sở phong tiểu hữu tuy rằng nghĩ hồi đông phương hải vực rất khó, nhưng cũng không phải là không thể nào sự tình. Lão Phu, dù sao cũng là long văn giới linh sư, chuyện này ngươi liền giao cho lão phu đi la bàn tiên nhân nói la bàn tiên nhân ý của ngươi là bách lý huyền không hỏi ta đi thiên lộ xuất khẩu coi chừng nếu là phát hiện vết nứt không gian liền dùng thủ đoạn đem bảo lưu kéo dài hắn mở ra thời gian sau đó sẽ thông chi sở phong tiểu hiếu la bàn tiên nhân nói này vẫn có thể xem là một cái phương pháp lương hoa đại nhân nói chuyện lấy ra một cái kim sắc thiểm quang điều nói với sở phong sở phong tiểu hiếu làm ấn ký đi Sở phong hiểu lương hoa ý của đại nhân, không gần như chỉ ở kim sắc thiểm quang điều trên người để lại hơi thở của mình. Sau đó còn thân tự đem kim sắc thiểm quang điều giao cho la bàn tiên nhân, nói la bàn tiền bối, khổ cực ngươi. Khổ cực, đích xác khổ cực, canh giữ ở thiên lộ xuất khẩu, chờ đợi vết nứt không gian xuất hiện, không người biết phải đợi tới khi nào. Nhưng mọi người lại biết đó là cỡ nào khô khan, cỡ nào vô vị, thậm chí là một kiện phi thường gian nan sự tình. Làm cho la bàn tiên nhân nhân vật như vậy, lại làm loại chuyện này, thật là ủy khuất hắn. Ai, sở phong nói lời này liền thấy bên ngoài, nếu là có thể diệt trừ ám điện, làm cho ta cố thủ thiên lộ xuất khẩu cho đến chết đi, thì tính sao? Ha 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 ha, là bản tiên nhân một trận cười to, cười đến là như vậy không sao cả, là như vậy phóng đáng bất kham. Lúc này hắn cười, lại làm cho người ở tại tràng, tự đáy lòng đều đối với cảm thấy kính phục. Đừng xem là bản tiên nhân trong ngày thường hỉ hả, nhưng kỳ thực cũng là một vị vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ trí giả. Vũ chi thánh thổ, được khen là tiên nhân không phải số ít, duy chỉ có la bàn tiên nhân loại này, mới thật xứng với tiên nhân tên. Tới diệt thế, ái tài chi lưu, đơn giản là bêu xấu tiên nhân cái danh hiệu này. chương 1954, thiên cấm phá không đau bảy. Ngày sự tình liền định ra như thế, vốn là chuẩn bị, qua một thời gian ngắn, là bản tiên nhân ra lại phát. Ai có thể từng nghĩ, là bản tiên nhân lại như này vội vã, tại vạn yến sau liền trực tiếp đi trước đông phương hải vực thiên lộ lối vào tiến lên chờ kia vết nứt không gian xuất hiện trước khi đi chỉ cùng bách lý huyền không đánh nhau bắt chuyện là bản tiên nhân đi rồi sở phong cũng không có nhàn rỗi, hắn cần ngắn ngủi bế quan tu luyện long lân đưa hắn kia bản thiên cấm võ kỹ long lân tới từ thiên ngoại hắn cho mình thiên cấm võ kỹ cho dù không phải tốt nhưng dù sao cũng là tới từ thiên ngoại thiên cấm võ kỹ sở phong cảm thấy tuyệt đối sẽ không sai mà trên thực tế này bản thiên cấm võ kỹ, đích xác rất là lợi hại, thậm chí so Sở Phong áo nghĩa thương minh sát mạnh hơn là thiên cấm võ kỹ trung tốt nhất phẩm. Này võ kỹ gọi là thiên cấm phá không đao, một đao ra, phá hư không, vạn vật hủy hết. Nhưng xem giới thiệu, cùng phương pháp tu luyện, Sở Phong cũng có thể cảm nhận được, này thiên cấm phá không đao uy lực. Mà tối khiến Sở Phong kinh ngạc chính là, này thiên cấm phá không đao người sáng tạo, đúng là Long Lân. Bất quá, võ kỹ này có một chỗ thiếu hụt chính là chỉ có cầm trong tay đế binh, khả năng phát huy ra nó uy lực chân chính. Nhưng dù cho như vậy, Sở Phong cũng nhất định phải nắm giữ này thiên cấm võ kỹ, bằng không quả thực chính là lãng phí, huống chi theo Sở Phong, đế binh. Hắn sớm muộn phải nhận được, sau, Sở Phong liền đắm chìm đối với thiên cấm phá không đao trong tu luyện. Thiên cấm phá không đao rất khó tu luyện, thậm chí không thích hợp phần lớn người, nhất là không có đế binh tình huống dưới, muốn tu luyện này thiên cấm phá không đao, quả thực có thể so với lên trời. Này lại không làm khó được sở phong, suy cho cùng sở phong ở đó viễn cổ trong thẻ tre, đối với võ ký có nhận thức hoàn toàn mới cùng lý giải. Có thể dù cho như vậy, sở phong nắm giữ thiên cấm phá không đau, cũng dùng đầy đủ một tháng. Bất quá, một tháng này, sở phong không chỉ có riêng là tự mình nắm giữ thiên cấm phá không đau, sở phong còn nghiên cứu ra một bộ, không cần đế binh có thể tu luyện này thiên cấm phá không đau phương pháp, chỉ cần có phương pháp này, những người khác tu luyện, cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Lão Tổ sau khi xuất quan, Sở Phong không kịp chờ đợi tìm được rồi Bách Lý Huyền không. Sở Phong, người xuất quan, chẳng lẽ thành công? Bách Lý Huyền không thấy Sở Phong, rất là ngoài ý muốn, mà thấy Sở Phong cao hứng như thế, hắn càng là ngoài ý muốn, này vô cùng có khả năng nói rõ, Sở Phong thành công. Nhưng mà, một tháng, luyện thành một quyền thiên cấm võ kỹ, điều này thật sự là làm cho Bách Lý Huyền không vừa mừng vừa sợ. Thành công, này thiên cấm phá không đau, không hổ là tới từ thiên ngoại võ kỹ rất là lợi hại, theo ta thấy. Vũ trì thánh thổ, có rất ít cùng nó chống lại võ ký, có võ ký này tại, ngày sau cùng người giao thủ, ta cũng vậy nhiều một cái lá bài tẩy. Bất quá, tuy nhiên làm sao, Bách Lý Huyền không hỏi. Bất quá cần đế binh, khả năng phát huy ra này thiên cấm phá không đao uy lực chân chính, bằng không. Này thiên cấm phá không đao uy lực, sợ là còn không bằng ta áo nghĩa thương minh sát. Sở phong nói, nếu là như vậy vậy ngươi thật đúng là phải nhanh một chút đi đông phương hải vực một chuyến, suy cho cùng vũ chi thánh thổ đế binh, số lượng là có hạt, bây giờ hầu như mỗi thanh đế binh đều đã có chủ nhân. Bách Lý Huyền không đã biết, đông phương hải vực cửu châu đại lục, không chỉ có thanh huyền thiên di tích, còn có thanh huyền thiên lưu lại đế binh. Như chỉ là đế binh, ta cũng không phải phải hồi đông phương hải vực khả năng bắt được. Sở Phong cười nói, vì sao, lẽ nào ngươi muốn đi đoạt người khác đế binh? Bách Lý Huyền không lời nói ở đây, lại lập tức khuyên nhủ nắm giữ đế binh người không có một là dễ đối phó lấy thực lực của ngươi bây giờ vẫn là tốt nhất không nên đi chiêu chọc bọn họ lão tổ lẽ nào ngươi quên mất ta thế nhưng chiếm được thú đế hắc long vương truyền thừa tuy rằng hắn truyền thừa không phải của ta lực lượng nhưng lại là hắn suốt đời đoạt được không chỉ có tu võ tài nguyên còn có đế binh nguyên do tại hồi đông phương hải vực trước ta ngược lại thật ra có thể đi trước nguyệt hạ mê cung đi một chuyến sở phong nói thiên ý đây thật là thiên ý a à nghe được sở phong này lời nói bách lý huyền không còn lại là bỗng nhiên nở nụ cười lão tổ làm sao vậy sở phong hỏi tới tuyệt đối là thiên ý bách lý huyền không vừa cười vừa nói sau đó tại bách lý huyền không báo cho biết dưới sở phong mới rốt cuộc biết nguyên lai like tại hắn bế quan không đến bao lâu liền truyền đến một tin tức vũ tri thánh thổ có người tán báo nguyệt hạ mê cung bản đồ bây giờ vũ tri thánh thổ rất nhiều thế lực cùng với cao thủ hầu như đều chiếm được kia bản đồ Hiện tại, sóng lớn nhân mã, đang chạy về Nguyệt Hạ Mê Cung, muốn bằng vào kia bản đồ, xông vào Nguyệt Hạ Mê Cung, suy cho cùng Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong, thế nhưng có rất nhiều bảo tàng. Này chỉ là thứ nhất, liền tại hôm qua, Bách Lý Huyền không lại được đến một tin tức, mà tin tức này là cùng sở phong có liên quan. Viễn cổ tinh linh trung thiên tài, tiên ngựa ân, dĩ nhiên tìm được rồi Trương Thiên Dực, muốn khiêu chiến Trương Thiên Dực mạnh nhất tiểu bối tên. Đồng thời, hắn thành công đánh bại Trương Thiên Dực, mà bây giờ... Tiên Ngự Ân bắn tiếng, muốn khiêu chiến Sở Phong, nói hắn tại Nguyệt Hạ Mê Cung bên ngoài chờ Sở Phong, muốn cùng Sở Phong tranh đoạt này mạnh nhất tiểu bối tên. Làm cho tất cả mọi người biết, chỉ có hắn viễn cổ tinh linh mới xứng được với Vũ Trì Thánh thổ mạnh nhất tiểu bối danh hào. Tiên Ngự Ân, hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Biết được này sự tình, Sở Phong nhất thời trong cơn giận dữ. Hắn biết, lấy Tiên Ngự Ân thực lực, như nghĩ đánh bại Trương Thiên Dực, sớm có thể xuất thủ. Nhưng hắn hiện tại mới ra tay, rõ ràng sông không phải Trương Thiên Dực, cũng không phải là hướng về phía vũ tri thánh thổ mạnh nhất tiểu bối cái này hư danh. Hắn đối tượng chính là Sở Phong, hắn chính là vì Sở Phong mà tới. Hắn biết Trương Thiên Dực cùng Sở Phong là huynh đệ, cho nên mới đánh bại Trương Thiên Dực, vì chính là muốn kích nộ Sở Phong, bức bách Sở Phong cùng hắn giao thủ. Lão Tổ, tiên ngự ân sự tình, lương hoa đại nhân nhưng có biết. Sở Phong hỏi, đã biết được, lương hoa đại nhân nói, này sự tình tiên ngự ân làm không đúng, hắn ngược lại hy vọng ngươi có thể cho dư tiên ngự ân một chút giáo huấn. Bách Lý Huyền không vừa cười vừa nói, lương hoa đại nhân đứng tại sở phong bên này, Bách Lý Huyền không tự nhiên vui vẻ. Nếu như vậy, vậy ta còn thật là, nhất định phải cho hắn một chút dạy dỗ. Sở phong hiếp hai mắt nói, nhớ lúc đầu, tại tinh linh vương quốc thời gian, tiên ngự ân đối với sở phong liền khắp nơi làm khó dễ, xem ở viễn cổ tinh linh mặt mũi, sở phong vẫn chưa đối với hắn làm sao. Nhưng sở phong không nghĩ không đến, hắn như vậy được đà lấn tới, tại hắn phụ thân bị cấm bế sau, lại vẫn dám tìm phiền toái cho mình. Kia sở phong lúc này đây, liền tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm, phải cho hắn một chút giáo huấn mới được, bằng không đảm bảo không được, ngày khác sau còn có thể làm ra thế nào khác người sự tình tới. Chớ nói lương hoa đại nhân giúp đỡ chính mình, cho dù lương hoa đại nhân phản đối, sở phong cũng nhất định phải dành cho tiên ngựa ân một chút giáo huấn. Không vì cái gì khác người, chỉ vì tự mình trương thiên dực, chỉ vì bằng hữu của mình, chỉ vì huynh đệ của mình, sở phong cũng phải xuất thủ. Sở phong, chỉ là, kia nguyệt hạ mê cung bản đồ, sẽ không vô duyên vô cớ liền truyền tới. Chúng ta phỏng đoán, này sự tình khẳng định lại là ám điện gây nên, ám điện không biết lại có kế hoạch gì, người lần này đi, sợ là. Cứ việc, Bách Lý Huyền không cũng hy vọng sở phong đi giáo huấn tiên ngựa ân, nhưng cùng lúc hắn cũng rất lo lắng sở phong an nguy. Nếu là ám điện, lão tổ ngược lại có thể yên tâm, bọn họ nếu như muốn giết ta, ta đã sớm chết rồi. Sở Phong nói, nhưng là, bọn họ trung quy vẫn là có giết người chi tâm A. À. Bách Lý Huyền không nói, lão tổ, người cảm thấy, ta là cái loại này sạn bản trên thịt cá, tùy thời đều mặc cho người làm thịt sao. Sở Phong hỏi, không, bất luận kẻ nào cũng có thể là, nhưng người tiểu tử này tuyệt đối không phải. Bách Lý Huyền không hiểu Sở Phong ý tứ, Sở Phong tính cách, từ trước đến nay cẩn thận, ăn một lần thua thiệt, liền rất khó làm cho hắn ăn nữa lần thứ hai chương 1955, Nguyệt Hạ Mê Cung 8. Lão tổ thật không cần lo lắng, đừng quên, ta còn có cái này. Sở phong lấy ra cái kia kỳ lân mũi tên, vậy ngươi phải đi đi, thanh mộc sơn ngươi có thể yên tâm, có lương hoa đại nhân tỏa chấn, chúng ta tuyệt đối sẽ không có sự tình. Thấy cái này kỳ lân mũi tên, Bách Lý Huyền không cũng xác thực yên tâm không ít, suy cho cùng. Đó là có thể bắn giết thất phẩm võ đế mũi tên. Sở phong, đây là la bàn tiên nhân trước khi đi, làm cho ta giao cho ngươi ta không biết là cái gì nhưng là ta cảm thấy thứ này không đơn giản bách lý huyền không đem một cái quyển trục đưa cho sở phong thấy quyển trục này sở phong nhất thời sáng mắt lên đây không phải là lúc trước tuyết phát tiên nhân giao cho mình bảo quản song sau bị la bàn tiên nhân lừa gạt đi quyển trục sao mở ra quyển trục vừa nhìn sở phong nhất thời mừng rỡ hắn không nghĩ tới quyển trục này ghi lại đúng là cùng nguyệt hạ mê cung chuyện có liên quan đến chuyện này một cái tàng bảo đồ, không chỉ có ghi lại đến một chỗ bảo tàng đường tắt, này tàng bảo đồ bản thân, lại cũng là một cái chìa khóa, có thể mở ra một tòa cửa. Thật là trời cũng giúp ta, sở phong đem quyển trục này thu tốt, sở phong, quyển trục này là cái gì? Bách Lý Huyền không hỏi, đây là cùng Nguyệt Hạ Mê Cung có liên quan bản đồ. Sở phong nói, này thật đúng là đúng dịp, là bản tiên nhân lưu lại bản đồ, nhất định là có giá trị không nhỏ. Bách Lý Huyền không nói, thật là, Sở phong gật đầu tỏ vẻ tán thành, hắn không hoài nghi chút nào bản đồ này chân thực giả, nếu là bản đồ này có giả, lúc trước tuyết phát tiên nhân cùng la bản tiên nhân, cũng không tất như vậy tranh. Sở phong, kia vũ trì thánh thổ, lưu truyền bản đồ, người còn dùng sao? Bách Lý Huyền không lại lấy ra một tấm bản đồ, nguyên lai đây là vũ trì thánh thổ trên lưu truyền bản đồ. Sở phong tiếp sang xem xem, phát hiện cũng nhìn không ra cái nguyên do, suy cho cùng hắn đều không đi qua Nguyệt Hạ Mê Cung, làm sao biết dạng gì bản đồ là thật dạng gì bản đồ là giả đơn giản sở phong đem bản đồ cũng thu vào nói ta trước lưu có lẽ chỉ có dùng cũng tốt bách lý huyền không nói lão tổ cái này với ta mà nói đã vô dụng liền giao cho ngài tới bảo quản đi nếu là có chọn người thích hợp có thể cho hắn tu luyện ngày sau làm ta thanh mộc sơn chấn tông võ kỹ sở phong đem kia bản thiên cấm phá không đao đưa cho bách lý huyền không sở phong đây chính là trăm triệu không được suy cho cùng này chính là kia long lân đưa cho ngươi thấy thế bách lý huyền không lập tức từ chối lão tổ này thiên cấm phá không đao ta đã nắm giữ lưu cũng là vô dụng còn nữa nói ta vốn là thanh mộc sơn đệ tử ta đồ vật cũng chính là thanh mộc sơn gì đó ngài cũng không cần từ chối coi như là long lân tiền bối biết ta nghĩ hắn cũng sẽ không phản đối suy cho cùng hắn đã đưa cho ta quyền quyết định cũng liền tại ta sở phong nói thật là không lay chuyển được ngươi tiểu tử này tốt lắm, ta đây hãy thu. Bách Lý Huyền không thu xuống này thiên cấm phá không đau sau, càng là cười đến không thể ngậm miệng. Thiên cấm võ kỹ, biết bao chân quý, hắn thanh mộc sơn truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không có một quyển thiên cấm võ kỹ, bây giờ dĩ nhiên chiếm được một quyển, hắn có thể nào không thích. Tuy rằng này thiên cấm võ kỹ, phải có đế binh, khả năng phát huy ra uy lực chân chính, nhưng suy cho cùng cũng là một quyển thiên cấm võ kỹ A, hơn nữa còn là một quyển do thiên ngoại cao thủ, sáng tạo thiên cấm võ kỹ, giá trị của hắn, tin tưởng so vũ chi thánh thổ, bất kỳ một quyền thiên cấm võ kỹ giá trị cũng cao hơn, này tất cả đều là trắng sở phong ban tặng. Sau đó, sở phong lại nói cho Bách Lý Huyền không, tu luyện này thiên cấm phá không đao phương pháp, làm cho bản liền vui vẻ không ngớt Bách Lý Huyền không, càng vì vui vẻ. Mà ở Bách Lý Huyền không, nhớ kỹ phương pháp tu luyện sau, sở phong liền lần thứ hai khởi hành, một mình tự đi trước Nguyệt Hạ Mê Cung. Nguyệt Hạ Mê Cung, vũ trì thánh thổ thứ hai đại cấm địa, bất quá Nguyệt Hạ Mê Cung cùng thị huyết sát trận bất đồng. Nguyệt Hạ Mê Cung, sở dĩ gọi là Nguyệt Hạ Mê Cung, bởi vì nó có hai cái đặc biệt điểm. Thứ nhất đặc biệt điểm, là bản thân nó là cái Mê Cung, tiến vào bên trong người, hơn phân nửa là đi không ra được, chỉ có thể chết ở trong đó, đồng thời chắc chắn sẽ hài cốt không còn. Nghe nói liền long văn giới linh sư, cũng không dám tự tiện xông vào Nguyệt Hạ Mê Cung. Mà thứ hai đặc biệt điểm, chính là Nguyệt Hạ Mê Cung phía trên, có một vòng to lớn minh nguyệt, kia minh nguyệt huyền không, ngân quang lập lè. Vô luận ban ngày vẫn là đêm tối, đều là tồn tại, quá mức là mỹ lệ, cực đồ sộ. Nguyên do nguyệt hạ mê cung, ngược lại vũ trì thánh thổ, một cái kỳ lạ nhất cảnh điểm. Nổi tiếng bên ngoài phía dưới, nơi này quanh năm có người tới này ngắm cảnh, lâu ngày, này nguyệt hạ mê cung xung quanh, lại kiến tạo nổi lên từng tòa thành trì, vì du người cung cấp ăn uống ngủ nghỉ chi thuận tiện. Bất quá, cái này thành trì, có thể không phải là người nào đều có thể kiến tạo, nơi này thành trì, do ba thế lực lớn trưởng khống, đó chính là thiên đạo phủ, nhân vương phủ cùng địa ngục phủ. Tam phủ, phân biệt nắm trong tay một chút thành trì, cộng đồng bảo vệ này chỗ, nhưng chỉ hạn Nguyệt Hạ Mê Cung ở ngoài, bởi vì Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong, bọn họ không xen vào. Ngược lại không phải là nói, Tam phủ không có tư tâm, không muốn chiếm lấy Nguyệt Hạ Mê Cung, mà là viễn cổ tinh linh không cho phép bọn họ chiếm lấy. Bất quá bây giờ, bản liền náo nhiệt nguyệt hạ mê cung nghênh đón một cái trước nay chưa có cao phong người đông nghìn nhiệt phía dưới tam phủ kiến tạo thành trì sớm liền kín người hết chỗ rất nhiều người chỉ có thể ở tại thành trì ở ngoài nhưng nói đến náo nhiệt nhất còn muốn thuộc tây bắc phương hướng một cái tên là thiên đạo nhất thành thành trì nơi này tụ tập người nhiều nhất vì sao nhiều như vậy chỉ bởi vì nơi này chính là tiên ngựa ân cùng sở phong ước chiến địa phương thời khắc này tiên ngựa ân liền đứng tại thiên đạo nhất thành cửa thành tay cầm đế binh, vẫn không nhúc nhích. Hắn đứng ở nơi đó, đã có đầy đủ 13 ngày, từ lúc hắn sau khi đến, liền một mực đứng ở nơi đó, cùng đợi sở phong xuất hiện, nhiễm nhiên thành một phong cảnh tuyến. Oa, wow, rất đẹp trai, không hổ là viễn cổ tinh linh đệ nhất thiên tài. Nói màu gì, người nào không biết viễn cổ tinh linh đệ nhất thiên tài, là tinh linh tiểu công chúa. Tinh linh tiểu công chúa là nữ, tiên ngự ân là nam nhân, hắn là viễn cổ tinh linh nam nhân tính trung đệ nhất thiên tài, này có lỗi sao? tiên ngự ân lớn lên rất anh tuấn, mà lại tu vi mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là tiểu bối, cũng đã là tam phẩm võ đế, đồng thời này thanh lục sắc trường kiếm, không chỉ có tinh xảo, càng một bả đế binh, đế binh nơi tay, biết bao uy phong. Lúc này, tiên ngự ân sớm liền trở thành, vô số nữ tử trong mắt bạch mã vương tử, một đoàn hoa si cứ như vậy theo dõi hắn, nhìn tròng chọc 13 cái ngày đêm. Không biết sở phong sẽ tới hay không, nhất định sẽ tới, thử hỏi lâu như vậy, sở phong sợ qua người nào lúc trước tứ đại đế tộc như vậy đối phó sở phong, sau cùng lúc đó chẳng phải muốn cùng sở phong giải hòa. Đừng quên, sở phong thế nhưng bằng vào sức một mình, đối kháng tứ đại đế tộc tộc trưởng, đồng thời chém giết tây môn tộc trưởng tiểu bối, hiện nay tiểu bối, ai có thể làm được? Lại có ai là sở phong đối thủ? Kia vị tất, sở phong cường thịnh trở lại, cũng chỉ hạn nhân tộc bên trong, này tiên ngự ân thế nhưng viễn cổ tinh linh, đồng thời nghe nói hắn là tam phẩm võ đế, hơn nữa nắm giữ đế binh, này thực lực tổng hợp, bất luận nhìn thế nào đều không phải là tứ đại đế tộc tộc trưởng có thể so sánh được chứ sở phong có thể thắng được tứ đại đế tộc tộc trưởng nhưng vị tất có thể thắng được tây môn đế tộc có lý có lý tại một đám hoa si vây xem tiên ngữ ân đồng thời mọi người càng vì chú ý còn lại là sở phong sẽ tới hay không vấn đề nhưng vô luận là cảm thấy sở phong sẽ đến vẫn cảm thấy sở phong sẽ không tới kỳ thực đều là hy vọng sở phong có thể tới bọn họ đều hy vọng tận mắt chứng kiến một hồi mạnh nhất tiểu bối quyết đấu so với việc trước cung phách bình nguyên, lúc này đây quyết đấu, không nghi ngờ càng đáng xem hơn. chương 1956, thực lực sai biệt chín. Tiên ngự ân, người có thể thật là có can đảm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một bóng người lăng không mà hiện, đứng tại trên hư không, mắt nhìn xuống phía dưới tiên ngự ân. Sở phong, các người mau nhìn, là sở phong, là sở phong tới. Ai nói sở phong không dám tới? Vừa mới là ai nói, sở phong đây không phải là tới sao? ta xem ai còn dám nói sở phong không dám tới, ai dám lại nói, xem ta không to mồm quất chết hắn. Đường sở phong hiện thân một khắc kia, cả đám người triệt để sôi sùng sục, sôi trào không ngớt, nhất là những thứ kia cảm thấy sở phong sẽ đến người, thời khắc này càng là để cho dầm dĩ cái không ngừng. Mà ở mọi người chất vấn dưới, lúc trước cảm thấy sở phong không dám tới người, cũng là không tốt nói thêm gì nữa, bọn họ chỉ cảm thấy chăm nghe không bằng một thấy, thật là không nghĩ tới, sở phong dĩ nhiên thật như vậy có khí phách liền tiên ngựa ân khiêu chiến hắn cũng dám tới phó ước đối phương thế nhưng tam phẩm võ đế a à. mà sở phong đây nghe nói chỉ là cửu phẩm bán đế cho dù dùng thủ đoạn đặc thù cũng chỉ là nhị phẩm võ đế mà thôi sở phong có thể đánh thắng tiên ngựa ân sao thời khắc này mọi người trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi đồng thời cũng tràn đầy mong đợi sở phong những lời này cần phải do ta tới nói đi tiên ngựa ân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn sở phong trong con mắt tràn đầy tất cả đều là sát ý hắn, quả nhiên là hận thấu sở phong, hắn thấy, hắn bản là tiền đồ quang minh một mảnh, tương lai đem mồi trên viễn cổ tinh linh quốc vương vị người. Nhưng là đây hết thảy, đều bị sở phong hủy, người có tư cách gì, nói với ta những lời này. Sở phong khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, rất là khinh miệt nhìn tiên ngựa ân. Tam phẩm võ đế tu vi, tay cầm một bả chân chính đế binh. Thực lực như vậy, rất mạnh, tại vũ trì thánh thổ cùng thế hệ bên trong, ít có người có thể địch trương thiên dực thua ở hắn ngược lại cũng đúng là không oan nhưng là theo sở phong như vậy tiên ngựa ân lại hoàn toàn không phải là đối thủ của mình sở phong cũng chưa đem hắn để vào mắt bị sở phong như vậy coi thường tiên ngựa ân tự nhiên càng vi sinh khí nhưng là hắn nghĩ lại vừa nghĩ không có bạo nộ trái lại mỉm cười nói kia trương thiên dực cùng ta giao thủ trước cũng nói cùng ngươi không sai biệt lắm lời nói nhưng là ngươi biết kết cục của hắn sao sau cùng hắn chỉ có thể bị ta dẫm ở dưới chân làm cho kiếm của ta một kiếm lại một kiếm cắm vào thân thể hắn đưa hắn xuyên vào thành cái sàng đồng thời ta còn nói cho hắn hắn sở dĩ sẽ có hôm nay tất cả đều là bái hắn hảo huynh đệ sở phong ban tặng nghe được này lời nói sở phong trên mặt không có biến hóa quá lớn có thể ánh mắt nhưng là dần dần âm trầm xuống hắn biết tiên ngữ âm nói hẳn không phải là giả thế nhưng chỉ cần nghĩ đến trương thiên dực bởi vì mình mà bị như vậy khổ sở phong chính là đau lòng không thôi cái gì, nguyên lai này tiên ngự ân cùng sở phong có thù sao? Hắn khiêu chiến trương thiên dực, nguyên lai là vì sở phong. Tội không kịp thân nhân, càng không kịp bằng hiếu, tiên ngự ân làm như vậy, hình như quá phận chứ. Thời khắc này, ngay cả người vây xem, cũng đều đại khái đoán được, tiên ngự ân cùng sở phong từng có xích mích, nhưng người nhiều hơn, đều không nhận đồng tiên ngự ân làm như vậy. Sở phong, người biết không, ta nói với trương thiên dực, chỉ cần hắn đồng ý cùng ngươi đoạn tuyệt tình cảm huynh đệ, ta liền đồng ý tha hắn một lần. Bất quá hắn ngược lại mạnh miệng, không chỉ có không chịu nói ta nghĩ nghe, trái lại mắng ta, nguyên do sau cùng, ta chỉ có thể cắt lấy đầu lưới của hắn. Tiên ngự ân đang khi nói chuyện, tự túi càn khôn lấy ra một vật. Thấy vật kia, sở phong nhất thời thần tình biến đổi, song quyền gắt gao nắm lại, cầm chi. Chi rung động, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, cũng nhanh muốn muốn nổ tung lên, quả là nhanh muốn không khống chế được tâm tình của mình. Bởi vì tiên ngự ân trong tay cầm, kia đúng là một cái đầu lưỡi. Tiên ngự ân, thật cắt lấy trương thiên dực đầu lưỡi. Tiên ngự ân, ngươi là nhớ ta giết ngươi, đúng không? Sở phong lạnh giọng hỏi, thời khắc này thanh âm của hắn cũng thay đổi, âm u đã có lực, quả thật đã động sát ý. Ha 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 ha, tiên ngự ân một trận cười to, sau đó sắc mặt bỗng nhiên chuyển lạnh, nói với sở phong, những lời này, đồng dạng cần phải do ta tới nói. Oanh vừa dứt lời, tiên ngự ân đã huy động đế binh, đối với sở phong phát động một đạo đánh chém. Đế binh vừa ra, uy áp bắn ra bốn phía, rất nhiều tới gần người, đều là trực tiếp bị cố kia uy áp thổi bay ra, mà phàm là bị kia uy áp đánh chúng chi nhân, nhẹ người miệng phun máu tươi, trọng người càng là tại chỗ bỏ mạng. Thật là ác độc thủ đoạn, mắt thấy tiên ngự ân dĩ nhiên như vậy hung tàn, đã không để ý vi người xem tính mệnh, thậm chí lạm sát kẻ vô tội, sở phong trong mắt hàn ý còn lại là càng thịnh. Vô luận ở địa phương nào, đều có bại hoại tồn tại, mà tiên ngự ân, tuyệt đối là một cái thứ thiệt bại hoại. Kết lạp lạp chỉ thấy sở phong trong mắt lôi đình lập lè, sau đó lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim, lưỡng trọng lực lượng, liền trực tiếp thi triển mà ra. Giờ khắc này, sở phong tu vi, cũng là trong nháy mắt theo nhất phẩm võ đế, tăng lên tới tam phẩm võ đế, cùng tiên ngự ân đồng dạng tu vi. Tuy rằng tu vi giống nhau, có thể chiến lực nhưng là hoàn toàn bất đồng, dù cho tiên ngựa ân là dùng đế binh phát ra đánh chém, nhưng sở phong nhưng là hoàn toàn không sợ thân hình hướng bên cạnh lóe lên, sở phong liền đem kia đánh chém tránh thoát, sau đó tựa như lôi đình một loại tự trên không phi lạc mà xuống, phanh một tiếng, đi tới tiên ngự ân phụ cận. Cường đại lực đạo, làm cho đá vụn bay tán loạn, đại địch xé rách. Ngươi, thấy sở phong, trong nháy mắt, liền tới đến tự mình phụ cận, tiên ngự ân còn lại là thần tình đại biến, giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được hắn cùng với sở phong tranh lệch. Ngũ phẩm chiến lực, sở phong dĩ nhiên có nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực, so tiên miêu miêu còn lợi hại hơn. Ngươi cái cạn bã này, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Nhưng mà Sở Phong, nhưng không có dành cho Tiên Ngự Ân cơ hội, trong lúc nói chuyện, bàn tay vì nhận chỉ nghe phốc một tiếng, liền xuyên qua Tiên Ngự Ân thân thể, dĩ nhiên phá khai rồi Tiên Ngự Ân đan điền. A, à, giờ khắc này, Tiên Ngự Ân phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, ngay cả trong tay đế binh đều là rớt xuống đất. Ông trời của ta nhé, mà giờ khắc này, mọi người cũng rốt cuộc lần thứ hai thấy được Sở Phong cùng Tiên Ngự Ân chỉ là thấy thời khắc này sở phong cùng tiên ngự ân sau không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến đầy mặt giật mình sở phong đứng tại tiên ngữ ân phụ cận có cùng tiên ngữ ân giống nhau tu vi nhưng hắn lại dùng bàn tay xuyên qua tiên ngự ân đan điền mà tiên ngự ân ngoại trừ thống khổ kêu to ở ngoài dĩ nhiên không có chút nào sức phản kháng sở phong chỉ là một kích liền đánh bại tiên ngữ ân thực lực này đương thực là khiến người ta mở rộng tầm mắt thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng được Sở phong không phải cửu phẩm bán đế sao, cho dù vận dụng thủ đoạn, cũng có thể nhị phẩm võ đế mới đúng chứ. Thế nào lại là tam phẩm võ đế, còn có, thế nào chỉ là một kích, liền đánh bại đều là tam phẩm võ đế tiên ngự ân. Phải biết rằng tiên ngựa ân trong tay nắm, nhưng là chân chính đế binh A, mà sở phong lại cái gì đều vô dụng, chỉ là tay không liền đâm xuyên qua tiên ngựa ân đan điền. Hai người thực lực sai biệt, dĩ nhiên to lớn như thế. chương 1957, phải giết, 10, dừng tay, mà vào thời khắc này, một đạo gầm lên chi âm, bỗng nhiên tự trên đường chân trời chuyển đến, cùng lúc đó, một bóng người cũng là nổi lên. Đó là một vị viễn cổ tinh linh, bạch phát xám trắng, khuôn mặt già nua, đó là một ông lão, đầy mặt nếp nhăn, phi thường lão. Nhưng là hắn tu vi rất mạnh, đúng là một vị lục phẩm võ đế, đồng thời ánh mắt âm ngoan, nhìn sở phong, tràn đầy đều là sát ý. Mà thấy vị này sau, sở phong cũng là ánh mắt lẫm liệt, bản liền phẫn nộ trên mặt, lần thứ hai tăng cường vài phần. Vị này viễn cổ tinh linh, sở phong trước chưa từng thấy qua, có thể sở phong biết, hắn nhất định là cùng tiên ngự ân có quan hệ mới đúng, bằng không sẽ không giúp đỡ tiên ngự ân. Tới sở phong vì sao thời khắc này, tức giận như thế, đó là bởi vì, cái kia viễn cổ tinh linh xuất hiện đồng thời, tay trái của hắn cùng tay phải, dĩ nhiên phân biệt cầm lấy một người. Kia là hảo huynh đệ của mình Trương Thiên Dực, cùng với phụ thân của Trương Thiên Dực Trương Minh. Thời khắc này, vô luận là Trương Thiên Dực vẫn là Trương Minh, đều là máu me khắp người, khi tức hèn mọn thì dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi một loại quả nhiên là cực kỳ suy yếu tiên ngựa ân không chỉ có đánh bại trương thiên dực thật đúng là hành hạ trương thiên dực thậm chí ngay cả phụ thân của trương thiên dực cũng đều thụ dắt liền thật là hốn trướng, nhìn thấy tình cảnh này sở phong quả nhiên là tức giận ngập trời kia cắm vào tiên ngựa ân đan điền thủ trưởng chính là bỗng nhiên nắm chặt trận trận vũ lực liền do bên trong tới bên ngoài bắt đầu tàn phá tiên ngựa ân a à, bá bá cứu ta cứu ta a à. tiên ngự ân quát to lên sở phong mau dừng tay cho ta bằng không ta sẽ giết trương thiên dực phụ tử vị kia tiên ngự ân bá bá hô lớn cái gì đây cũng là trương thiên dực phụ tử sao tiên ngự ân không chỉ có đánh bại trương thiên dực lại còn đưa hắn cấp phổ tới cái này cũng hơi bị quá mức phân chứ không phải chỉ là luận bàn sao tới dần vặt thành như vậy còn liên lụy người nhà à khi biết được vị kia viễn cổ tinh linh trong tay chính là trương thiên dực phụ tử sao rất nhiều người cũng đều đối với tiên ngự ân rất là phản cảm. Trên thực tế, đương tiên ngự ân lúc trước đạo kia đánh chém, chém giết rất nhiều người vô tội sau, cũng đã làm cho hắn mất đi lòng người. Phóng thích hai người bọn họ, bằng không ta liền lập tức làm cho tiên ngự ân chết ở chỗ này. Sở phong lạnh giọng nói, mỗi nhất tự mỗi một câu, đều có thể nghe được hắn cắn răng nghiến lợi thanh âm. Người không tin ta sẽ giết bọn họ, vị kia trước mắt hung tướng nói. Phốc nhưng mà, sở phong bàn tay bỗng nhiên rút ra, sau đó lại đổ hung hăng cắm vào tiên ngự ân đan điền rồi mới lên tiếng ta không biết người có hay không giết bọn hắn nhưng người không chiếu ta nói làm ta nhất định sẽ giết tiên ngự ân bá bá phóng người phóng người a tiên ngự ân thời khắc này nước mắt đều chảy ra kia không chỉ là bởi vì sở phong dần vật quan trọng nhất là cảm thụ được tu vi của mình chính tại cấp tốc trôi qua hắn trái tim đều đang chảy máu đây chính là hắn tân tân khổ khổ tu luyện mà đến tu vi a ta phóng ta phóng thấy Sở Phong lần nữa dần vặt tiên ngựa ân vị kia cũng là luống cuống chỉ phải đem trương thiên dực hai cha con vứt xuống Sở Phong phụ cận trương sư huynh trương tiền bối các ngươi vẫn khỏe chứ Sở Phong lập tức hỏi Sở Phong chúng ta không sự tình phụ thân của trương thiên dực hư nhược nói tới trương thiên dực còn lại là mặt mỉm cười nhưng cũng không nói chuyện này dạng một động tác lại làm cho Sở Phong trong lòng căng thẳng cảm thấy rất đau hắn biết Trương Thiên Dực không phải là không muốn nói chuyện, mà là không nói được lời nói. Đầu lưỡi của hắn thật bị Tiên Ngự Ân đem cắt xuống. A, à, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm kia chi chói tai, chớ nói đại địa chấn chiến, liền hư không đều là run run một hồi. Hắn quả nhiên là tức giận không thôi. Thế nhưng hắn lại không thể giết Tiên Ngự Ân. Bất kể nói thế nào, Tiên Ngự Ân đều là viễn cổ tinh linh. Suốt cục, Sở Phong đình chỉ gào thét trên mặt cường nặn ra nụ cười nhạt nói với trương thiên dực sư huynh tiền bối các ngươi khổ sẽ không nhận không lời nói ở đây sở phong trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn sau đó cánh tay bỗng nhiên dùng lực toàn bộ cánh tay liền xuyên thấu tiên ngựa ân thân thể phốc này nhất khắc tiên ngựa ân còn lại là miệng rộng một chương một ngụm máu lớn phun vãi ra sau đó liền phù phù một tiếng nằm ngã xuống đất hắn đã không khí tức chết tiên ngựa ân chết giết đến cùng vẫn bị sở phong giết chết Sở Phong biết, hắn có rất nhiều lý do, cũng không thể giết tiên ngự ân. Nhưng là, khi thấy huynh đệ của mình, bản thân tiền bối, bị tiên ngựa ân dằn vặt thành cái dạng này sau, Sở Phong rồi lại thực sự tìm không được, không giết tiên ngựa ân lý do. Nguyên do hôm nay, tiên ngự ân hắn phải giết. Không, thấy tận mắt tiên ngựa ân bị Sở Phong giết chết, vị kia viễn cổ tinh linh nhất thời phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ giết gào. Đón lấy, tới Sở Phong, còn lại là bỗng nhiên nhấc chân, đem tiên ngự ân thi thể, cùng với tiên ngự ân đế binh, tất cả đều đá hướng vị kia viễn cổ tinh linh. Sau đó một tay cầm lấy trương thiên dực, một tay cầm lấy trương minh, thi triển ra thanh long tật hành thuật, liền hướng xa xa bỏ chạy. Sở phong, ta hôm nay không muốn đưa người chém thành muôn mảnh không được. Đón lấy tiên ngự ân thi thể cùng đế binh sau, vị kia vẫn chưa tính toán phóng qua sở phong, trái lại không tha thứ truy qua đây. Hắn không chỉ có thi triển ra toàn lực, càng là phóng xuất ra viễn cổ tinh linh sức mạnh huyết thống, sát ý đã quyết, đây không phải là muốn giết sở phong không thể. Kỳ thực, sở phong nếu là muốn giết, đại khả năng giết hắn, lục phẩm võ đế là rất mạnh, nhưng sở phong thế nhưng có, có thể bắn chết thất phẩm võ đế kỳ lân mũi tên. Nhưng sở phong đã giết tiên ngựa ân, hắn không muốn lại giết viễn cổ tinh linh, suy cho cùng. Viễn cổ tinh linh đãi hắn không tệ, cho dù bọn họ làm không thể tha thứ sự tình, nhưng sở phong biết, đầu sỏ gây nên nhưng thật ra là tiên ngựa ân. Đem tiên ngựa ân giết, đối với sở phong tới nói đã đầy đủ, không cần lại giết vị này. Tới sở phong vì sao không xuất ra kỳ lân mũi tên hù dọa đối phương, đó là bởi vì sở phong cảm thấy, đối phương đã phát điên, kỳ lân mũi tên hù dọa không được hắn, mà sở phong lại không muốn giết hắn, nguyên do thời khắc này có thể làm, liền chỉ có trốn. Sở phong, người vừa không có sai, cần gì phải trốn. Mà vào thời khắc này, bỗng nhiên một bóng người, xuất hiện ở sở phong phụ cận. Thấy vị này, sở phong nhất thời sắc mặt vui vẻ, vị này. Đúng là luyện binh tiên nhân, thời khắc này, luyện binh tiên nhân, mặt mỉm cười, trực tiếp tiêu sái đến sở phong phía sau, ngăn ở vị kia trước người. Cốt, mà vị kia viễn cổ tinh linh, tuyệt đối nhận thức luyện binh tiên nhân, lúc này mất lý trí hắn, nhưng căn bản không định cho luyện binh tiên nhân mặt mũi. Cốt, nhưng mà, đương vị kia tới gần sau, chỉ thấy luyện binh tiên nhân tay áo vung lên, nhất thời cuồng phong nổi lên, một trận cuồng phong, trực tiếp đem vị kia viễn cổ tinh linh, cấp thổi bay ra vị kia lục phẩm võ đế viễn cổ tinh linh, tại luyện binh tiên nhân trước mặt, thậm chí ngay cả một kích đều không đỡ được. Thất phẩm võ đế, cảm thụ được luyện binh tiên nhân khí tức, sở phong cũng là có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, luyện binh tiên nhân lại còn mạnh hơn âm dương tiên nhân, tu vi chân chính, đúng là thất phẩm võ đế. chương 1958, Yêu Nghiệt Tiên Nhân một Ta cũng vậy mới vừa đột phá mà thôi. Luyện binh tiên nhân cười nói với sở phong, ta giúp ngươi vì bọn họ trị liệu đi. Được, Sở Phong gật đầu, thời khắc này Trương Thiên Dực hai cha con thương thế xác thực không nhẹ, nguyên do Sở Phong cũng không quản được nhiều như vậy, liền ở đây chỗ cùng luyện binh tiên nhân liên thủ, bắt đầu vì Trương Thiên Dực cha con trị thương. "Sư huynh, tiền bối, ta lại liên lụy các ngươi chịu khổ." Vì Trương Thiên Dực cha con trị thương sau, Sở Phong rất là xấu hổ nói. "Ai, nói gì vậy, ngược lại bởi vì chúng ta cho ngươi giết kia tiên ngựa ân, xem ra là cho ngươi chọc đại phiền toái." Thời khắc này Trương Minh càng là xấu hổ không ngớt. Sở phong sư đệ, là ta vô năng, ngoại trừ liên lụy ngươi, cái gì đều không thể giúp. Tới Trương Thiên Dực cũng là như vậy, hai cha con bọn họ, đều biết viễn cổ tinh linh năng lượng có bao nhiêu, vũ trì thánh thổ đáng sợ nhất, chính là viễn cổ tinh linh. Nguyên do dưới cái nhìn của bọn họ, sở phong chém giết tiên ngự ân, đây tuyệt đối là chọc đại phiền toái, mà xét đến cùng, đây cũng là bởi vì bọn họ. Chưa chắc là hòa, luyện binh tiên nhân nhàn nhạt cười, những lời này, hắn là truyền âm nói chỉ có sở phong ba người có thể nghe được hả nghe được này lời nói sở phong ba người thần tình đều là khẽ động trương thiên dực cha con là có chút nghe không hiểu mà sở phong còn lại là ý thức được cái gì cùng ta đi thôi luyện binh tiên nhân đang khi nói chuyện liền muốn mang sở phong ba người ly khai yêu nhiệt tiên nhân yêu nhiệt tiên nhân yêu nhiệt tiên nhân mà vào thời khắc này phía dưới bỗng nhiên chuyển đến trận trận như sấm nổ la lên thanh âm sông thẳng vân tiêu vang vọng thương khung nguyên lai like, tại sở phong vì trương thiên dực chữa thương thời gian những thứ kia người vây xem cũng đều truy chạy tới thời khắc này bọn họ toàn bộ tại vung tay hô to là đang vì sở phong chúc mừng chúc mừng sở phong chiến thắng tiên ngựa ân đoạt được vũ tri thánh thổ mạnh nhất tiểu bối danh hào tuy rằng chính mắt thấy sở phong chém giết tiên ngựa ân có thể nhưng không ai trách cứ sở phong chỉ ít đại bộ phận đều ủng hộ sở phong suy cho cùng chuyện đã xảy ra mọi người đều nhìn ở trong mắt tiên ngự ân như vậy đối đãi sở phong huynh đệ, chính là không đúng trước đây, sở phong vì tình nghĩa huynh đệ, giết hắn cũng không quá đáng. Trên thực tế, sở phong quả đoán chém giết tiên ngự ân, càng làm cho rất nhiều người, phát ra từ nội tâm đối với sở phong sinh ra kinh ý. Như vậy người trọng tình trọng nghĩa, mới đáng bọn họ như vậy tôn kính. Yêu nhiệt tiên nhân, mà giờ khắc này, sở phong còn lại là hơi sững sờ, có chút mơ hồ. Luyện binh tiên nhân đích xác ở đây, nhưng bọn họ vì sao phải hô yêu nhiệt tiên nhân? ngươi còn không biết sao thời khắc này ngược lại luyện binh tiên nhân nở nụ cười tiền bối đây là có chuyện gì sở phong hỏi ngươi đã lòng cấp giới linh sư lý nên có cái tiên nhân danh hào chính ngươi không nhất định liền có người cho ngươi định rồi trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều về danh hiệu của ngươi truyền bá ra đến bây giờ chỉ có này yêu nhiệt tiên nhân danh hào bị phần lớn người nhận thức nguyên do ngươi bây giờ không chỉ có là sở phong vẫn là yêu nhiệt tiên nhân Luyện binh tiên nhân vừa cười vừa nói, yêu nghiệt tiên nhân, ta danh hào. Sở phong thời khắc này có chút sở khóc sở cười, chút bất chi bất giác, lại bị người khác cho nổi lên cái danh hào, hơn nữa còn là yêu nghiệt tiên nhân. Yêu nghiệt chi ý, là chỉ vật loại khác thường chi hiện tượng, là chỉ bất tường hiện ra, là chỉ yêu ma quỷ quái, là so rõ người tà ác hoặc sự tình. Tiên nhân chi ý, là chỉ được đến cao nhân, là chỉ trừng phạt hung ác dương thiện, là chỉ nhất đại tông sư, là chỉ bình minh cúng bái chi đối tượng hai người, hoàn toàn bất đồng, bản không hợp nhau, không nên đặt chung một chỗ. Thế nhưng, này yêu nghiệt tiên nhân, dùng tới hình dáng sở phong, rồi lại lộ vẻ được như vậy thỏa đáng. Được, kia từ nay về sau, tại đây vũ trì thánh thổ, ta chính là yêu nghiệt tiên nhân. Bỗng nhiên, sở phong cũng làm mỉm cười, ngược lại cũng đúng là công nhận yêu nghiệt tiên nhân cái danh hiệu này. Sau, luyện binh tiên nhân cùng sở phong ẩn vào hư không, tiếp tục tiến lên, thẳng đến xung quanh không có người nào sau, luyện binh tiên nhân lúc này mới nói với sở phong sở phong lần này sự tình là ám điện dở cho quỷ quả nhiên là ám điện sở phong than thở suy cho cùng hắn đối với lần này cũng là sớm có phỏng đoán ám điện mà trương minh cùng trương thiên dực nhưng là có chút không giải thích được bọn họ tự nhiên biết ám điện nhưng chỉ giới hạn ở tại tây môn đế tộc thời điểm ám điện xuất hiện đối với ám điện những chuyện khác bọn họ cũng không lý giải trên thực tế hiện tại vũ tri thánh thổ trên rất nhiều người đối với ám điện lý giải, đều dừng bước tây môn đế tộc, mọi người đều còn chưa ý thức được ám điện uy hiếp. Tiền bối, sư huynh, ám điện thế nhưng vô cùng nguy hiểm. Sở phong đem ám điện sự tình, đại khái nói cho Trương Thiên Dực hai cha con. Này ám điện năng lượng, đã vậy còn quá đại. Sau khi biết được, Trương Thiên Dực cha con đều rất giật mình. Đích xác rất lớn, bọn họ tựa như sở viễn cổ tinh linh nhúng tay này chỗ chuyện, dĩ nhiên chủ động tập kích viễn cổ tinh linh nhiều cái thế lực. Dưới loại tình huống này, Tinh Linh Quốc Vương cũng chỉ có thể tỏa trấn viễn cổ tinh linh, điều khiển rất nhiều cường giả cùng Ám Điện khai chiến. Ngay cả Ám Điện Điện Chủ cũng là liên tiếp hiện thân. luyện binh tiên nhân nói, Ám Điện dĩ nhiên chủ động cùng viễn cổ tinh linh khai chiến. Ám Điện Điện Chủ cũng là đứng ra, biết được này sự tình, trương minh quá mức là giật mình, tại vũ chi thánh thổ nhiều năm như vậy, hắn là thật sâu biết viễn cổ tinh linh năng lượng có bao nhiêu, dù cho biết Ám Điện nguy hiểm, nhưng lại cũng không cảm thấy Ám Điện có thể cùng viễn cổ tinh linh đối kháng. Ám điện chính diện giao thủ, tự nhiên không phải là đối thủ của viễn cổ tinh linh, có thể then chốt chính là ở, ta tại, địch ở trong tối, ám điện chỉ là phái tinh nhuệ, không ngừng đánh lén viễn cổ tinh linh phân bộ, viễn cổ tinh linh cũng là không có cách nào, hoàn toàn bị ám điện sở khiên chế. Luyện binh tiên nhân nói, thật là đê tiện, sở phong nói, đích xác đê tiện, bất quá ám điện nhưng cũng xem thường viễn cổ tinh linh. Luyện binh tiên nhân nói, tiền bối, ý của ngài là, sở phong nghĩ tới điều gì, tinh linh quốc vương cùng ám điện điện chủ, chính diện giao thủ qua một lần. Luyện binh tiên nhân nói, thắng bại làm sao, sở phong hỏi, ám điện điện chủ chạy thoát. Luyện binh tiên nhân nói, quốc vương đại nhân quả nhiên lợi hại, nghe được này lời nói, sở phong nhất thời đại hỷ. Ám điện kiêng kỵ nhất, kỳ thực chính là viễn cổ tinh linh, ám điện điện chủ đã cùng tinh linh quốc vương chính diện giao phong, nếu là có thể giết tinh linh quốc vương, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nhưng là hắn chạy thoát, đã nói lên hắn còn chưa phải là tinh linh quốc vương đối thủ đây là một tin tức tốt tuyệt đối tin tức tốt không chỉ có như vậy dù cho ám điện tại nghĩ hết biện pháp khiên chế viễn cổ tinh linh có thể viễn cổ tinh linh vẫn là phái bộ đội tinh nhuệ tới luyện binh tiên nhân nói loại thời điểm này viễn cổ tinh linh lại còn phái tinh nhuệ tới này sao biết được này sự tình trương minh rất là giật mình theo lý mà nói tại người trong nhà không ngừng bị tập kích thời gian viễn cổ tinh linh cần phải tự tinh linh vương quốc bên trong phái ra cao thủ, trợ giúp mỗi cái phân bộ mới là. Suy cho cùng mặc kệ ám điện có nào âm mưu, thương tổn cũng là hắn người, mà cũng không phải là viễn cổ tinh linh tộc nhân. Có thể chính bởi vì nơi này tổn thương người, bản không có quan hệ gì với viễn cổ tinh linh, mà viễn cổ tinh linh lại hết lần này tới lần khác tới tinh nhuệ, mới làm cho trương minh đối với viễn cổ tinh linh nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên lai, tối lấy thương sinh làm trọng, đúng là viễn cổ tinh linh. Bởi vì viễn cổ tinh linh, đoán được một loại khả năng, khả năng này nếu là thực hiện, so phệ huyết sát trận còn muốn đáng sợ, nguyên do bọn họ phải ngăn cản. Luyện binh tiên nhân nói, ám điện lại muốn làm gì? Sở phong hỏi, chuyện này, vẫn là do lạc không đại nhân cùng ngươi nói đi. Luyện binh tiên nhân vừa cười vừa nói, sau đó liền tiếp tục dẫn đường. Lạc không đại nhân, mà nghe được tên này, sở phong còn lại là trong lòng hơi động, hắn biết lạc không đại nhân là thần thánh phương nào, đó là cùng lương hoa đại nhân giống nhau, viễn cổ tinh linh, Tinh linh vương quốc bên trong tứ đại nguyên lão chi nhất. Tuy rằng tinh linh quốc vương bị ám điện điện chủ khiên chế, không thể tới này, nhưng là nghĩ đến lạc không đại nhân dĩ nhiên tới, sở phong cũng là kiên định không ít. Suy cho cùng lạc không đại nhân quý vi nguyên lão, thực lực cũng sẽ không so lương hoa đại nhân kém, không làm được cũng là bát phẩm võ đế, có hắn tọa chấn, chưa nói ám điện những cường giả khác, cho dù diệt thế tiên nhân tới, sở cũng muốn chịu không nổi. Trường 1959, Nguyệt Tiên Nguyệt Ma 2 sau đó tại luyện binh tiên nhân dẫn đường dưới sở phong đám người đi tới một chỗ trốn không người nơi này không hề giấu chân người thế nhưng chỉ thấy luyện binh tiên nhân ngón tay một điểm liền có một đạo kết giới môn mở ra xuyên qua kết giới môn sở phong nhất thời sắc mặt đại hỷ viễn cổ tinh linh lần này đích xác phái tới bộ đội tinh nhuệ tuy rằng thời khắc này bọn họ cải trang trang điểm đều là nhân loại bộ dạng có thể sở phong vẫn có thể nhận ra bọn họ nhất là vì kia là không đại nhân này không tính là kinh hỷ tối vui mừng chính là tô nhu tô mỹ hai tỷ muội lại cũng ở trong đó sở phong ca ca nhìn thấy sở phong tô mỹ trực tiếp nhào vào sở phong trong ngực mà tô nhu mặc dù không có giống như tô mỹ vậy nhưng cũng là nụ cười nhạt nhòa cười đến rất là mê người theo nàng nụ cười kia chung đó có thể thấy được thấy sở phong nàng cũng là cao hứng phi thường này 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 tốt xấu sư huynh cũng ở đây thế nào liền cái bắt chuyện đều không đánh thấy thế trương thiên rực một mặt không được tự nhiên nói Trương Sư Huynh, thấy thế, tô nhu cùng tô Mỹ, lúc này mới nhao nhao cùng Trương Thiên Dực chào hỏi. Ai, quên đi, hai người các ngươi trọng sắc khinh bản nhà đầu, thấy ta sở phong sư đệ, trong mắt liền căn bản không ta người Sư Huynh này. Trương Thiên Dực đùa giỡn nói, đúng vậy, thấy ta sở phong ca ca, trong mắt ta liền người nào cũng không có, tuy rằng người kia, trước lại ngu xuẩn, vừa nát, lại nhược trí. Tô Mỹ cười hít mắt nói, dù cho hiện tại, nàng cũng không chịu thả ra sở phong, mà là ôm thật chặt không để ý chút nào xung quanh chư vị tiền bối ánh mắt. Nhà đầu này tuy rằng đã không còn là lúc trước người thiếu nữ kia, nhưng lại vẫn là một cái không chút kiêng kỵ thiếu nữ tâm tính. Lại ngu xuẩn, vừa nát, lại nhược trí, ta có qua cái loại này thời gian. Sở phong còn lại là gương mặt chất vấn, không nhận thức người thời gian, trong mắt của ta, người là như vậy. Tô Mỹ nói, kết quả nhận thức sau, đã bị nhân gia bắt sống phương tâm, bây giờ thấy nhân gia, một ngụm một cái sở phong ca ca kêu, So đối với ta cái này thân tỷ tỷ còn thân. Tô Nhu ở một bên chờ mình, nhân ra đã là sở phong ca ca người, không gọi sở phong ca ca, lẽ nào kêu tướng công sao, vậy cần phải chờ hắn lấy chúng ta thời gian khả năng gọi. Tô Mỹ ngọt ngào nói, nghe được này lời nói, sở phong còn lại là trong lòng đau xót, đích xác, Tô Nhu Tô Mỹ sớm chính là sở phong người. Chỉ là sở phong, còn chưa cưới vợ các nàng, kỳ thực sở phong có sở phong tính toán, cưới vợ Tô Nhu Tô Mỹ, đó là chuyện sớm hay muộn nhưng hắn hy vọng, ở đó trong hôn lễ, có phụ mẫu hắn ở đây. Khục khục, giờ khắc này, một mực bị gạt sang một bên lạc không đại nhân, nhịn không được ho khan hai tiếng. Tốt, các ngươi sau này tại liếc mắt đưa tình đi, hiện tại thế nhưng có chính sự cần. Luyện binh tiên nhân cũng là nói nói, lạc không đại nhân, ngài biết, lần này ám điện âm mưu. Mà sở phong cũng là chủ động hỏi thăm tới tới, đích xác biết, ám điện là muốn phóng suốt nguyệt ma. Lạc không đại nhân nói nói, nguyệt ma, nguyệt ma là cái gì thời khắc này không chỉ có sở phong một mặt hiếu kỳ ngay cả trương minh cũng là gương mặt hiếu kỳ thế nhân đều biết đạo nguyệt hạ mê cung bên trong có rất nhiều bảo tàng nhưng ít có người biết nguyệt hạ mê cung bên trong có một con nguyệt ma trên thực tế con này nguyệt ma ta viễn cổ tinh linh trước cũng không biết ngược lại thanh huyền thiên nói cho chúng ta biết lạc không đại nhân nói nói thanh huyền thiên tiền bối sở phong cảm thấy giật mình không nghĩ tới, này sự tình dĩ nhiên cùng Thanh Huyền Thiên có quan hệ. Nguyệt Hạ mê cung chỗ sâu nhất, từ xưa đến nay chỉ có Thanh Huyền Thiên một người xông vào qua, hắn cũng là ở trong đó, phát hiện Nguyệt Ma. Nói cách khác, là Thanh Huyền Thiên giải khai Nguyệt Ma phong ấn, thả ra Nguyệt Ma. Lạc không đại nhân nói nói, Thanh Huyền Thiên tiền bối thả ra ác ma, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sở phong nhịn không được chăm chú hỏi thăm tới tới. Về sau, đi qua Lạc không đại nhân cặn kẽ giảng thuật, Sở Phong mới rốt cuộc biết sự tình đại khái đi qua. Nguyệt Ma, thật là Thanh Huyền Thiên thả ra, hơn nữa còn là cố ý thả ra. Lúc đó, Nguyệt Ma được thả ra thời điểm, còn chưa phải là hoàn chỉnh hình thái, nhưng đã phi thường cường đồng thời hung tính ngập trời, bạo lệ không gì sánh được, nếu là nguyên vẹn hình thái, liền Thanh Huyền Thiên cũng không phải là đối thủ của nó. Mà Nguyệt Ma bị phóng xuất sau, liền bắt đầu ngưng tụ bản thể, ngưng tụ bản thể then chốt, nghe nói là hai khối băng hỏa hạt châu. Thanh Huyền Thiên phá hư trận pháp, giành lại hai khối hạt châu, lúc này mới ngăn trở Nguyệt Ma ngưng tụ xong cả hình thái. Nhưng Thanh Huyền Thiên, nhưng không có nhân cơ hội diệt trừ Nguyệt Ma, mà là dùng trận pháp, hóa giải Nguyệt Ma hung tính. Mà Thanh Huyền Thiên sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn biết, Nguyệt Ma bản tính không phải hung ác, tương phản. Nguyệt Ma bản thể là tiên, bản tới, Thanh Huyền Thiên nghĩ thả ra chính là Nguyệt Tiên, nhưng chưa từng nghĩ, thả ra là Nguyệt Ma. Mà sở dĩ nguyên bản Nguyệt Tiên, sẽ biến thành Nguyệt Ma, chính là bởi vì từ xưa đến nay, quá nhiều người xông vào Nguyệt Hạ Mê Cung, mà chết ở Nguyệt Hạ Mê Cung đám người, lấy nồng nạc huyết tinh khí tức, cùng với thật lâu không tiêu tan lệ khí, mới cải biến Nguyệt Tiên, khiến cho biến thành Nguyệt Ma. Bất quá thanh huyền thiên tại Nguyệt Ma trên người, để lại trận pháp cường đại, khiến cho sẽ không lại tụ này chỗ huyết tinh chi khí cùng lệ khí ảnh hưởng, ngược lại sẽ để cho lệ khí triệt để tán đi. Thanh huyền thiên nói, vạn năm sau, lại đem băng hỏa hạt châu trả, Nguyệt Ma là được hóa thành Nguyệt Tiên. Bản tới, Thanh Huyền Thiên là muốn, băng hỏa hạt châu giao cho viễn cổ tinh linh bảo quản, cũng không từng nhớ hắn lại bỗng nhiên thay đổi, tự mình đem băng hỏa hạt châu mang đi. Băng hỏa hạt châu, chẳng lẽ là, sở phong thời khắc này, nhìn về phía tô nhu cùng tô Mỹ, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn rốt cuộc ý thức được, tô nhu tô Mỹ tới chỗ này, cũng không phải là vừa khớp, mà là vì này nguyệt hạ mê cung mà tới. Xem ra, tô nhu cùng tô Mỹ, đã đem băng hỏa hạt châu sự tình nói cho luyện binh tiên nhân, mà luyện binh tiên nhân, vậy cũng nói cho viến cổ tinh linh, này đã không phải bí mật. Tô Nhu cùng Tô Mỹ trong cơ thể băng hỏa hạt châu, chính là Nguyệt Ma ngưng tụ xong cả hình thái then chốt. Sở phong ca ca, ta cùng với tỷ tỷ trong cơ thể băng hỏa hạt châu, là tại thanh huyền thiên đại nhân đế táng tìm được, chúng ta cảm thấy, chúng ta trong cơ thể băng hỏa hạt châu, phải là có thể nhường cho Nguyệt Ma hóa thành Nguyệt Tiên băng hỏa hạt châu. Tô Mỹ nói, thế nhưng, như đem các người trong cơ thể băng hỏa hạt châu lấy ra, các người tu vi sẽ bị tổn thương, ngay cả thân thể vậy. Sở Phong nói: "Kỳ thực, lấy Sở Phong bây giờ kết giới chi thuật, cũng có thể đem Tô Nhu Tô Mỹ trong cơ thể băng hỏa hạt châu lấy ra, nhưng là kia băng hỏa hạt châu, đã vì hai người sử dụng, lấy ra, đối với các nàng cũng không có lợi, ngược lại sẽ làm cho các nàng tu vi bị hao tổn, thậm chí trên thân thể tạo thành tính vĩnh cửu thương tổn." Sở Phong tiểu hữu, Thanh Huyền Thiên còn đặc ý nói qua, tuy rằng Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong dĩ vãng huyết tinh chi khí cùng lệ khí, vô pháp ảnh hưởng Nguyệt Ma. Này huyết tinh chi khí cùng lệ khí nếu là đạt đến một cái kinh khủng cấp bậc, vẫn đang sẽ ảnh hưởng nguyệt ma. Cũng thì như hiện tại, nhiều người như vậy tụ tập nguyệt hạ mê cung, đây là trước nay chưa có sự tình, nếu là bọn họ toàn bộ chết ở bên trong, kia bồi hồi ở trong đó huyết tinh chi khí cùng lệ khí, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Huống chi hiện tại, vạn năm thời gian đã qua, là nguyệt ma thành tiên thời kỳ mấu chốt. Ám điện lúc này, lan truyền nguyệt hạ mê cung bản đồ, chính là nghĩ dẫn mọi người tiến vào bên trong, để cho bọn họ chết ở bên trong mà bọn họ mục đích thực sự chính là muốn dùng cái này vô tội sinh mệnh máu làm cho nguyệt ma khôi phục ma tính bọn họ là muốn cho nguyệt ma vì bọn họ sử dụng a lạc không đại nhân nói nói này còn không đơn giản nguyệt hạ mê cung còn chưa tới mở ra thời gian ngăn cản mọi người tiến nhập không phải chỉ cần không có nhiều người như vậy chết ở bên trong coi như là ám điện cũng không có cách nào chứ sở phong nói nguyệt hạ mê cung mỗi tháng sẽ mở ra một lần nhưng cần đặc thù thời kỳ mà ngày này trước, mặc cho là ai cũng vô pháp tiến nhập. Đây cũng là vì sao, Nguyệt Hạ Mê Cung bên ngoài tụ tập nhiều người như vậy nguyên nhân, nguyên do hiện tại ngăn cản, lấy viễn cổ tinh linh năng lượng là hoàn toàn có thể làm được. Nói cho cùng, trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không đều không muốn thương tổn Tô Nhu cùng Tô Mỹ.